Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 67. Trịnh lão hiểu lầm, Diệp Thần hơi chắp tay tỏ ý Trịnh lão, chợt đi mấy bước, nhìn về phía Mộc Phong và Mộc Điền ba các người, phác họa một đạo nụ cười, nói ta coi như là rõ ràng, người sở dĩ mang nhiều người như vậy, thậm chí liền mình trưởng bối cũng kêu đến, là cho mình thêm can đảm đi. Ta xem cha ngươi, phỏng đoán không ở nơi này. Nếu không, ngươi cũng có thể kêu cha ngươi tới đây cho ngươi chỗ dựa, nhìn một chút ngươi hình dáng gì, ta không gặp qua Bắc Cung Tử Ngọc, càng không có thả nói chuyện phiếm qua, bất quá là Bắc Cung Tử Ngọc chủ động tìm tới ta. Diệp Thần sức không kém chút nào, từ từ nói, xem ngươi vị hôn phu này, hơn không tự tin. Mình vị hôn thê cứu một người người, ngươi cũng khí được nổ mau, thậm chí cha chú tổ tiên cũng gọi ra. Muốn phải thừa dịp người nhiều đi đối phó ta. Ngươi muốn cùng ta so tài. Thừa dịp ta bị thương thừa dịp hư mà vào. Thật là buồn cười. Như ta khôi phục thời kỳ toàn thịnh, ngươi Mộc Phong lại là thứ gì? Diệp Thần vậy nín một cổ khí, bị đuổi giết một ngày một đêm, vốn là lửa giận ngút trời. Không nghĩ tới, mới vừa bị người cứu, còn bị một người thiếu nữ thủ hạ cứu, kết quả thiếu nữ vị hôn phu truy đuổi tới. Thì ra như vậy giống như lão tử đoạt hắn tức phụ tựa như, rõ ràng lão tử gặp đều không gặp qua Bắc Cung Tử Ngọc, một câu nói đều không và Bắc Cung Tử Ngọc nói qua, người mẹ hắn trước gấp cái gì à? Diệp Thí Thiên, ngươi còn dám hầu ngôn loạn ngữ? Bổn công tử bảo đảm, ngươi không sống qua ngày hôm nay. Mộc Phong từ nhỏ đến lớn đều không bị người như vậy lời nói. Huống chi còn bị một con kiến hôi nói là thứ gì? Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn đưa tay ra, chỉ Diệp Thần, gần từng chữ, Diệp Thí Thiên, có bản lãnh đi ra đánh một trận. Đi ra cái rắm, Diệp Thần cũng là khí được không được, trực tiếp nói, người mẹ hắn nhập thần cảnh 9 tầng thiên, ta đế tôn cảnh tầng 8 trời, người thật là đủ cần thể diện. Ta cũng không phải là sợ hãi ngươi, mà là cái này cùng chó cậy thế người người, lão tử không ưa, lại không cho lão tử nói xin lỗi. Lão tử trở về thì cầm Bắc Cung Tử Ngọc ngủ với, dù sao cũng vị hôn thê, vẫn là đính hôn từ bé, có cái gì cướp không được. Hô 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 hô, hô hô hô, mấy câu nói này vừa ra tới, bốn phía tất cả mọi người kinh hãi. Nhất là Vương Kỳ cùng với mấy vị thần vương cảnh thị vệ, nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt đều thay đổi. Toàn bộ linh võ đại lục dám đối với thất tiểu thư mở như vậy đùa giỡn chỉ sợ cũng chỉ có trước mặt cái này người thanh niên. Trịnh Bá mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng là hắn cũng biết đây là đùa giỡn, cũng không phát tác. Nhưng mà, hành động này ở Kim Đao Môn xem ra không thể nghi ngờ là thầm chấp nhận. Mộc Điền Ba một gương mặt già nua, đã âm trầm tới cực điểm. Mộc Phong trực tiếp hét lớn, Diệp Thí Thiên, bổn công tử thề giết ngươi. Mộc Phong giống như phong ma vậy gào thét nói, đi ra, đi ra, đi ra đánh một trận à. Cút ra đây. Nhanh chóng cho ta cút ra đây. Nếu không ra, người không phải người đàn ông, cảm tưởng không dám làm, người dám làm, ta Kim Đao Môn dốc hết toàn phái lực muốn tiêu diệt cả nhà ngươi. Lại không cho ta cút ra đây, ngày sau ngươi Diệp Thí Thiên người nhà, người thân bạn tốt, ta gặp một cái giết một cái, để cho ngươi xem khiêu khích ta giá phải trả. Kim Đao Môn hộ pháp trưởng lão nghe. Ta lấy Kim Đao Môn đại trưởng lão mệnh lệnh, truyền lệnh các ngươi. Cho biết càn khôn chi địa, thậm chí còn thiên hạ tất cả võ giả. Giết Diệp Thí Thiên người thân bạn tốt một người, ta tặng một chuôi cửu phẩm tiên khí, giết Diệp Thí Thiên phụ mẫu, ta tặng thần vương khí, chiết nhục chơi chết Diệp Thí Thiên những đàn bà khác, ta tặng hỗn nguyên tiên khí. Trên bầu trời, khắp nơi cũng quanh quẩn Mộc Phong gào thét thanh âm, thậm chí đang không ngừng vọng về. Kim Đao Môn người cùng với Trịnh Bá người, giờ phút này cũng hít hà xuống. Một phương là âm lãnh nhìn, một khối không lời chống đỡ, ngược lại là đối với Diệp Thần đảm phách vô cùng là tán thưởng, Kim Đao Môn à, nói đắc tội thì đắc tội, vẫn là không chết không thôi cái loại đó à. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng là thần sắc âm lãnh, trong mắt lộ ra đạo đạo ý định giết người, nhìn nhảy lên nhảy xuống cơ hồ tức điên Mộc Phong, trong lòng ngầm tối tăm suy tư nói, muốn giết cả nhà ta, giết ta người thân bạn tốt. Người Kim Đao Môn sẽ trở thành là cái thứ hai huyết kiếm môn. Nhưng sẽ là ta Diệp Thần, cái đầu tiên diệt hết môn phái. Chỉ có nhổ cỏ tận gốc, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Từ giờ trở đi,
Diệp Thần triệt dưới đáy Diệt Kim Đao môn quyết tâm, cũng không phải là bởi vì Mộc Phong lời nói điên khùng, mà là bỏ ra hành động, muốn treo giải thưởng Diệp Thần người thân bạn tốt mệnh, vậy thì không thể giữ lại. Hơn nữa, Mộc Phong mặc dù có thể là vô tâm nói như vậy, nhưng là vô tâm nói như vậy, rất lâu chính là nội tâm chân chính hiện ra. Nếu Mộc Phong có lòng này, liền muốn đem nguy hiểm bóp chết ở nôi bên trong. Tốt lắm! Trịnh lão, ngươi không cho cái giải thích sao? Mộc Điền Ba tạm thời để cho Mộc Phong im miệng, thần sắc lạnh như băng nói, Bắc Cung Tử Ngọc tiểu thư cùng Mộc Phong hôn sự, chính là năm đó Bắc Cung gia tộc gia chủ đại nhân định, chẳng lẽ còn muốn hủy ước không được? Hôm nay, Diệp Thí Thiên còn sống, chính là muốn hủy ước. Hôm nay ngươi cùng không giết hắn, ta Kim Đao môn vậy cần thiết giết hắn, hơn nữa, ngươi được cho chúng ta một cái trả lời. Bót! Trịnh Bá ngay lập tức gian ra tay, giống như điện thiểm lôi minh vậy, một cái tát ở Mộc Điền Ba trên mặt. Chợt, Trịnh Bá lạnh như băng nói, thực lực, chính là trả lời. Diệp Thí Thiên, chính là thất tiểu thư, tự mình lên tiếng muốn người, vô luận như thế nào, không thể nào chết. Dù là các ngươi toàn bộ chết, Diệp Thí Thiên, cũng không thể chết. Linh Võ Đại Lục, thực lực phi tôn. Ngươi, Mộc Điền Ba cả người máu tươi, kim bào đều bị máu tươi thấm ướt, nhưng là tức giận nói, ngươi cùng còn muốn vi ước, có thẹn tại chúng ta Kim Đao Môn, năm đó Bắc Cung gia chủ thượng vị lúc, có thể không phải là nói như vậy. Nếu ngươi cùng muốn hủy ước, ta Kim Đao Môn, vậy không phải có thể tùy tiện khi dễ, lão phu tu vi không tốt, không đại biểu ta Kim Đao Môn có thể lấn. Tùy ngươi, Trịnh lão một phất tay áo miệng, cũng không để ý sẽ Mộc Điền Ba. Hai vị, không cần vội vàng như vậy. Mộc Phong nói, không phải là không thể thương lượng. Diệp Thần chợt đi ra, khóe mắt ý định giết người hiện lên, nói, ngày mai chính là Càn Khôn Bách Tông tỷ thí đi, Mộc Phong nếu muốn đánh, liền ở trên lôi đài chiến đi. Chiến! Vượt qua chiến, ta còn muốn giết Mộc Phong. Chỉ là bây giờ ta thực lực đại tổn, chưa khôi phục, băng kiếm tiên tôn tiền bối thực lực vậy còn chưa hoàn toàn nắm trong tay. Nếu không không cần đến khi ngày mai, ngày hôm nay ắt phải giết Mộc Phong. Lôi đài quyết sống chết. Ta cũng cho Mộc Phong, một cái phát tiết cơ hội. Diệp Thần không chút nào đem Mộc Phong để ở trong mắt, chỉ cần mình lên cấp đế tôn cảnh 9 tầng thiên, lại tay cầm giết thần tướng và diệt hồn ma thần thương, đánh một trận tuyệt không vấn đề, lại dùng ác ma mắt, định có thể giết Mộc Phong. Ha ha ha! Hèn mọn tiểu tạp chủng, người cuối cùng muốn đi tìm cái chết liền à? Thật tốt, ngày mai ta chờ ngươi. Chờ đưa ngươi bước lên đường suối vàng. Mộc Phong tâm trạng ổn định chút, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, giống như hung thú vậy, nói, ngày mai Bách Tông Càn Khôn thi đấu, 150.000 người tham dự, ta còn sợ ngươi đợi không được và ta đối với một chàng, liền phải chết đâu. Bất quá ngươi yên tâm, ta là Kim Đao Môn Đại Công Tử. Ta Kim Đao Môn là chủ đạo thi đấu tông phái, ta sẽ cho người an bài tốt, người chính là muốn chết, vậy được chết ở trên tay ta. Ngày mai đánh một trận, vừa quyết sống chết, vậy quyết tử ngọc thuộc về. Ta không có cầm người phụ nữ thuộc về, làm quyết chiến thói quen. Diệp Thần không sợ hãi chút nào, thậm chí nhìn hờ hững nói, còn nữa, ta đã có người thương, ta đối với Bắc Cung Tử Ngọc không có nửa điểm hứng thú. Ngươi! Mộc Phong vừa tức phẫn, phổi cũng sắp nổ, trên đầu đều bị khí được bốc khói. Mộc Điền Ba nhưng là hừ lạnh một tiếng, nói, Diệp Thí Thiên, tiểu tạp chủng, ngày mai chính là ngươi mất mạng ngày, hôm nay ngươi dám động Tử Ngọc một chút, ta để cho cả nhà ngươi đều không được an sanh, Tử Ngọc là ta Kim Đao Môn vị hôn thê. Cút, cậy mình nhiều tuổi lão gia. Ngày mai chuẩn bị xong trên một bức cùng quan tài, cho ngươi ngoại tôn. Diệp Thần lưu lại một câu nói, thẳng vào Trịnh Bá tọa giá. Trịnh Bá vẫy tay, mổ ra không gian, chuẩn bị đưa người, Mộc Điền Ba thức thời mang người rời đi, tin tưởng rất nhanh, chuyện này sẽ truyền khắp Càn Khôn chi địa, phàm là võ giả, mọi người đều biết. Tọa giá bên trong, Trịnh Bá sầm mặt lại, đối với Diệp Thần nói, Diệp Thí Thiên, ngươi nếu là còn dám hủy xấu xa tiểu thư danh tiếng, lại là lời nói đối với tiểu thư bất lợi, lão phu phế ngươi. Diệp Thần buông lỏng một chút bả vai, không để ý tới sẽ Trịnh Bá, mình uống thần vương đan chữa thương. Rất nhanh, đoàn người liền tới đến Cổ Linh Thành. Cùng lúc đó, Hoa Hạ, Côn Lôn Hư chỗ sâu.
Quang minh điện đường bên trong. Diệp Lạc Nhi không ngừng đi trước, nhìn trên cánh tay màu đỏ nhạt huyết mạch, mơ hồ có chút bất an. Diệp Lạc Nhi dừng chân với mình đại điện bên trong, thông qua huyền cửa sổ ngắm nhìn trắng tinh trăng sáng, nhưng là mặt mày ủ ê. Diệp đại ca cách nhau mới mấy ngày, ta cũng đã liên tục nhớ lại một ít cảnh tượng. Có núi thây biển máu, có huyết linh tộc, thậm chí có linh võ đại lục. Sốt cuộc, tại sao? Nàng nhẹ giọng lời nói, dừng chân ở trước cửa sổ, cả người quần áo trắng trôi giạt, giống như là lạnh như băng tiên tử vậy. Nhưng mà mấy ngày nay, mỗi lần vào mộng liền sẽ nhớ lại một màn cảnh tượng, chính giữa còn có một bộ núi thây biển máu cảnh tượng. Đó là ở một phiến cỏ cây tươi tốt rừng rậm cùng cổ thành ao bây giờ. Khoảnh khắc gian, vô số lửa cháy mạnh và dao ánh sáng, mổ ra liền thiên địa, giống như diệt thế vậy, một đám thực lực mạnh mẽ võ giả, đang chu diệt mấy trăm người, đám người kia người mặc vào màu máu đỏ trường bào, trước ngực điêu khắc có rồng văn, sau lưng mơ hồ có rồng cánh chim dương ra hiện. Tựa hồ mỗi một cái, đều là hủy thiên diệt địa tồn tại. Không ngừng xóa bỏ thanh niên nam nữ thủ hạ, mấy trăm cường giả chết, núi thây biển máu, mà thanh niên kia trai gái bị thương thật nặng, có thể nam tử tuấn Mỹ, người mặc long bào đầu đội vương miện, cô gái trôi giạt như tiên, trong tay ôm trong ngực trẻ em, quả quyết lạnh như băng trên gương mặt, cũng không so khó khăn, xem là mới vừa sanh hài nhi, tổn thương nguyên khí nặng nề, khó khăn mạnh bao nhiêu chiến lực. Đám người kia, đuổi giết thanh niên trai gái, lên xa vạn dặm. Dọc đường diệt tuyệt tiên linh, tiên thú chi địa. Thậm chí đuổi giết được cuối cùng, thanh niên người đàn ông bị vô số quy luật và ánh sáng đánh trúng, rơi xuống liền biển vô tận, sống chết không biết. Cô gái thề Mỹ chủ trừ, đi tới một nơi không gian truyền tống chi địa, đem đứa bé trong ngực, truyền tống rời đi, rồi sau đó xoay người giết ra thần điện, chìm ngập ở vô số quy luật chính giữa, giống vậy sống chết không biết. Trai gái, trẻ em. Chẳng lẽ bộ kia cảnh tượng, chính là Lạc Nhi và cha mẹ thất lạc cảnh tượng à? Diệp đại ca bây giờ kết quả ở đâu? Đối với Diệp Lạc Nhi mà nói, nàng đã không có thân nhân. Duy nhất người thân chính là Diệp Thần. Diệp Thần là nàng người trọng yếu nhất. Diệp Lạc Nhi nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, giờ phút này giống như vô chủ hồn phách vậy, dạo chơi trong nhà, quanh mình ngày càng cường thịnh ám điện cường giả, hướng nàng ôm quyền khom người tỏ ý. Nàng tựa như cũng không nghe được vậy, dần dần đi tới Diệp Thần gian phòng bên trong, khẽ vuốt ve Diệp Thần đã dùng qua luyện khí đan đỉnh, nhớ lại đã từng cùng Diệp Thần một màn. Bất kinh, nàng tự nhủ, chẳng lẽ, bộ kia cảnh tượng, thật sự là ta và cha mẹ thất lạc cảnh tượng à? Mỗi lần hồi tưởng, tim ta miệng liền sẽ đau đớn, đầu liền sẽ trận đau, cảnh tượng vậy càng phát ra rõ ràng, từ thấy được thanh niên nam nữ hình dáng, theo vào mộng kỷ niệm số lần tăng hơn. Ta cũng dần dần thấy rõ bọn họ dáng vẻ và quần áo đồ dùng hàng ngày, binh khí. Bọn họ là cha ta nương. Có thể, cha mẹ tại sao sẽ bị đuổi giết? Đánh mất biển vô tận phụ thân, còn sống à? Giết ra thần điện nương, là bỏ mình, vẫn bị bắt. Năm đó thế nào sẽ có nhiều như vậy người truy đuổi giết chúng ta, mà nương nhưng là đem ta đặt ở trong truyền tống trận truyền tống đi, mà nàng cũng không đi. Diệp Lạc Nhi tỉ mỉ nói nhỏ, Diệp đại ca nói qua, mỗi một cái truyền tống trận, đều là tạo hóa cảnh đại năng xây tạo. Chẳng lẽ, đuổi giết cha mẹ người, tu vi đã vượt qua tạo hóa cảnh, là tinh khiếu cảnh cường giả, vẫn là niêm phong cửa cảnh cường giả, cho tới nương biết không cách nào đồng thời rời đi, cho nên đánh ra, tranh thủ không gian truyền tống trận vận chuyển thời gian, tốt đem ta đưa đi. Năm đó sự việc, rốt cuộc vì sao? Cha mẹ còn ở đây. Diệp đại ca bây giờ, như thế nào? Diệp Lạc Nhi ảm đạm than thở một tiếng, khẽ lắc đầu, đi ra gian nhà, đúng dịp thấy Chu Diễm. Chu Diễm là Diệp Thần khi tiến vào huyết linh bí cảnh làm quen tán tu, sau đó gia nhập ám điện, theo phát triển, trở thành quang minh điện chú Hàn gia đà chủ, lần trước phái người truyền về Ngụy Vô Thành dẫn người chạy tới tin tức. Bây giờ, hắn vậy bước vào đế tôn cảnh hậu kỳ, trở thành Diệp Thần quang minh điện đường thiên quân phó trưởng lão. Đang thao luyện do đạo nguyên cảnh tạo thành binh lính, là dựa theo Hàn Vân ý nghĩa, cho dù một năm sau không địch lại, cũng phải đánh một trận, dù là tự bạo giết địch, nhưng cảnh giới phải nâng cao, nếu không liền tự bạo uy lực cũng không đủ. Diệp tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì? Chu Diễm chắp tay tỏ ý Diệp Lạc Nhi, chợt tôn kính hỏi.
hắn nhưng mà biết, Diệp Thần cầm Diệp Lạc Nhi làm em gái mình vậy. Tự nhiên phải có thái độ như thế. Diệp Lạc Nhi lắc đầu một cái, chợt lại nghĩ tới Diệp Thần, liền hỏi, Chu Diễm, nếu như là Diệp đại ca, phát hiện một ít chuyện rất trọng yếu, quan hệ đến người nhà mình, cũng không biết chân tướng, Diệp đại ca sẽ như thế nào? Điện chủ, khẳng định sẽ điều tra kỹ à? Vô luận như thế nào, hết thảy sự việc luôn có lộ chân tướng một ngày. Chu Diễm nghiêm trang nghiêm túc trả lời, chỉ cần nguyện ý đi thăm dò, hết thảy sự việc cũng sẽ có được chân tướng, nếu không phải đi thăm dò, vậy thì có thể cả đời cũng không có được câu trả lời, thậm chí chết, cũng không biết tại sao. Hắn theo bản năng hỏi, thế nào Diệp tiểu thư, điện chủ có chuyện gì không? Không có. Ta không hề biết Diệp đại ca tình huống, chỉ là có cảm nghi ngờ, đúng lúc đụng phải ngươi, hỏi một chút mà thôi. Diệp Lạc Nhi nói xong, đang muốn rời đi. Chu Diễm lại nói, Diệp tiểu thư, ngài đối với điện chủ mà nói rất trọng yếu, nếu là ngài có vấn đề, hoặc là của ngài chuyện của cha mẹ tình, vậy ngài hẳn đi thăm dò à, điện chủ tuyệt đối sẽ trợ giúp ngươi, ta cũng biết ngài thân phận không đơn giản. Hắn dừng lại chốc lát, lại nói, tại hạ cho ngài một cái đề nghị, điện chủ cho tới bây giờ đều có nghi tất tra, có hỏi phải điều tra. Ngài hẳn đi dò xét ngài thân phận, chí ít ngài ra đời tuyệt không đơn giản, người bình thường cũng không khả năng thương tổn tới ngài. Có lẽ, ngài thân phận cao quý, sanh ra ở cao võ vị diện gia tộc lớn, là thiên chi kiêu nữ, có thể địa vị quá mức so bái nhập linh vận tiên tôn môn hạ kỳ tư thanh tiểu thư. Ngài ra đời bất phàm, ngài như đi thăm dò. Có lẽ có thể sẽ trở về gia tộc, đến lúc đó vận dụng thế lực gia tộc, đối với điện chủ sẽ có trợ giúp rất lớn. Đối với điện chủ có trợ giúp rất lớn. Những lời khác, Diệp Lạc Nhi đều không nghe vào, duy chỉ có nghe vào những lời này. Khoảnh khắc gian, Diệp Lạc Nhi thần sắc biến đổi, kiên nghị đứng lên, giống như vẹt ra mây mù gặp thanh thiên vậy, lại nữa chủ trừ, kiên định lòng tin nói, đúng, Lạc Nhi muốn dò xét mình thân phận. Có lẽ Lạc Nhi có thể cho Diệp đại ca trợ giúp rất lớn. Diệp đại ca cũng không cần bị linh vận tiên tôn chiết nhục. Đến lúc đó, Lạc Nhi giúp Diệp đại ca nghiền ép hết thảy, là Diệp đại ca nghênh hồi Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết. Diệp Lạc Nhi kiên định lòng tin, liền nói, Chu trưởng lão, ta phải đi linh võ đại lục, làm phiền ngài cho biết Hàn Vân các chủ bọn họ một tiếng. Nói xong, Diệp Lạc Nhi chạy thẳng tới Linh Thành đi. Chu Diễm kịp phản ứng lúc, Diệp Lạc Nhi đã biến mất ở chân trời cuối. Rất nhanh, Chu Diễm đi tới một tòa phong bế trước cung điện, chắp tay ôm quyền nói, Hàn điện chủ, Diệp Lạc Nhi tiểu thư đã rời đi, tựa hồ là đi Linh Thành, muốn đuổi đi linh võ đại lục thăm dò mình thân phận, muốn tương trợ điện chủ, xin hỏi phải chăng cần chúng ta dẫn người đem Diệp tiểu thư mang về. Diệp Lạc Nhi, điện chủ người, tuy là tuổi không lớn lắm, khá vậy có đế tôn cảnh sơ kỳ tu vi. Nhưng là, như vậy tu vi ở Côn Lôn hư còn không ngại, nếu là đi liền Linh Thành, thậm chí còn linh võ đại lục, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rốt cuộc muốn không muốn đem Diệp tiểu thư đoạt về. Điện chủ lúc đi, vậy không giao phó Diệp tiểu thư sự việc à? Diệp Lạc Nhi. Nàng đi à, Hàn Vân từ bế quan bên trong tỉnh lại. Đã hoàn toàn biến mất tóc trắng hình dáng, hóa thành một cái người đàn ông trung niên, ngồi xếp bằng, suy tư nói, nàng lai lịch thân phận không đơn giản, ta đều không có tư cách nhúng tay những thứ này. Như nàng thật có thể tương trợ điện chủ, cũng là cứu ta Côn Lôn hư, liền để cho nàng đi đi, ngăn cản, cũng vô dụng, còn như nguy hiểm tánh mạng, nàng huyết mạch lực rất mạnh, chỉ ít vượt qua xa huyết linh tộc người, thật muốn tổn thương nàng người, chúng ta cũng không cản được. Hơn nữa nàng kích thích huyết mạch lực, chúng ta vậy không ngăn được nàng. Theo nàng đi. Hôm nay Quang Minh Điện đường, điện chủ không có ở đây, liền không có đứng đầu chiến lực. Diệp Lạc Nhi là Thánh Long huyết mạch, đến từ linh võ đại lục đứng đầu gia tộc. Cái này các gia tộc, muốn đả thương Diệp Lạc Nhi, chúng ta không ngăn được. Nếu như Diệp Lạc Nhi trở về gia tộc bên trong, tin tưởng cũng có thể cho điện chủ mang đi một ít cường giả. Cho nên... Hàn Vân cảm thấy Quang Minh Điện đường trên dưới, yên lặng theo dõi kỳ biến cho giỏi. Rõ ràng, ta đi xuống, Chu Diễm ôm quyền tỏ ý, chợt rời đi. Diệp Lạc Nhi rời đi, ở Quang Minh Điện trong sảnh không có đưa tới gợn sóng quá lớn,
chủ yếu là Quang Minh Điện đường thời khắc này tất cả đại các chủ, phó các chủ đợi một chút, tất cả xếp hạng trên cường giả, cũng đang bế quan tu luyện bên trong, thậm chí cũng không biết chuyện này. Dù là tinh kiếm môn cùng năm thành ba phái thủ lãnh, đạt tới bộ chúng, cũng đều đang tu luyện. Côn Lôn Hư tiến vào cao tốc phát triển trước, đối bên ngoài lấy Chu Diễm, Hắc Diệu, Hoàng Chiến Thiên các người làm chủ đạo Côn Lôn Hư hết thảy sự vật, chủ yếu là bởi vì bọn họ căn cơ bất ổn, không cách nào thời gian dài tăng lên cảnh giới, dứt khoát liền phụ trách Quang Minh Điện đường thường ngày vận chuyển đợi một chút sự vật. Từ Diệp Thần sau khi rời đi, Côn Lôn Hư liền lại không có bùng nổ đại chiến. Tất cả tông phái và thế lực gia tộc đợi một chút, đều bị Quang Minh Điện đường thống nhất, cùng là một điện dưới, lại đối mặt huyết linh tộc cùng như vậy kẻ địch cường đại, tự nhiên sẽ không lại bùng nổ tác chiến. Mà giờ khắc này, Diệp Lạc Nhi cả người đế tôn cảnh tu vi, nói có mạnh hay không, nói yếu cũng không quá yếu. Nàng đi tới linh thành ra, nhìn vô biên vô tận màu xanh bảo vệ che chở, đem lớn như vậy linh thành cũng cho bọc lại, chỉ có lấy được nhập linh bài, nếu không căn bản không cách nào tiến vào linh thành. Ngươi là... bộ dáng của ngươi, làm sao có chút quen mắt? Không đúng, là Diệp Thần người bên cạnh. Một đội xuất hành trung niên võ giả, ngay lập tức gian nhận ra Diệp Lạc Nhi. Chính giữa, lấy Lý Gia Chi trưởng lão làm chủ, hắn thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Diệp Lạc Nhi, trong đầu không ngừng nhớ lại, từ huyết linh tộc đến, mấy phen và Côn Lôn Hư chém giết tranh đấu sau đó, bọn họ tất cả nhà các phái liền cũng phái người đi Côn Lôn Hư, điều tra Diệp Thần bên người hết thảy bằng hữu và thủ hạ. Dĩ nhiên, liền bao gồm trước mắt vị này Diệp Lạc Nhi. Đối phương, tựa hồ là Diệp Thần đặc biệt xem trọng người phụ nữ. Các ngươi là... Linh Thành, ta như thế nào mới có thể đi vào? Diệp Lạc Nhi trở nên có chút băng xương, lại nữa giống như là trước kia như vậy cô gái hình dáng, cả người bạch bào tiên quần, tay cầm hàn băng trường kiếm, tung bay lâng lâng. Bất ngờ nếu như cung quảng hàn hằng Nga vậy. Nàng hỏi, các vị nhưng mà linh thành người. Ta muốn đi linh võ đại lục, như thế nào mới có thể đi vào? Cần muốn cái gì? Ngài là Diệp Thần người. Lý gia trưởng lão thận trọng hỏi, ngài nhưng mà Diệp Lạc Nhi. Đúng, ta là Diệp Lạc Nhi. Diệp Lạc Nhi khóe mắt chợt một tia ác liệt, nghi ngờ nhìn về phía Lý gia trưởng lão, dần dần nổi lên nghi ngờ. Trong tay hàn băng trường kiếm lưu chuyển một cổ màu máu đỏ ánh sáng rực rỡ, đạo đạo lạnh người mà kinh khủng hơi thở, tản ra. Bịch bịch, phịch, cái này trong đội năm võ giả sau lùi lại mấy bước. Nhất là Lý gia trưởng lão, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Diệp Lạc Nhi, nói, người quả nhiên là linh võ đại lục người, xuất thân bất phàm, lại là đứng đầu huyết mạch. Hắn trong lòng rung động không thôi, suy tư nói, chỉ riêng bộ phận huyết mạch lực phát ra. Thì có như uy lực này. Nếu như hoàn toàn bộc phát ra, há chẳng phải là có thể đồ sát nhập thần cảnh hậu kỳ lão tổ. Khó trách sẽ theo ở Diệp Thần bên người, Diệp Thần bên người vậy đều là chút người bất phàm à. Phía trước có bái nhập linh vận tiên tôn môn hạ nữ đệ tử, nơi này lại tới một cái huyết mạch siêu tuyệt, thậm chí là linh võ đại lục đứng đầu gia tộc thất lạc ở bên ngoài công chúa nhỏ, chúng ta phải cực kỳ đối đãi. Nếu không, sẽ đem đại nạn ập lên đầu. Hụ hụ hụ. Diệp tiểu thư, ta đã từng thấy qua Diệp điện chủ mấy lần. Gia chủ nhà ta, cũng đã là Diệp thần điện chủ dưới quyền, nhắc tới, chúng ta cũng coi là các ngươi Quang Minh điện đường người à. Lý gia trưởng lão lộ ra nụ cười ấm áp, nói không sai, Lý gia gia chủ bị Diệp thần phong ấn, bọn họ Lý gia vậy coi là Diệp thần thủ hạ, nửa Quang Minh điện đường người. Giờ phút này, hắn lại là cặn kẽ nói, chúng ta nơi này tên là Linh Thành, muốn đi vào Linh Thành, là cần một khối nhập linh bài. Đáng tiếc Côn Lôn Hư cơ hồ đã không có nhập linh bài. Nhưng là chúng ta nơi này ngược lại là có thể hy sinh một người số người cho Diệp tiểu thư. Hắn tỏ ý chung quanh người Lý gia, rất nhanh thì có Lý gia thanh niên đưa ra một khối linh bài, hắn lại chuyển giao cho Diệp Lạc Nhi, mỉm cười nói, Diệp tiểu thư, chúng ta ngưỡng mộ Diệp điện chủ thần uy. Ta Lý gia đem là ngài mở đường, ngài phải đi linh võ đại lục, chúng ta nhất định giúp ngươi làm được. Nhập linh bài. Diệp Lạc Nhi nắm chặt trong tay màu xanh nhập linh bài, ánh mắt lóe lên, khẽ gật đầu. Chờ một chút. Lạc Nhi tỷ tỷ, ta cũng phải đi. Ngay tại lúc này, một người vóc dáng kiều trẻ trẻ cô gái chạy trốn tới đây,
người mặc trăm lai quần, trong tay còn bưng một đời quả vặt, dĩ nhiên là Kỷ Tư Thanh muội muội Kỷ Lâm. Nàng đi theo phía sau một số Kỷ gia cường giả, tựa hồ là đối phương đang bảo vệ nàng. Kỷ Lâm, ngươi chuyện gì xảy ra, không có ở Kỷ gia ngây ngô, tại sao lại ở chỗ này? Diệp Lạc Nhi tiến lên khẽ vuốt ve Kỷ Lâm trán, tỉ mỉ hỏi, nơi này rất nguy hiểm, khắp nơi đều là cường giả, tỉ tỉ cũng phải đi Linh Võ Đại Lục, ngươi ngoan, mau trở về đi thôi, trở về đợi cái 1-2 năm, ta và Điện Chủ, cùng với tỉ tỉ ngươi, vậy trở về. Chỉ là 1-2 năm thời gian mà thôi, ngoan, đi Hoa Hạ vui đùa một chút đi, đừng ngây ngô ở chỗ này. Không, Lạc Nhi tỉ tỉ, ta cũng phải đi Linh Võ Đại Lục. Kỷ Lâm vẻ mặt thành thật nói, tỉ tỉ ta bái cái gì Linh Vận Tiên Tôn, cái đó lão tiền bối tới Côn Luân chúng ta giả thời điểm, thật là mạnh hoành, thật là bá đạo, ta không ưa nàng, thậm chí Diệp Thần cũng không biết đi nơi nào. Cho nên, ta phải đi tìm tỉ tỉ ta. Ai biết vậy Linh Vận bà cụ có hay không khi dễ tỉ tỉ ta. Diệp Lạc Nhi đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, khẽ vuốt qua Kỷ Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn gò má, dịu dàng nói, Kỷ Lâm à, tỷ tỷ phải đi Linh Võ Đại Lục, tìm gia tộc mình, rồi sau đó trợ giúp Diệp đại ca, tỷ tỷ ngươi là bái nhập Linh Vận Tiên Tôn môn hạ, không cần bao lâu, thì có thể trở về. Nếu không, ngươi vẫn là ở Côn Lôn Hư đợi một chút. Ta không, Kỷ Lâm kiên trì nói, ta những ngày qua, biết được không ít chuyện, giống như là Linh Vận Tiên Tôn cái loại đó đại năng, môn hạ đệ tử một cái bế quan đều là trên 100 năm thời gian, thám hiểm một chỗ đều phải hơn 1000 năm thời gian. Nếu là Linh Vận Tiên Tôn trong lòng không ý tốt, để cho tỷ tỷ ta tu luyện hơn 100000 năm. Vậy ta chẳng phải là muốn rất lâu mới có thể thấy nàng à? Cho nên, ta muốn đi vào Linh Võ Đại Lục, ta phải đi tìm tỷ tỷ, cũng phải đi tìm Diệp Thần. Được rồi, Diệp Lạc Nhi gật đầu, khá là vui vẻ yên tâm, cười nói, vậy chúng ta cùng chung đi Linh Võ Đại Lục. Nàng nhìn về phía Lý gia trưởng lão, hơi chắp tay nói, xin hỏi. Còn có khối thứ hai nhập linh bài à? Có. Nơi này, Lý gia trưởng lão lại lấy ra một khối linh bài, đưa cho Kỷ Lâm. Hắn bề ngoài vân đạm phong khinh, nhưng là thực thì nhức nhối à? Nhập linh bài cực kỳ chân quý. Hắn cầm ra một quả, liền đại biểu mình thủ hạ đắc lực vĩnh viễn không cách nào bước vào linh thành. Trần trưởng lão, cảm ơn nhiều. Kỷ Lâm nói tạm biệt một tiếng. Theo Diệp Lạc Nhi một khối tiến vào linh thành bên trong, Lý gia trưởng lão cũng ở đây bên cạnh. Mới vừa bước vào linh thành, thì có mấy đạo hơi thở bay lên trời. Mấy vị nhập thần cảnh hậu kỳ nhân vật ngự không, thanh thế như vậy giống như là Diệp Thần hạ xuống lần nữa liền vậy, mấy vị nhập thần cảnh 9 tầng thiên lão tổ đều rối rít bay lên trời, chạy tới nghênh tiếp. Chính giữa, còn có một vị nhân vật, tới được nhanh hơn. Nhập thần cảnh 7 tầng thiên lý gia gia chủ, hướng Diệp Lạc Nhi và Kỷ Lâm ôm quyền, nói, hai vị tiểu thư, xin hỏi có gì phân phó. Đồng thời gian, ba phái năm nhà lão tổ ngự không, thấy cũng không phải là Diệp Thần đích thân đến, liền nhìn một cái báo tin lý gia trưởng lão, khẽ thở dài một tiếng, mỗi người xuống bầu trời, ngồi ở mình trong lầu các, lấy linh hồn lực thám thính Diệp Lạc Nhi và lý gia gia chủ đối thoại. Dẫu sao, cũng không phải là Diệp Thần tới. Còn không cần phải chúng ta đích thân đi ra nghênh đón, Lý gia gia chủ đi cho giỏi, dù sao hắn cũng là Diệp Thần thủ hạ. Lý gia gia chủ, ta muốn hỏi, Diệp đại ca là đi đâu một cái không gian truyền tống trận trận? Là Thanh Hồng môn không gian truyền tống trận, đi thông Linh Võ Đại Lục Tây vực Càn Khôn chi địa, do bên trong các gia tộc, Bắc Cung gia tộc nắm trong tay. Lý gia gia tộc từ từ nói. Bắc Cung gia tộc, Diệp Lạc Nhi sững sốt một chút. Có chút kinh ngạc. Lý gia gia chủ hơi mỉm cười nói, cũng không phải là cái đó Bắc Cung gia tộc. Căn cứ chúng ta dò xét tin tức xem, hai cái Bắc Cung gia tộc đều là thuộc về đứng đầu gia tộc Thần Long gia tộc chi nhánh, mỗi người ở Tây vực và Nam vực xưng bá, nắm trong tay không thiếu tông phái. Cho nên, điện chủ đi là Tây vực Bắc Cung gia tộc, mà không phải là Nam vực Bắc Cung gia tộc. Mặc dù đều là họ Bắc Cung, nhưng cũng không phải là một gia tộc. Chỉ là cũng từ Thần Long gia tộc phát triển xuống hai cái chi nhánh gia tộc mà thôi. Linh Võ Đại Lục không giống với Côn Lôn Hư các phái rất ít có cấp trên cấp dưới tình huống xuất hiện, vậy đều là cùng tồn tại, chỉ là một khi có đại sự thời điểm, nhỏ yếu tông phái cũng tuân theo mạnh tông phái lớn,
ví dụ như trước kia tiểu tông phái, tuân theo Côn Luân Tông, Đạo Tông vân. Vân quyết định mà thôi. Linh võ đại lục chính là đẳng cấp xâm nghiêm, hạ cùng tông phái, ví dụ như máu thiên bạo, côn ta phái đợi một chút liền nhất định phải thần phục bên trong cùng tông phái phi hạc điện, kim đao môn, hoặc là bên trong các gia tộc Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung gia tộc lại thần phục đứng đầu gia tộc Thần Long gia tộc, có nghiêm khắc hệ thống, cũng không phải là chân chính hỗn loạn. Còn như ma đạo cường giả, cũng đều ở quản hạt chi địa bên trong, chỉ là thần không thần phục liền không nhất định. Lý gia gia chủ vừa nói như vậy, Diệp Lạc Nhi khẽ gật đầu. Kỷ Lâm nói, Lý tiền bối, chúng ta cũng phải đi Càn Khôn chi địa, tìm Diệp thần đại ca. Lý gia gia chủ hơi xấu hổ, giải thích, đi thông Càn Khôn chi địa không gian truyền tống trận, đã sử dụng qua một lần, cần 10 năm thời gian nguội xuống, tới để cho không gian thần thạch tích lũy không gian phép tắc lực lượng, bây giờ, thì không cách nào vận dụng. Hắn chợt nói, Thanh Hồng Môn có 2 tòa không gian truyền tống trận, đều là đi thông Tây Vực, trong đó một tòa điện chủ sử dụng. Ngoài ra một tòa, đi thông Bá Ngọc chi địa, là một cái khác bên trong các gia tộc sở hạt địa bàn, khoảng cách Càn Khôn chi địa có 200.000 cây số khoảng cách. Ngược lại là xa cách không thiếu tông phái và tiên thú địa bàn, chạy tới chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm. Ta đề nghị hai vị, còn chưa phải đi cho thỏa đáng. Diệp Lạc Nhi trực tiếp nói, làm phiền Lý Gia Gia chủ dẫn chúng ta qua đi. Lý Gia Gia chủ đưa mắt nhìn Diệp Lạc Nhi và Kỷ Lâm hồi lâu, mới khẽ gật đầu, mang hai nữ đi tới Thanh Hồng Môn trước, chỉ biết Thanh Hồng Môn lão tổ. Hắn chỉ trước mắt chỗ tòa này không gian truyền tống trận, nói các ngươi lên đi đi, ta tới khởi động. Đa tạ Lý tiền bối. Cảm ơn chú Lý. Diệp Lạc Nhi và Kỷ Lâm đứng ở trên bậc thang, chung quanh không gian quy luật hạt bắt đầu vận chuyển. Rất nhanh, không gian quy luật lực vô căn cứ đánh ra, vỡ ra một cái lối đi, đang đưa Diệp Lạc Nhi và Kỷ Lâm tiến vào không gian đường hầm lúc, Diệp Lạc Nhi huyết mạch lực nhưng là hơi có chút tỉnh lại, thậm chí đang thu nạp không gian phép tắc lực lượng, mạnh mẽ tự thân. Diệp tiểu thư, mời không nên như vậy. Lý gia gia chủ trên mình linh lực, cũng gặp phải Diệp Lạc Nhi trên mình huyết mạch lực thu nạp, giờ phút này đều cảm giác cả người không còn một mống, khó mà tiếp tục điều khiển không gian truyền tống trận lực lượng. Không, là huyết mạch lực tự chủ, Diệp Lạc Nhi đều có chút hốt hoảng, không nghĩ tới sẽ như vậy. Diệp Lạc Nhi hốt hoảng nhìn mình, thậm chí muốn khống chế huyết mạch của mình lực, lại nữa chiếm đoạt không gian quy luật lực, cùng với Lý gia gia chủ linh lực. Nhưng tựa hồ từ Nhược Tông chủ nhặt được nàng thời điểm, nàng chính là lợi dụng khí huyết lực tu luyện, cũng không có được linh lực tư bổ. Theo đạo lý mà nói, có Thánh Long huyết mạch người, sanh ra ở linh võ đại lục, liền sẽ thu nạp khổng lồ linh lực, thành tựu chí ít nhập thần cảnh tu vi. Nhưng là Nhược Tông chủ nhặt được nàng thời điểm, nàng bất quá là Thánh Vương cảnh tả hữu tu vi. Hiển nhiên, nàng thân thể, vô cùng cần linh lực tư bổ. Giống như là một khối khô cạn rất lâu bọt biển, chợt phát hiện bên cạnh có khổng lồ nước, liền không để ý hết thảy hút, thậm chí còn Diệp Lạc Nhi mình đều không cách nào điều khiển. Dẫu sao đã nhiều năm như vậy, thân xác một mực thuộc về một loại trạng thái đói bụng, giống như một người từ nhỏ đến lớn, ăn cơm cũng chỉ ăn 30% đầy đủ, thậm chí chỉ có liền thành, miễn cưỡng không đói bụng chết, hôm nay thấy được sơn chân hải vị, tự nhiên không để ý hết thảy chiếm đoạt. Không. Lão tổ, không đúng. Thanh Hồng Môn lão tổ. Lý gia gia chủ lớn gọi ra, thần sắc càng phát ra lạnh như băng, cảm giác linh lực trong cơ thể đều bị Diệp Lạc Nhi hút sạch. Thậm chí chung quanh không gian truyền tống trận cũng ảm đạm xuống, được mở ra không gian lối đi đều có chút ảm đạm, thậm chí có khép lại cảnh tượng, chẳng lẽ không gian truyền tống trận phải thất bại? Đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Diệp thần người chưa kịp đưa đi. Ngược lại tiêu hao hết một tòa không gian truyền tống trận không gian quy luật. Thật là lợi hại huyết mạch. Tự chủ thu nạp không gian quy luật lực, thật là lợi hại, có thể đản ra nàng người, ít nhất là hợp đạo cảnh cường giả. Hai đạo thanh âm truyền vào bên tai. Rất nhanh, Lý gia lão tổ chạy tới, hai tay dán vào Lý gia gia chủ sau lưng, thậm chí điều động tiên khí, điên cuồng chuyển vận linh lực đi vào. Thanh Hồng Môn lão tổ tự mình lấy tới một khối không gian thần thạch, ném tới không gian trong truyền tống trận, thần thạch lại lần nữa toát ra từng cổ một không gian quy luật lực, tư bổ truyền tống trận cần không gian quy luật. Hô hô hô! Hô hô!
Cuồng phong nổi lên. Không gian truyền tống trận lại đạt được một khối khác khá lớn, ẩn chứa so với là cường đại quy luật lực lượng không gian thần thạch sau đó, tạm thời khôi phục vận chuyển, có thể vẫn ở chỗ cũ bị Diệp Lạc Nhi huyết mạch lực chiếm đoạt lực lượng này. Thanh Hồng Môn lão tổ chỉ có thể tự mình ra tay, trợ giúp truyền tống trận phá vỡ không gian lối đi, mệt mỏi được từ mình cũng đầu đầy mồ hôi, không ngừng suy tư nói thật là lợi hại huyết mạch. Thật lợi hại, Diệp Thần Điện chủ lúc tới, cũng không có như thế lợi hại. Mau mau, mau đưa các nàng rời đi, nếu không cái này cái truyền tống trận không gian quy luật lực lượng cũng phải bị tiêu hao không còn. Lý gia lão tổ cung cấp linh lực, nếu không Lý gia gia chủ đã bị Diệp Lạc Nhi huyết mạch lực hút khô. Hắn một bên cung cấp, một bên ngưng mắt nhìn Diệp Lạc Nhi, không có tức giận, có chỉ là khiếp sợ. Huyết mạch lực, tự chủ thu nạp không gian quy luật. Cái này phải là mạnh bao nhiêu thân xác à, không gian quy luật à, đánh giết lực lượng không kém gì hủy diệt phép tắc quy luật à, một khi đánh chúng đối thủ, chỉ cần đối thủ không có chui luyện ra hư thể kỳ thân xác, vô luận cảnh giới cao thấp, cũng sẽ ở ngay lập tức gian tan biến. Nhưng là, Diệp Lạc Nhi lấy đế tôn cảnh, huyết mạch lực tự chủ thu nạp không gian quy luật. Ý nghĩa, Diệp Lạc Nhi từ ra đời lúc, thân xác lực lượng chính là cực mạnh, trong cơ thể kinh mạch và xương cốt, có thể chứa không gian phép tắc lực lượng. Muốn đản ra cái này cùng hậu duệ, bản thân nhất định phải có hợp đạo cảnh tu vi, thậm chí phải là tạo hóa cảnh, nếu không hậu duệ huyết mạch lực và thân xác, căn bản không làm được tự chủ thu nạp không gian quy luật mà không chút tổn hao nào. Diệp Lạc Nhi, lai lịch và ra đời, so Diệp Thần đều phải khủng bố. Tuyệt đối không có thể đắc tội, nếu không chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai vị tiền bối. Xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy. Diệp Lạc Nhi có chút hốt hoảng, chỉ có thể bắt được Kỳ Lâm tay, lo lắng truyền tống trong quá trình xảy ra chuyện. Không có sao. Chúng ta đưa ngươi rời đi, chuẩn bị xong. Hai vị lão tổ quát lên một tiếng lớn, toàn lực bùng nổ linh lực, chuyển vận đến truyền tống trận, kích hoạt không gian thần thạch lực lượng. Theo tới trong truyền tống trận lóe ra một phiến lam quang biến mất sau đó, Diệp Lạc Nhi và Kỳ Lâm vậy tiến vào không gian lối đi. Bọn họ lại nhìn lúc, chỗ tòa này không gian truyền tống trận đã hút khô. Sợ rằng không có trăm ngàn năm thời gian, không cách nào khôi phục. Bị tổn thương trình độ, so Diệp Thần sử dụng vậy một tòa, đều phải nghiêm trọng được hơn. Ngày hôm nay chuyện này, không cho phép truyền giao ra ngoài. Thanh Hồng Môn lão tổ thần sắc không tốt, nói, này cùng đại năng hậu duệ, vì sao xuất hiện ở thấp vũ thế giới, đã là thiên đại bí ẩn, thậm chí chính giữa bao hàm vô số máu tươi, lấy bọn ta thực lực, không nên đi đụng chạm. Cho nên, chuyện này, liền làm quên mất. Được, Lý gia lão tổ vậy nhìn về phía Lý gia gia chủ, nói, nhớ, không được truyền giao chạy đi, đối bên ngoài liền nói. Diệp Lạc Nhi các nàng truyền tống trong quá trình không có chuyện gì khác tình phát sinh, mấy cái khác lão gia, chúng ta cũng sẽ đi nói. Một khi bị một ít cường giả biết, nhất là quan hệ đến Diệp Lạc Nhi thân thế người biết, chúng ta sợ rằng có nguy hiểm tánh mạng. Không, là diệt tộc nguy hiểm. Linh thành 13 thế lực lớn, vạn năm bất diệt không thay đổi. Là có chút quy luật sinh tồn, nên nói, nên làm, không nên làm không nên nói. Liền tuyệt không thể tiết lộ. Rõ ràng, hai vị lão tổ mỗi người bay lên trời, thông báo những thứ khác 11 vị lão tổ. Gần như đồng thời gian, 13 vị lão tổ công nhận, đem chuyện này đè xuống, chuyện này so Diệp Thần sự việc, còn nghiêm trọng hơn, bởi vì dính đến bọn họ cao không thể leo tới thế lực, hơi có chút không may chính là diệt tộc nguy hiểm. Thậm chí nguy hiểm còn lớn hơn tại Huyết Kiếm Môn, lớn hơn Diệp Thần. Linh thành bên này còn vô sự, nhưng là Diệp Lạc Nhi và Kỳ Lâm, tiến vào không gian lối đi sau đó, Diệp Lạc Nhi bởi vì thu nạp không gian phép tắc lực lượng, đầu óc dần dần hiện ra đếm bản đặc biệt tu luyện không gian quy luật và thời gian pháp tắc công pháp. Cùng lúc đó, Linh Võ Đại Lục Bắc Vực, một nơi chiến loạn chi địa, vô số thánh long đậu, thậm chí lui tới người, không một không phải cường giả cái thế. Trung tâm nhất có hơn ngàn cái thần trụ đứng sừng sững. Ngạo thế bầu trời, chính là trời đều không bị bọn họ để ở trong mắt vậy. Mà nơi đây, chính là Thánh Long gia tộc cấm địa đặc biệt bày phóng sanh mệnh thần thạch chi địa. Bỗng nhiên lúc này, một cây bị xích sắt phong khóa lại không gian thần trụ,
chợt lóe ra một phiến phiến màu xanh nhạt sáng bóng. Bên cạnh, trông chừng thần trụ cường giả, sắc mặt nhanh chóng biến hóa, một cổ sâu tận xương tủy sợ hãi lan tràn toàn thân, lẩm bẩm nói, không thể nào à, nàng lại có thể không có chết, còn đột phá đến cảnh giới như vậy, chạm đến không gian quy luật. Không thể nào à, không đạo lý à, sợ rằng linh võ đại lục muốn xảy ra chuyện. Cái này ông già không ở lắc đầu, thậm chí hai tay nặn động pháp ấn, điều khiển thời không pháp quyết đi dò xét, đáng tiếc không có dò xét đến nguyên nhân cụ thể. Ông già thành tựu Thánh Long gia tộc đặc biệt phụ trách sinh mạng thần thạch cường giả, cả người tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi, thả ở bên ngoài cũng đều là một khối cự kình, nhưng ở gia tộc cao cấp bên trong, cũng chỉ có thể phụ trách trông chừng một ít cấm địa, một ít gác lửng mà thôi. Thời khắc này trong đầu hắn vô số ý tưởng. Chẳng lẽ vậy nha đầu lại có thể không có chết? Nhưng sinh mạng thần thạch lên không gian quy luật, lại không có tương ứng linh lực. Hoặc là nói nàng thân xác thời gian dài không có được tự bổ, nhưng ở thấp võ vị diện bên trong, đột nhiên tiếp xúc đến không gian thần thạch, thu nạp chính giữa không gian quy luật lực, cho nên sinh mạng thần thạch mới sẽ lấy là nàng lên cấp cảnh giới như vậy, cho nên có phản ứng. Hỏa bào ông già tự mình giải thích, nhưng là lắc đầu một cái không xác thực định, cuối cùng vẫn là cầm ra lệnh bài thông báo cho gia chủ. Thánh Long gia tộc và cùng thần Long gia tộc như nhau, trong cơ thể chảy xuôi có phong thánh máu cường giả mạch, cùng với mấy vị đậm đà long huyết mạch, cho nên mỗi một vị dòng chánh nhân viên đều sẽ có một quả sinh mạng thần thạch, cực kỳ khủng bố. Phàm là bọn họ ra đời, chỉ cần bọn họ tồn tại, sinh mạng thần thạch liền sẽ bị đặt ở cấm địa bên trong. Đặc biệt có trông coi. Sinh mạng thần thạch hơi thở mạnh yếu, ý nghĩa bọn họ tu vi mạnh yếu, đồng thời, phàm là có Thánh Long gia tộc ở giữa lai lịch thành viên, thành tựu hỗn nguyên cảnh lĩnh ngộ không gian quy luật, sinh mạng thần thạch liền sẽ có phản ứng, toát ra một phiến lam quang. Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cũng sẽ có phản ứng, đi lên nữa thời không quy luật, ngũ hành quy luật, thậm chí còn tạo vật quy luật, chỉ cần lĩnh ngộ, sinh mạng thần thạch lên đều sẽ có phản ứng, đồng thời, nếu là bọn họ chết, sinh mạng thần thạch vậy sẽ tự động văng tung tóe. Có chút tương tự với ghi chép gia tộc thành viên chủ yếu hưng suy mạnh yếu. Những gia tộc khác, còn chỉ là vận dụng nhiên liệu tinh, chuyên trở tộc nhân một tia thần hồn lực, chỉ cần tộc nhân chết, nhiên liệu tinh sẽ tự động nổ tung, dùng cho chứng minh tộc nhân sống chết, nhưng là Thánh Long gia tộc sinh mạng thần thạch nhưng là tác dụng không nhỏ, có thể gặp hắn không bình thường chỗ. Hỏa bào ông già thông báo cho gia chủ, liền toàn thân lòng nhìn chằm chằm vậy cái chính giữa nhất sinh mạng thần thạch. Hắn biết, cái này cái sinh mạng thần thạch là ai? Quan hệ bao lớn? Thậm chí liên lụy bao lớn? Một khi người này thật không có chết, tu vi thành công nói, tương lai trở lại Thánh Long gia tộc, cũng sẽ đưa tới một phen ngút trời mưa máu, khổng lồ Thánh Long gia tộc cũng sẽ gặp bị hỗn loạn, không thua gì một chàng lật đổ tính nội đấu. Hỏa bào ông già nhìn về phía Diệp Lạc Nhi sinh mạng thần thạch bên trên hai quả sinh mạng thần thạch, hơi có chút tàn tạ. Chính giữa có một viên thậm chí đã gãy lìa vậy, vậy không biết sống chết, năm đó trận chiến ấy, quá thê thảm, nếu không phải bọn họ chưa có trở về. Hôm nay Thánh Long gia tộc, cũng sẽ không là cái này bức mạc dạng, càng sẽ không có nhiều tộc nhân như vậy, mặt và lòng không cùng. Gia chủ ở Ma Nam chi địa, chạy về, hẳn cần một ngày đi. Chuyện này, muốn không muốn cho biết Thái Thượng trưởng lão đoàn. Hắn vô cùng quấn quýt. Không ngừng quanh quẩn, thậm chí đuổi bên cạnh tới hỏi thăm một ít hỗn nguyên cảnh và hợp đạo cảnh thị vệ, hộ pháp đợi một chút. Hắn nhìn về phía màu máu đỏ thương khung, trong đầu dần dần hồi tưởng lại mười mấy năm trước một màn kia, tự lẩm bẩm, nếu thật là nữ nhi của bọn bỏ trở về, như tu vi không thấp, còn có nắm chắc, nếu như tu vi thấp, sợ rằng Thái Thượng trưởng lão đoàn, sẽ không giúp đỡ. Như vậy, chủ mạch các trưởng lão, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, chi thứ nhất mạch và chủ mạch ồn ào, ngày này đều phải hỗn loạn. Hỏa bào ông già rõ ràng biết, Diệp Lạc Nhi phụ mẫu là ai. Diệp Lạc Nhi phụ thân, đó là năm đó cường giả cái thế, thanh niên đồng lứa cường giả, che phủ đương thời, hoành đẩy hết thảy vô địch thiên tài, cuối cùng nhưng là đánh mất biển vô tận, sống chết không biết, thậm chí còn sinh mạng thần thạch cũng gãy lìa một nửa. Còn như mẫu thân, đây chính là Bách Tiên Vương cung Tam công chúa. Đồng dạng là năm đó cường giả cái thế. Đến nay, khoảng cách bọn họ biến mất, mất tích ở linh võ đại lục sự việc,
ngoại giới cũng không có toàn bộ biết, nếu như lúc này trở về, trong gia tộc nhất định sẽ có thịt sống phong huyết mưa, có thể chủ mạch trước gia chủ, cũng không khả năng để cho chi thứ nhất mạch à. Hỏa bào ông già vẫn còn ở quấn quýt. Mà này Diệp Lạc Nhi tự nhiên không biết mình xuất hiện sẽ sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy, nàng và Kỳ Lâm vậy còn tại không gian trong lối đi đi, khoảng cách đi ra không gian lối đi, còn cần một ít thời gian. Cùng lúc đó, Cổ Linh trong thành. Đại bàng nước trắng trên lầu, Bắc Cung Tử Ngọc vô cùng buồn chán trêu chọc nhỏ chim thương ưng, mình vậy phát ra tiếng cười như chuông bạc, tự nhủ, thú vị, tốt thú vị đứa nhỏ, cũng biết tự mình tới giúp ta giữ tay, sau đó để cho ta cho nó ăn được, không tệ, rất thông minh à. Nàng lấy tay nhẹ nhàng vỗ một cái trứng gà lớn nhỏ chim thương ưng. Giờ phút này, nhỏ chim thương ưng hai cái móng vuốt đang rơi vào Bắc Cung Tử Ngọc một cái tay khác, hai cái móng vuốt giống như mèo đạp sữa vậy, cho Bắc Cung Tử Ngọc xoa bóp cánh tay, giữ mấy cái sau đó đuổi vội vàng ngẩng đầu muốn tiên quả ăn, ăn xong lại giữ, giữ mấy cái lại phải, đáng yêu mạc dạng, để cho Bắc Cung Tử Ngọc cực kỳ yêu thương. Đột nhiên, nàng cảm giác được cái gì, khóe miệng phát họa một đạo nghiền ngẫm nụ cười. Thú vị mọi người tới à? Bắc Cung Tử Ngọc bưng nhỏ chim thương ưng, theo bưng mèo con tựa như, mắt to như nước trong veo tình nhìn về phía Trịnh Bá, Vương Kỳ các người, cuối cùng tầm mắt như ngừng lại Diệp Thần trên mình, nhàn nhạt cười nói, đế tôn cảnh tầng 8 trời, chiến bình thần vương cảnh ngũ tầng thiên, người rất tốt. Mấu chốt còn lĩnh ngộ tịch diệt chi đạo. Nàng vẫy tay tỏ ý nói, tới, người tới ta trước mặt. Diệp Thần nghe được câu này nhíu mày một cái, cũng không có lên đường. Đối phương giọng ra lệnh thậm chí để cho hắn có chút không thoải mái. Bắc Cung Tử Ngọc hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần sẽ phản kháng, liền nói, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu ta nói. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, nói thẳng, không có ai có thể mệnh lệnh ta, bao gồm ngươi. Lời này vừa nói ra, không chỉ Bắc Cung Tử Ngọc giật mình, Vương Kỳ và Trịnh Ba lại là mồ hôi chảy mặt đầy. Đây chính là Bắc Cung Tử Ngọc à. Cái này Diệp Thí Thiên sợ là tên điên không được. Mới vừa gặp mặt liền chống đối. Vương Kỳ rất sợ Bắc Cung Tử Ngọc giận cá chém thớt, vội vàng nói, tiểu thư, mới vừa rồi ra một ít chuyện tình. Vương Kỳ, nói một chút đi, là Mộc Phong làm khó dễ các ngươi đi. Bắc Cung Tử Ngọc ngồi ở ngọc trắng trên cái băng, đem nhỏ chim thương ưng buông xuống, trên dưới quan sát Diệp Thần, tai vừa nghe Vương Kỳ hồi báo. Vương Kỳ nuốt nước miếng một cái, đem sự việc nguyên bản nói rõ ràng, cuối cùng lại nói, nếu như không phải là có Trịnh Bá ở đây, chúng ta nguy ở một sớm một chiều, cái đó Mộc Phong thật là lấn hiếp người quá đáng. Chuyện này không thể toàn quái Diệp Thí Thiên, dĩ nhiên, hắn có một bộ phận vấn đề. Diệp Thần nghe được câu này, nhíu mày một cái. Chẳng lẽ lúc ấy, ta cũng chỉ có thể chờ, gì cũng không làm. Không thể nào. Lần này, tất diệt Mộc Phong, loại này mất trí uy hiếp, giống như là lựu đạn định giờ, ai biết lúc nào nổ. Diệp Thần còn không e ngại, nhưng mà tương lai đâu? Tương lai Côn Lôn hư người bước vào Linh Võ Đại Lục sau đó, rất có thể gặp phải Mộc Phong trả thù, cho nên để ngừa vạn nhất, Mộc Phong được chết, Kim Đao Môn được diệt, cũng không phải là Diệp Thần lòng dạ ác độc, mà là võ đạo thế giới quy luật sinh tồn. Mộc Phong không đến trêu chọc Diệp Thần, không ngại, có thể hắn ngàn không nên vạn không nên ở Diệp Thần trước mặt, hiển thị treo giải thưởng. Bình trắng vô cớ cho Côn Lôn hư mọi người đưa tới rất nhiều kẻ địch. Nếu treo giải thưởng đã hiển thị, huống chi lấy Kim Đao Môn làm chủ hiển thị treo giải thưởng. Vậy Diệp Thần liền muốn tiêu diệt Kim Đao Môn và Mộc Phong, chấm dứt hậu hoạn. Bắc Cung Tử Ngọc sau khi nghe xong, sắc mặt phủ đầy hàn sương, nghiêng nhìn Diệp Thần, đi liền liền, hồi lâu mới lên tiếng, người đối với ta không có bất kỳ hứng thú. Người có thể biết ngươi và Mộc Phong sự việc. Gián tiếp làm bẩn ta. Lúc này, Bắc Cung Tử Ngọc lui về phía sau hai bước, đưa ra mảnh khảnh cánh tay, tỏ ý Diệp Thần, nói, tới đánh một trận, không cần binh khí, đơn thuần thân xác tác chiến. Dụng binh khí, ta sợ người khác nói ta khi dễ ngươi. Dẫu sao, ngươi liền hai chuôi thần vương cảnh, ta sử dụng binh khí, không một không phải hỗn nguyên tiên khí. Để cho ta xem, ngươi cái này đế tôn cảnh tầng 8 trời. Chiến bình thần vương cảnh ngũ tầng thiên người, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Bắc Cung Tử Ngọc cố nhiên tức giận, nhưng là nàng càng muốn xem cái này Diệp Thí Thiên kết quả có cái gì tư cách cuồng.
không cần đi. Ta sợ ra tay, làm bị thương ngươi. Diệp Thần thần sắc bình thản nói, ta mất đi lực, một khi dùng được, người sợ rằng sẽ từ 15 tuổi thiếu nữ, một chút biến thành lão yêu bà. Ngươi dám? Bên cạnh Trịnh Bá mở mắt ra, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nói tiểu thư để cho ngươi ra tay, vậy thì ra tay. Có ta ở đây, ngươi cũng không có đối với tiểu thư phóng thích mất đi lực tư cách. Đánh xong suy nghĩ một chút nữa những chuyện khác, muốn không muốn đưa đi ngươi tham gia Càn Khôn Bách Tông thi đấu. Bây giờ, không có Bắc Cung gia tộc thành tựu dựa vào, để cho Diệp Thần đi tham gia Bách Tông Càn Khôn thi đấu. Vậy được có hơn nguy hiểm, Trịnh Bá là vô cùng rõ ràng, chỉ ít Kim Đao Môn mấy vị lão già kia, sợ rằng sẽ không để ý hết thảy ra tay, giết chết Diệp Thần, nhưng Diệp Thần ghi danh, nếu là có thể đạt được tiểu thư đồng ý, liền có thể để cho hắn thành tựu Bắc Cung gia tộc thành viên đi tham dự. Hắn cũng muốn xem, đến lúc đó hắn ở trên lôi đài có thể đánh thành hình dáng gì. Được. Đơn thuần thân xác tác chiến. Diệp Thần mới vừa nói xong, Bắc Cung Tử Ngọc đã thông suốt đánh tới, hai cánh tay nếu như linh xà vậy, chỉ gian linh động di động ở Diệp Thần nửa người trên, nhanh chóng phá vỡ thân xác. Bịch bịch, phịch, mấy đạo rõ ràng thanh âm truyền ra. Bắc Cung Tử Ngọc thân pháp ác liệt tiêu nhiên, quanh quẩn ở Diệp Thần quanh thân, chỉ gian và mũi chân đụng cái này Diệp Thần thân xác, giống như lợi kiếm vậy, phá vỡ Diệp Thần hộ thân bình phong che chở. Nàng cũng không ngay mặt cùng Diệp Thần chống lại, ngược lại là di động ở Diệp Thần chung quanh, lấy linh động thân pháp và trưởng pháp, bộ pháp làm chủ, đánh được Diệp Thần từng bước một lui về phía sau, nhưng lại không hạ nặng tay, nếu không Diệp Thần đã sớm bị đánh bay ra ngoài. Bắc Cung Tử Ngọc tay trái chợt rung, huyễn hóa ra một chi thanh trúc, thanh quang chớp mắt, như mang ở đâm, Diệp Thần nháy mắt mấy cái, một khắc sau đã bị thanh trúc vị đánh trúng ngực, lui về sau mấy bước, thần sắc hoảng sợ. Nàng một bên đánh, vừa suy nghĩ trước, Diệp Thí Thiên, không đúng à? Thân xác là rất mạnh, nhưng là cận chiến pháp, không cường đại à? Lấy như vậy cận chiến pháp, một khi gặp phải người nhiều thời điểm, không cách nào vận dụng đại đạo lực và huyết mạch lực, cùng với binh khí nói. Rất có thể bị người đánh bẹp à? Không đúng. Tên này năng lực hợp lại thành thiên linh thành chủ, hôm đó tác chiến ta thấy rất rõ ràng, hắn đánh cận chiến lực không kém. Nhất định là đang để cho trước ta. Tốt. Dám xem thường bổn tiểu thư. Ta muốn cho ngươi chịu khổ đầu. Linh Hy thần trưởng. Đi, Bắc Cung Tử Ngọc khẽ quát một tiếng, sừng sững đưa tay trái ra, quanh thân gió lớn muốn ánh sáng đại tác, lòng bàn tay phóng ra mấy chục đạo thanh quang hóa thành từng đạo trưởng ấn, liên tiếp đánh vào Diệp Thần trên mình, giống như chùy lớn đánh vậy, nhìn như thanh linh u như, nhưng là cực đoan mạnh mẽ. Bình bịch bịch, bịch bịch, Diệp Thần lui đến gác lửng bên cạnh, quanh thân chấn động một cái, vết thương nhanh chóng khôi phục, giống như không ngại vậy. Lấy hắn luyện thể cảnh giới, này cùng thương thế còn không coi vào đâu. Ngay sau đó, Diệp Thần và Bắc Cung Tử Ngọc hợp lại giết, vẫn còn là Bắc Cung Tử Ngọc đè Diệp Thần đánh. Bên trên Vương Kỳ có chút buồn bực, không đúng à, Diệp Thí Thiên thằng nhóc này, chạy một ngày một đêm, đánh chết so hắn cảnh giới cao võ giả. Chỉ ít vượt qua mấy trăm vị, làm sao có thể không phải tiểu thư đối thủ. Tiểu thư rất mạnh à. 15 tuổi, nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp. Nói mạnh, so sánh rất nhiều thần vương cảnh hộ pháp mà nói, không mạnh. Nói yếu, so sánh những thứ khác cùng tuổi người, ví dụ như Mộc Phong, 30 tuổi cũng là mới nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp, cũng không yếu. Như thế hôm nay tiểu thư đánh được mạnh như vậy à. Thằng nhóc này, đang để cho tiểu thư. Trịnh Bá khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu nói, Vương Kỳ, năng lượng thủy tinh ngươi xem qua đi. Diệp Thí Thiên tuyệt chiêu cũng không chỉ tịch diệt chi đạo, ta xem hắn đánh chết La Thư Nguyên và bị thương nặng người khác, vận dụng võ, vượt qua mười mấy chủng. Bất quá là để cho tiểu thư thôi. Diệp Thí Thiên, ta không cần ngươi để cho. Bắc Cung Tử Ngọc nghe lời này một cái, lúc này xuống tay độc ác. Rào 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 rào. Một khắc sau, vô số ánh sáng rực rỡ lóe lên, hội tụ ở Bắc Cung Tử Ngọc lòng bàn tay, sừng sững gian trong tay đánh ra, một đạo màu tím kiếm quang thông suốt bay ra, dường như muốn đi theo trôi qua trăm ngàn năm thời gian vậy, vạch qua gác lửng lúc, giật mình bốn phương sơn thủy, như có dị tượng xuất thế vậy. Phịch! Diệp Thần lấy quả đấm ngăn cản,
bị đánh bay được suýt nữa rơi xuống gác lửng, quay đầu vừa thấy bàn tay mình lại rịn ra một tia máu tươi. Hắn lại nhìn về phía Bắc Cung Tử Ngọc, âm thầm lắc đầu. Nếu như mình không ra tay nữa, sợ rằng ngày mai liền không đi được. Một giây kế tiếp, Diệp Thần động. Phần thiên trưởng. Thiên sát quyền. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, tay trái ngưng tụ lửa cháy mạnh lực, tay phải ngưng tụ hung ác lực, xuất thân từ hai bản công pháp. Hai loại lực lượng cũng là do tự thân khí huyết lực diễn biến mà thành, không binh khí oai, không đại đạo lực, không huyết mạch khả năng. Diệp Thần cùng Bắc Cung Tử Ngọc cuộc chiến. Không cần binh khí, không cần huyết mạch, không cần đại đạo lực, đơn thuần so đấu thân xác, so đấu tự thân công pháp, như vậy Bắc Cung Tử Ngọc cũng là hơi chiếm cứ thượng phong, tạm thời chỉ là miễn cưỡng chế trụ Diệp Thần, cái này còn là ở Diệp Thần không dùng tới toàn lực dưới tình huống. Diệp Thần vượt cấp khả năng, nhất muốn đến từ ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất, tự thân chiến lực, kim thân phách thể cấp 7, thân xác liền sánh bằng nhập thần cảnh tầng 7 tầng 8 ngày cường giả, có lẽ yếu hơn tại Bắc Cung Tử Ngọc, nhưng là trong cơ thể khí huyết lực nhưng là đến nhập thần cảnh tầng 8 tầng 9 trời, vô cùng thâm hậu, cùng Bắc Cung Tử Ngọc ở như nhau bây giờ. Cái thứ hai bộ phận, chính là lĩnh ngộ ba cái đại đạo, sát lục chi đạo, chủ giết, máu không chảy khô chiến lực bất diệt. Bất diệt kiếm đạo, đạo ẩn không hủy, kiếm ý bất diệt, dù là bị người giết thịt người thân tan vỡ, vậy có thể bảo đảm không kém chiến lực. Tịch diệt chi đạo, lĩnh ngộ mất đi ánh sáng, tịch diệt Phật quốc, chỉ cần không phải tạo hóa cảnh, không thể hoàn toàn lĩnh ngộ hơn nữa đem thời gian pháp tắc thông hiểu đạo lý, chính là có tuổi thọ mà nói, chỉ cần có tuổi thọ cường giả, đối mặt Diệp Thần, dù là Diệp Thần không địch lại, chỉ cần ngăn cản được đối phương, đều có thể rất miễn cưỡng dây dưa chết đối phương. Đem đối phương dây dưa thành một cổ xương trắng. Bộ thứ ba phút, binh khí oai và huyết mạch lực, cùng với công pháp oai. Cái này ba dạng, mỗi một dạng đều vượt xa cùng tầng thứ võ giả, so với so Bắc Cung Tử Ngọc, binh khí có lẽ không bằng đối phương, nhưng là huyết mạch lực tuyệt đối mạnh hơn đối phương, công pháp vậy thậm chí còn hơn 10 vị hợp đạo cảnh, hỗn nguyên cảnh, thần vương cảnh cường giả, cũng không phải là Bắc Cung Tử Ngọc có thể so với. Phần thiên trưởng. Thiên sát quyền. Diệp Thần mới vào võ đạo lúc nơi vận dụng trưởng pháp, quyền pháp, đến nay như cũ lĩnh ngộ khá sâu, gần người lúc tác chiến, một khi vận dụng chính là uy lực cực mạnh. Hô hô hô. Hô hô. Đạo đạo gió lớn vạch qua Bắc Cung Tử Ngọc bên tai, nàng cảm giác trước mắt lóe lên qua một phiến phiến sáng bóng, chớp mắt vừa thấy lúc, trước mắt Diệp Thần đã phân làm hai đạo thân ảnh, lại vừa thấy, đã là bốn nói, thậm chí là tám đạo. Tám cái hư ảnh, tay trái thi triển trưởng pháp, tay phải thi triển quyền pháp, hướng mình đánh giết tới đây. Nàng còn chưa kịp phản ứng, liền bị tám đạo giấu quyền, tám đạo trưởng ấn đồng thời tập trung, thân hình bạo lui, tựa vào ngọc trắng trụ bên cạnh, một mặt hoảng sợ, nói, đơn thuần trưởng pháp và quyền pháp, cũng tu luyện đến như vậy trình độ. Ẩn chứa đốt trời lực và hung ác lực. Không đúng, không phải cái này hai loại lực lượng, mà là giận máu huyễn hóa ra tới. Hắn khí huyết, thật là mạnh. Bắc Cung Tử Ngọc còn đang mờ mịt bên trong, Diệp Thần đã từng giết tới, lần này đổi nàng bị giết không còn sức đánh trả chút nào, từng bước lui về phía sau, thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự, nhưng trong lòng thì vô cùng rung động. Khí huyết lực. Đế tôn cảnh tầng 8 ngày khí huyết, lại có thể sánh vai nhập thần cảnh tầng 8 ngày linh lực. Trưởng pháp quyền pháp lại là tu đến như vậy thâm thúy trình độ, có thể ngay tức thì đánh chúng ta. Còn có thể đánh ta không còn sức đánh trả chút nào. Cái này, khó trách, hắn có thể chiến bình thần vương cảnh ngũ tầng thiên. Vẫn là có chút nội tình, huống chi, hắn còn chưa sử dụng huyết mạch lực và tịch diệt chi đạo. Nếu như vận dụng, cho dù ta vận dụng hỗn nguyên tiên khí, cũng không biết ngăn cản không chống đỡ được. Diệp Thí Thiên, có thể, Bắc Cung Tử Ngọc cao quát một tiếng, sử dụng một kiện thanh long bảo giáp. Một cổ không gian quy luật lực, tạm thời cho Diệp Thần đẩy lui qua một bên. Nàng thu hồi hỗn nguyên tiên khí, chợt ôm quyền nói tiền bối khí huyết lực bằng bạc, nếu như lên cấp nhập thần cảnh, dù là một tầng thiên, cũng có thể lực chiến nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp, thậm chí thắng chi. Thêm tới, tiền bối còn có tịch diệt chi đạo và huyết mạch lực không ra. Sát theo, nàng ôm quyền hơi nửa quỳ xuống, ta không dùng tới hỗn nguyên tiên khí dưới tình huống, tất bại. Dứt khoát gặp được tiền bối,
xin tiền bối dạy ta tu luyện như thế nào tịch diệt chi đạo, như thế nào đem chiến pháp võ công, tu luyện tới tiền bối như vậy trình độ cao nhất thâm thúy. Mời tiền bối dạy ta, ta nhất định sẽ tặng tiền bối một chuôi hỗn nguyên tiên khí, thành tựu quả cảm ơn. Nhược tiền bối coi thường ta, ta có thể để cho Bắc Cung gia tộc, không, ta Bắc Cung Tử Ngọc dưới quyền đội ngũ, có thể che chở tiền bối tu luyện tới thần vương cảnh. Chiến pháp võ công thâm thúy. Có thể tu luyện tới như vậy trình độ cao nhất trình độ, nhất định có hắn thủ pháp đặc biệt. Ta nếu như đem Linh Hy Thần Trưởng Thiên Cung bộ pháp cùng tu luyện tới trình độ cao nhất, chiến lực nhất định gia tăng 20%. Tịch diệt chi đạo, càng có thể đoạt người thọ nguyên, tu luyện tới trình độ cao nhất, có thể đoạt người khác thọ nguyên, để cho tạo hóa cảnh dưới võ giả, không dám cùng ta giao thủ. Như vậy thứ nhất, ta chiến lực sẽ tăng cường 50%, thậm chí gấp đôi có thừa. Định phải thật tốt lãnh giáo Diệp Thí Thiên, để cho hắn dạy ta. Giờ phút này, Bắc Cung Tử Ngọc hành vi và tâm tính, đã hoàn toàn thay đổi. Từ vừa mới bắt đầu cảm thấy Diệp Thần thú vị, đến thấy Diệp Thần sau tức giận, hơi tức giận, lại đến bây giờ thật lòng khâm phục, muốn bái Diệp Thần vi sư, thậm chí trực tiếp nửa quỳ xuống, xem ra vị này Bắc Cung tiểu thư, cũng có thể không hề hổ thẹn hạ hỏi tình huống, có thể so với những võ giả khác tốt được hơn. Tiểu thư, thất tiểu thư, Vương Kỳ và Trịnh Bá hai người thần sắc biến đổi, nhìn về phía Bắc Cung Tử Ngọc, đều là trong lòng chấn động một cái. Bọn họ nhưng mà biết gia chủ cho thất tiểu thư an bài dạng gì cường giả sư phụ. Đó cũng đều là linh võ đại lục uy danh hiển hách tồn tại. Dù là Diệp Thí Thiên tu luyện ngàn năm vậy sánh vai không được. Nhưng là giờ phút này, tiểu thư lại có thể hướng một cái đế tôn cảnh bái sư hỏi. Cái này như vậy truyền đi, tất nhiên chấn động toàn bộ linh võ đại lục à. Bất quá tiểu thư như vậy hành vi, cũng có thể hiểu. Ở linh võ đại lục nắm giữ mất đi đại đạo người ít chi lại càng ít, mà tiểu thư nhưng hết lần này tới lần khác đối với mất đi đại đạo tình yêu duy nhất. Diệp Thí Thiên không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Bắc Cung tiểu thư không cần như vậy. Diệp Thần vậy thu hai cổ lực lượng, chợt nói, ngươi mời ta tới luận đạo. Lãnh giáo, vậy dĩ nhiên lấy bình cùng bàn về dạy. Hắn tiến lên đỡ lên Bắc Cung Tử Ngọc, nói, dạy tu luyện công pháp phương thức, không phải là không được, còn như tịch diệt chi đạo, cũng có thể, nhưng ta trước mắt không phải rất cần hỗn nguyên tiên khí, ta cần đại lượng cực phẩm nhập thần đan và cực phẩm đạo uẩn đan. Ở ta lên cấp nhập thần cảnh sau đó, có thể uống những thứ này cực phẩm nhập thần đan, nhanh chóng tăng lên tu vi. Hỗn nguyên tiên khí. Đúng là hiếm hoi. Có thể hắn bản thân chính là luyện khí sư, tự nhiên không quan tâm. Huống chi Kim Phật Mật Tông di chỉ bên trong, tất nhiên có hỗn nguyên tiên khí. Nhưng đặc biệt bổ sung và tăng lên linh lực và cực phẩm nhập thần đan, đặc biệt hiếm thấy, trừ đi những thứ này gia tộc lớn và đại tông phái ra, những môn phái khác không có, còn như cực phẩm đạo uẩn đan, vậy là dùng để đem đại đạo lực, diễn hóa là thần vương đạo đặc thù đan dược. Diệp Thần có thể luyện chế, nhưng là dược liệu khó mà thu mua. Có chút dược liệu, không phải có tiên đá là có thể mua, phải cần thân phận địa vị mới được. Không dám. Sư phụ muốn nhập thần đan và đạo uẩn đan, đồ nhi ổn thỏa lập tức đi làm. Bắc Cung Tử Ngọc xoay người nhìn về phía Trịnh Bá, nói, dùng ta thẻ thân phận, đi trong gia tộc mua 100 viên cực phẩm nhập thần đan, 20 viên đạo uẩn đan. Nàng xoay đầu lại. Dè dặt nhìn về phía Diệp Thần, hơi đỏ mặt, giải thích, sư phụ à, ta thân phận không thấp, nhưng là cái này hai loại đan dược, mỗi một tháng cũng nhất định phân ngạch hạn chế, trước mắt ta có thể sử dụng phân ngạch cũng chỉ có những thứ này. Không thành vấn đề, Diệp Thần thu chỗ tốt của người khác, tự nhiên thống khoái gật đầu, ngày mai ta muốn tham gia trăm tông thi đấu, tối nay ta cùng ngươi giảng giải tịch diệt chi đạo phương thức tu luyện. Đa tạ sư phụ, Bắc Cung Tử Ngọc khá là kích động. Quay đầu nhìn về phía Vương Kỳ, nói, đi nhanh đổi nhập thần đan và đạo uẩn đan cho sư phụ. Phân phó xong hết thảy, nàng lại là tự nhủ. Ta rốt cuộc phải nắm trong tay tịch diệt chi đạo. Lần này trừ phi tạo hóa cảnh cường giả, nếu không ai cũng không dám xem nhẹ ta à. Tứ ca, ngũ ca, lục tỷ, lần này ta xem các ngươi như thế khi dễ ta. Tin không tin ta đem các ngươi đổi thành lão đầu tử bà cụ. Bắc Cung Tử Ngọc nhớ tới trước kia bị anh chị khi dễ tương đối thảm.
nhưng là bây giờ sư phụ dạy ta tịch diệt chi đạo, sau này thì chỉ có ta khi dễ bọn họ phân. Diệp Thần nhìn Bắc Cung Tử Ngọc dáng vẻ, vẫn là nhắc nhở. Ta chỉ ngươi, cũng không phải là ngươi nhất định có thể học được sẽ. Học tập tịch diệt chi đạo, xem chính là thiên phú, nhìn là huyết mạch lực. Lớn như vậy Côn Lôn hư, học biết mất đi lực không thiếu, nhưng là hoàn toàn lĩnh ngộ ra tịch diệt chi đạo coi như Diệp Thần một người. Xem Bắc Cung Tử Ngọc cái này mạc dạng, tịch diệt chi đạo ở Linh Võ Đại Lục, hiển nhiên vậy rất hiếm lạ, nàng học sẽ không, cũng chỉ có thể nói nàng thiên phú không được. Dù sao giáo ta một lần tịch diệt chi đạo, đổi lấy nhiều thuốc viên như vậy, cũng đáng được. Còn như thu học trò. Cái này bé gái nếu là khôn khéo, thu học trò cũng không sao. Ngược lại là ngày mai Bách Tông Càn Khôn thi đấu thời điểm, Mộc Phong biết được tin tức này, hẳn sẽ tức hộc máu hẳn. Còn sẽ nghiêng hết tất cả, hết sức cố gắng điều Kim Đao Môn đệ tử và ta đánh lôi đài. Ta nhân cơ hội tiêu diệt Kim Đao Môn thiên tài cũng không tệ. Cuối cùng tiến vào Kim Phật Mật Tông chi địa, đột phá đến nhập thần cảnh, đến lúc đó thần vương cảnh vậy không làm gì được ta, còn như hỗn nguyên cảnh, băng kiếm tiên tôn tiền bối khôi phục thực lực, cũng không sợ bọn họ hỗn nguyên cảnh lão tổ tông. Ta biết, sư phụ không cần lo lắng, sư phụ chỉ cần dạy, ta học sẽ không đó là chuyện của ta tình. Tuyệt không trách tội sư phụ, Bắc Cung Tử Ngọc quay đầu vừa thấy Trịnh Bá vẫn còn ở, kinh ngạc nói. Trịnh Bá ngươi như thế vẫn còn ở à, ta muốn sư phụ thật tốt nói chuyện phiếm đâu. Trịnh Bá sắc mặt tối sầm, xoay người rời đi. Tất cả mọi người xuống gác lửng, chung quanh một đám thần vương cảnh thị vệ trố mắt nhìn nhau, không thấy được Diệp Thí Thiên xuống à. Chẳng lẽ, thật và tiểu thư luận đạo à, thật muốn cho tiểu thư làm thiếp thân thị vệ à. Hụ hụ hụ, các ngươi nghe. Bắt đầu từ hôm nay. Diệp Thí Thiên chính là chúng ta Bắc Cung gia tộc bên ngoài mời hộ pháp, là thất tiểu thư sư phụ. Trịnh Bá nghiêm trang nói, thông báo Kim Đao Môn, Phi Hạc Điện bọn họ, Diệp Thí Thiên sẽ thành tựu chúng ta Bắc Cung người gia tộc, tham gia lôi đài thi đấu. Trịnh Lão, thật, một cái thần vương cảnh trung kỳ thị vệ sững sốt một chút, nói chúng ta Bắc Cung gia tộc có thể là tới nay không can thiệp Càn Khôn Bách Tông thi đấu à, nhiều năm như vậy, vậy không có người nào đã tham gia. Hôm nay, Diệp hộ pháp cũng phải tham gia. Đúng. Muốn tham gia, tên chữ báo qua. Để cho Phi Hạc Điện thật tốt an bài. Trịnh Bá giao phó một câu, liền nhìn về phía Vương Kỳ, nói, ngươi tự mình trở về đổi đan dược, lão phu ở chỗ này canh phòng thất tiểu thư. Bắc Cung gia tộc, đối với thất tiểu thư Bắc Cung Tử Ngọc coi trọng, có thể nói độc nhất vô nhị. Thần vương cảnh cường giả sung làm hộ vệ, còn không ngừng một vị. Ước chừng 7-8 vị à. Hỗn nguyên cảnh, ở môn phái khác đều là trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão một cấp bậc, nhưng chỉ là Bắc Cung Tử Ngọc hộ vệ đội trưởng, có thể gặp Bắc Cung gia tộc đối hắn coi trọng tính. Trịnh Bá và Vương Kỳ An bài người đi ra ngoài. Ở trên gác Diệp Thần thật và Bắc Cung Tử Ngọc luận đạo dậy rồi. Sư phụ à, tịch diệt chi đạo, rốt cuộc là cần muốn thế nào dưới tình huống, mới có thể lĩnh ngộ à. Lĩnh ngộ mất đi lực sau đó, thì thế nào mới có thể lĩnh ngộ ra tịch diệt chi đạo à? Bắc Cung Tử Ngọc giống như là tò mò bảo bảo tự, cái gì cũng không hiểu, cái gì đều bắt đầu hỏi, có chút vấn đề, Diệp Thần có thể giải đáp, có chút Diệp Thần còn cần hỏi băng kiếm tiên tôn bọn họ mới có thể trả lời. Tịch diệt chi đạo, do mất đi lực diễn hóa thành. Còn như mất đi lực, là một số không gian chi lực, hủy diệt lực và thời gian lực hỗn hợp mà thành. Không gian chi lực, có thể giam cầm người khác, hủy diệt lực hủy diệt người khác công kích, thời gian lực biến mất địch nhân thọ nguyên. Diệp Thần từng cái giải đáp nói, muốn lĩnh ngộ ra mất đi lực, cần đem ba loại lực lượng dung hợp. Thông thường mà nói, lĩnh ngộ ra mất đi lực đều là hợp đạo cảnh, thậm chí tạo hóa cảnh cảnh cường giả. Bởi vì bọn họ đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc và không gian quy luật, chỉ cần lại lĩnh ngộ ra hủy diệt quy luật, là được ba pháp hợp nhất, lĩnh ngộ mất đi lực. Mà ta chủ yếu là huyết mạch bên trong ẩn chứa bộ phận không gian chi lực, thời gian lực chính là từ người khác nơi đó đoạt được lực lượng. Còn như hủy diệt lực, ta nguyên bản xây ra giết hại đại đạo, có chút tương tự với hủy diệt chi đạo. Có hiệu quả hay như nhau. Cho nên ta đem ba loại lực lượng dung hợp, lĩnh ngộ mất đi lực. Diệp Thần cặn kẽ vừa nói, trên thực tế hắn mất đi lực,
hơn phân nửa là tước đoạt kiếm xanh yêu hoàng và bách chiến yêu vương có được. Hắn bản thân xác thực có sánh bằng hủy diệt lực giết hại lực, nhưng là thời gian pháp tắc và không gian quy luật hai loại lực lượng hắn không có, kiếm xanh yêu hoàng đã từng huyết kiếm môn người ban thưởng một khối thời gian thần thạch, lĩnh ngộ một số thời gian pháp tắc, nhưng là tác dụng không lớn, chỉ có thể trì hoãn mình thọ nguyên biến mất. Bách chiến yêu vương, lấy được huyết kiếm môn cấp cho không gian thần thạch. Đang cơ duyên như thế trùng hợp dưới, Diệp Thần mới lĩnh ngộ mất đi lực. Còn như Bắc Cung Tử Ngọc, không gian thần thạch và thời gian thần thạch, không khó lắm đạt được, chủ yếu là giết hại lực, hoặc là hủy diệt lực không dễ dàng tu luyện mà thôi. Diệp Thần hơi mở lòng bàn tay ra, một cổ mất đi lực nổi lên, hắn đem tháo rời ra tới, tỉ mỉ giải thích. Tịch diệt chi đạo phương thức tu luyện, liền đem mất đi lực tu luyện tới trình độ cao nhất, mà tự nhiên sinh ra. Tịch diệt chi đạo độ khó không thấp. Nhưng ngươi lấy điều kiện, được đến thời gian và không gian thần thạch không khó. Chủ yếu nhất là hủy diệt lực. Diệp Thần từ từ nói, hủy diệt lực, ngươi có thể đi làm một khối hủy diệt thần thạch, nhưng ta cũng không biết các ngươi Bắc Cung gia tộc có hay không, không có, cũng chỉ có thể chưa từng hết sức giết hại bên trong lĩnh ngộ. Bắc Cung Tử Ngọc khéo léo nhìn về phía Diệp Thần, hỏi, sư phụ từ thấp vũ thế giới chém giết đi lên, khẳng định rất xuất sắc, có thể cùng ta nói một chút à? Diệp Thần do dự mấy giây, hay là đem một ít chuyện tình nói ra. Dẫu sao hắn trải qua đối với Bắc Cung Tử Ngọc lĩnh ngộ giết hại có rất lớn tác dụng. Huống chi, hắn còn cần từ Bắc Cung Tử Ngọc trong miệng đạt được linh vận tiên tôn tung tích. Bắc Cung Tử Ngọc vốn là đối với chuyện của ngoại giới cảm thấy hứng thú, lại là nghe được vô cùng nghiêm túc, nhất là làm hắn biết Diệp Thần lấy đạo nguyên cảnh hậu kỳ đến đế tôn cảnh sơ kỳ, niết chiến đế tôn cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp yêu hoàng yêu vương lúc, một đôi ánh mắt như nước trong veo, biến thành nóng bỏng mà hướng tới ánh mắt sùng bái. Nguyên lai, sư phụ ở yếu lúc nhỏ, đã là càn quét thấp võ vị diện cùng đời võ giả, bây giờ đến linh võ đại lục. Không bao lâu nữa, chắc có thể càn quét cùng đời võ giả, che phủ đương thời liền đi. Linh võ đại lục, lấy 500 năm là một cái kỳ hạn, 500 tuổi trở xuống đều là thiếu niên, cao nhất tu vi thì phần nhiều là hỗn nguyên cảnh. 500 tuổi đến 1000 tuổi là thanh niên một đời, rất nhiều đều là hợp đạo cảnh, giống như là Thánh Long gia tộc ở giữa gia chủ đời trước, chính là lấy hợp đạo cảnh che phủ đương thời, sau đó cường thế tiến vào tạo hóa cảnh. Lại lần nữa hoành đẩy linh võ đại lục cường giả tạo hóa cảnh, cho đến đếm 10 năm trước gặp nạn. 1500 tuổi sau này, chính là lão bối nhân vật. Những nhân vật kia, ví dụ như linh vận tiên tôn, khuê ảnh đợi một chút, rất ít có quật khởi thời điểm, vậy đều là làm gương, bị hậu nhân vượt qua dùng. Luân hồi mộ địa bên trong. Niếp Bách Kiếm nhìn Diệp Thần và Bắc Cung Tử Ngọc, nói, thằng nhóc này vận khí không tệ. Mới vừa tới linh võ đại lục, có thể thu một cái như này học trò. Lai lịch cũng không nhỏ. Bên người thậm chí có hỗn nguyên cảnh cường giả đỉnh phong, âm thầm bảo vệ. Hỗn nguyên cảnh đỉnh cấp, Vương Càn Thiên suy tư lộn một cái đó Trịnh Bá không tới hỗn nguyên cảnh đỉnh cấp, chẳng lẽ còn có những người khác trong bóng tối người bảo hộ Bắc Cung Tử Ngọc. Đó là tự nhiên. Chỉ là phỏng đoán sẽ không giúp Diệp Thần, dẫu sao là người nọ là che chở Bắc Cung Tử Ngọc. Niếp Bách Kiếm thở dài một tiếng, ngắm nhìn nửa người dưới đã tiêu tán thân thể, lại lần nữa than thở. Mình, phỏng đoán không chống nổi tối mai. Băng Kiếm Tiên Tôn cũng nói, thằng nhóc này cũng là dựa vào chính mình thực lực, bước một cái cảnh giới lớn bắt lại Bắc Cung Tử Ngọc, lúc này mới được tôn kính. Bất quá, tiểu tử này huyết mạch thật là mạnh, chỉ ít ta ở trên cao các gia tộc bên trong, cũng không từng thấy được qua mạnh mẽ như vậy huyết mạch. Đế tôn cảnh tầng 8 ngày khí huyết lực, lại có thể sánh bằng nhập thần cảnh tầng 8 thiên. Nếu như lên cấp nhập thần cảnh, sợ rằng chính là thần vương cảnh cường giả, đều khó làm sao hắn. Thôi, giúp người thành đạt, ta đưa hắn một sáo kiếm quyết đi. Một khắc sau, một cổ hàn băng chi phách, sáp nhập vào Diệp Thần thức hải bên trong. Ngoại giới Diệp Thần hơi chấn động một chút, nhanh chóng nhớ lại, trong đầu nhiều một quyển kiếm quyết. Hàn băng kiếm quyết, một kiếm ra, thiên địa hóa thành hàn băng. Có thể mặc thời không quy luật, có thể hóa hàn băng là thời không kiếm, lẫn nhau là mâu thuẫn. Tu luyện tới trình độ cao nhất, có thể phá thời không quy luật, giống vậy cũng có thể tùy ý hóa thủy là băng, ở hóa là thời không kiếm.
mạnh mẽ cực kỳ. Tạ ơn sư tôn, Diệp Thần đi tới luân hồi mộ địa bên trong, hướng băng kiếm tiên tôn ôm quyền đáp ơn. Sau đó hắn liền chú ý đến Niếp Bách Kiếm tiêu tán thân thể, hắn khẽ cắn môi, trực tiếp nửa quỳ xuống, sư phụ. Niếp Bách Kiếm hiểu ý cười một tiếng, thằng nhóc, vì sư cái này thần niệm thể vậy sắp tiêu tán. Cũng không thúc giục, mau sớm tu luyện tới hợp đạo cảnh đi, bị kẹt đã nhiều năm như vậy, sớm muốn hoạt động một chút gân cốt. Thừa dịp lần này tiêu tán, vi sư sẽ giúp ngươi một lần. Niếp Bách Kiếm sau khi nói xong, cả người hóa thành một đạo năng lượng ánh sáng, tụ vào Diệp Thần trong cơ thể. Rất nhanh, bất diệt kiếm đạo hơn nữa hoàn thiện, chiến lực tăng cường rất nhiều. Một lần hoàn thiện đến 95% chừng. Diệp Thần chính thức lên cấp đế tôn cảnh 9 tầng thiên, khí huyết lực lại lần nữa bạo tăng gấp đôi, sánh bằng nhập thần cảnh 9 tầng thiên linh lực. Hắn ôm quyền tỏ ý nói, tạ ơn sư tôn. Đồ nhi không bao lâu nữa, liền sẽ đem các sư tôn cứu ra. Huyết kiếm môn, huyết linh tộc. Không cần một năm nửa năm, ta nhất định đánh vỡ các ngươi sơn môn, đem các ngươi toàn bộ tru diệt. Lại đem các sư tôn trở cứu ra, lớn mạnh Côn Lôn hư. Được. Lão Niếp thần niệm thể tiêu tán, ta cũng sắp. Đại khái còn có mấy ngày thời gian, cũng có thể giúp ngươi. Vương Càn Thiên suy tư một phen nói, ngươi mau sớm tiến vào Kim Phật Mật Tông chi địa, tìm kiện hỗn nguyên tiên khí dùng cho đột phá, đến lúc đó ta dùng chỉ còn lại lực lượng, giúp ngươi mau sớm bước vào nhập thần cảnh. Tạ ơn sư tôn. Đi đi, Vương Càn Thiên đáp lại một câu, liền ngồi xuống nghỉ ngơi, thuộc về trạng thái quy tức, hết sức cố gắng tránh lực lượng tràn ra. Mà giờ khắc này ngoại giới, Bắc Cung Tử Ngọc một mặt mờ mịt nhìn về phía bên người Diệp Thần, trong lòng tung lên vạn trượng sóng gió kinh hoàng. Trong mắt của nàng cơ hồ trợn to. Làm sao có thể? Sư phụ chính là như vậy ngồi, và ta luận đạo, lại có thể cũng có thể cảm ngộ đại đạo, tiến thêm một bước. Trực tiếp đột phá đến đế tôn cảnh 9 tầng thiên. Nàng cuối cùng cảm nhận được Diệp Thí Thiên chân chính đáng sợ. Nàng gặp vô số người, vậy không gặp qua loại này yêu nghiệt à. Cứ theo đà này, hẳn không bao lâu, sư phụ liền lên cấp thần vương cảnh đi. Bắc Cung Tử Ngọc tay trái nhẹ nhàng tích khoác lên Diệp Thần trên bả vai, truyền đưa qua từng đạo linh lực, trợ giúp Diệp Thần vững chắc cảnh giới, trong lòng vui vẻ nói, ta tiểu sư phó à, ngươi nhất định phải mau sớm lớn lên à. Sau này con bà nó ngươi. Ngươi không ở ta dùng mất đi lực đánh người. Ngươi ở đây, ngươi giúp ta đánh bọn họ. Nhất là cha, phiền nhất, lại có thể cầm ta bán. Lần này ngươi có thể phải thật tốt dạy bảo Mộc Phong và Kim Đao Môn, đến lúc đó mang ngươi xem một tràng hồn tộc hội họp lớn, nhất định có thể để cho ngươi thực lực chợt tăng. Hồi lâu đã qua, Diệp Thần hơi hí ra ánh mắt, cảm giác mình lực lượng mạnh hơn, cảnh giới cũng vô cùng vững chắc. Hắn nhìn về phía Bắc Cung Tử Ngọc, dịu dàng nói cảm ơn. Không có sao rồi. Sư phụ, ta đã hiểu, ta đi tìm hiểu một chút, ngươi chuẩn bị thật tốt ngày mai lôi đài thi đấu. Bắc Cung Tử Ngọc mới vừa dự định rời đi, Diệp Thần đột nhiên nghĩ tới Linh Vận Tiên Tôn sự việc, liền vội vàng kéo lại liền Bắc Cung Tử Ngọc, nói, chờ một chút. Bắc Cung Tử Ngọc kiều thân thể ngẩn ra, khi thấy Diệp Thần tay, sắc mặt ngay tức thì đỏ ửng, sư phụ. Diệp Thần lúc này mới ý thức được không ổn, vội vàng buông tay, Tử Ngọc, vi sư nghe nói Linh Vận Tiên Tôn và Bắc Cung gia tộc quan hệ không cạn, người có thể biết Linh Vận Tiên Tôn tung tích. Bắc Cung Tử Ngọc nhíu mày một cái, hấp tấp nói, sư phụ, Linh Vận Tiên Tôn ta nghe nói qua, đã tới gia tộc mấy lần, nhưng đều là và phụ thân trò chuyện một ít chuyện tình, còn như nàng tung tích, ta sẽ không biết, muốn không muốn ta đi hỏi phụ thân. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không cần, người đi cảm ngộ đi. Đầu mối lúc này cắt đứt. Bắc Cung Tử Ngọc nhìn một cái Diệp Thần thất lạc dáng vẻ, không có hỏi nhiều, chỉ có thể rời đi. Nàng suy đoán sư phụ chỉ sợ là ngưỡng mộ Linh Vận Tiên Tôn. Dẫu sao Tiên Tôn hai chữ ở Linh Võ Đại Lục hàm kim lượng nhưng mà chưa từng có. Rất nhanh, Bắc Cung Tử Ngọc trở lại mình gian phòng, nhưng là làm sao cũng không dẹp ổn định. Bắc Cung Tử Ngọc ở mình trong khuê phòng. Trằn trọc trở mình, không ngủ được cũng không lòng tu luyện, trong đầu không lúc nào đều hiện lên ra Diệp Thần mạc dạng. Cho đến buổi sáng ngày thứ hai, Vương Kỳ cũng đổi xong đan dược trở về, giao cho Diệp Thần,
Bắc Cung Tử Ngọc vẫn còn cái trạng thái này bên trong. Diệp Thần ngược lại là một lòng một ý uống nhập thần đan và đạo uẩn đan, hết khả năng hoàn thiện mình đại đạo. Phải đem bất diệt kiếm đạo từ hoàn thiện 95% đến 100%. Như vậy thứ nhất liền tính là nửa bước nhập thần cảnh. Chỉ cần đạt được tiên khí, liền có thể đột phá. Diệp Thần đang tu luyện, Bắc Cung Tử Ngọc trằn trọc trở mình, Vương Kỳ và Trịnh Bá đang đánh cờ. Nhưng mà, ngoại giới, liên quan tới Diệp Thần và Bắc Cung Tử Ngọc sự việc, cũng đã truyền ra, lên tới phụ nữ già yếu và trẻ nít, xuống đến trẻ thơ đều biết, Bắc Cung Tử Ngọc bổ nhiệm thủ hạ cứu giúp Diệp Thần, thậm chí thủ hạ không tiếc đối kháng Kim Đao Môn Mộc Phong, đối kháng 7 vị hôn phu của tiểu thư. Hiển nhiên, vị này vị hôn phu muốn thất thế. Còn chưa tới đạt tới thành thân, chỉ sợ cũng phải bị bỏ rơi. Từng ngọn thành chỉ đế tôn cảnh, nhập thần cảnh đều ở đây đi vạn núi trong thung lũng, dọc đường thú vị nhất đề tài, dĩ nhiên là Diệp Thần, Mộc Phong, Bắc Cung Tử Ngọc ba người. Các võ giả nghị luận, nghe nói à, Mộc Phong công tử sợ rằng phải bị nghỉ à. Đúng vậy, nghe Mộc Phong công tử mang trưởng bối đi tìm Diệp Thí Thiên phiền toái. Lại có thể bị thất tiểu thư thủ hạ Trịnh lão cho cản lại. Cái này cùng lớn cái mũ, đành đeo vào Mộc Phong công tử trên đầu. Hay không đúng, bên cạnh có võ giả nhắc nhở, nơi nào là lớn cái mũ, đơn giản là đỉnh đầu đại thảo nguyên à. Nếu không, Mộc Phong công tử còn như giống trống khua chiêng kêu cha chú, thậm chí đời ra ra cường giả đi tìm Diệp Thí Thiên phiền toái à. Hắn một bộ thâm thúy mạc ngôn, suy tư nói, theo ta xem à. 80% Diệp Thí Thiên và thất tiểu thư, đã có tình vợ chồng, Mộc Phong công tử giận, cho nên tìm cha chú cường giả chỗ dựa, đi lên tìm phiền toái, kết quả để cho Trịnh lão cho đuổi về. Thật giống như, Mộc Phong công tử sư phụ đều bị Trịnh lão bị thương nặng. Toàn bộ Kim Đao Môn cũng thuộc về bùng nổ bên trong, người xem những cái kia Kim Đao Môn đệ tử, mỗi cái cũng theo ăn thuốc nổ tựa như, gặp ai không thoải mái liền đi lên liền. Rõ ràng bọn họ đại sư huynh bị mang theo nón xanh, bọn họ cũng không cao hứng. Các loại lời bàn đầy trời bay. Phi Hạc Điện phụ trách chủ trì thi đấu trưởng lão, đều không đáng than thở lắc đầu. Bọn họ có biết đầu đuôi của chuyện này, rõ ràng chính là hai cái hậu bối lẫn nhau lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, làm sao truyền, thì trở thành Diệp Thí Thiên cho Mộc Phong đội nón, còn đã cùng thất tiểu thư có tình vợ chồng. Rõ ràng à, Diệp Thí Thiên kêu thời điểm đều không gặp qua thất tiểu thư. Chính là bọn họ hai nhóm người trên không trung ầm ĩ. Có thể phía dưới chính là một tòa thành lớn, thanh âm chấn thiên, mấy triệu người đều nghe được. Ngay sau đó, vô số võ giả tự đi tăng kiến thức. Bây giờ, những môn phái khác đệ tử, xem Kim Đao Môn Mộc Phong, diễn cảm đều là vô cùng cổ quái. Liên quan những thứ khác Kim Đao Môn đệ tử, cũng gặp phải vô cùng là đặc thù ánh mắt chú ý, mỗi một người cũng khí được hận giết không được đi ra ngoài. Hôm nay là Bách Tông Càn Khôn thi đấu bắt đầu thời gian. Tất cả đại tông phái đệ tử, tất cả lớn tán tu đợi một chút, vậy lục tục chạy tới tham gia thi đấu, chờ hạng nhập thi đấu. Mộc Phong dẫn sư đệ các sư muội đuổi lúc tới, ngay lập tức gian mấy trăm ngàn người ánh mắt cũng hội tụ đến trên người hắn, hắn ánh mắt quét qua mọi người, lạnh lùng nói, Diệp Thí Thiên. Ngày hôm nay ngươi dám tham gia lôi đài thi đấu, ta liền để cho nơi đây trở thành ngươi phần mộ. Nhưng mà, Mộc Phong uy hiếp ở trong mắt người khác nhìn nhưng là đại vi không cùng, không ít người xì xào bàn tán nói, cái này Mộc Phong thiên phú không tệ, cũng không có võ giả nên có tâm tính, không thành được đại khí, phỏng đoán Diệp Thí Thiên thật và thất tiểu thư có chút quan hệ, nếu không Mộc Phong làm sao có thể tức giận như vậy. Không sai, nghe Mộc Phong công tử phương diện nào có vấn đề. Không được thất tiểu thư lòng. Diệp Thí Thiên đế tôn cảnh tầng 8 thiên can bình thần vương cảnh ngũ tầng thiên, khẳng định rất phải, khó trách thất tiểu thư vừa ý hắn. Xem Mộc Phong tức đến như vậy, 10 có 8 9 là thật. Mộc Phong không nổi giận khá tốt, dẫu sao là phường gian tin đồn, rất nhiều người không tin. Kết quả, Mộc Phong đến một cái trận liền tuyên bố muốn giết Diệp Thí Thiên, cái này không bày minh được nói cho người khác, những tin đồn kia là sự thật. Mộc Phong tự nhiên nghe được một ít lời nói, khí được lỗ mũi bốc khói, căm tức nhìn những cái kia đàm luận võ giả, rút ra trường kiếm, chuẩn bị đánh ra. Chờ một chút, đừng ra tay, bên cạnh một vị nội môn trưởng lão, thần sắc âm trầm nói,
bọn họ có thể tới còn như các môn các phái, người muốn để cho chúng ta Kim Đao môn xúc phạm nhiều người giận. Nhưng mà, đừng nhưng mà, nội môn trưởng lão hít thở sâu một hơi, vậy chịu đựng tức giận, nói, Diệp Thí Thiên cái đó tiểu bạch kiểm sẽ đến tham gia lôi đài thi đấu, đến lúc đó ngươi ngược giết hắn, là ngươi, cũng để cho chúng ta hả giận. Được, Mộc Phong vô cùng quấn quýt, cuối cùng cố nén không ra tay, cầm trong tay nửa bước thần vương khí cũng nặn biến hình. Diệp Thí Thiên, mối hận đoạt vợ, bổn công tử không giết ngươi, thề không làm người. Chính là cả nhà của ngươi, ta cũng không buông tha, mỗi một cái ta đều đưa bọn họ lột ra rút gân, xử tử lăng trì, phương rõ ràng ta mối hận trong lòng. Ngươi không cần phải lo lắng. Lần thi đấu này, do chúng ta bốn đại phái và Bắc Cung gia tộc Trịnh lão cùng nhau chủ trì. Có thể trước hai ba trận, không có biện pháp cầm ngươi và Diệp Thí Thiên an bài chung một chỗ. Vị kia nội môn trưởng lão, lạnh như băng nói, nhưng là trận thứ tư sau đó, nhất định sẽ đem ngươi và Diệp Thí Thiên an bài ở một cái lôi đài, đến lúc đó ngươi có thể không chừng mực hành hạ hắn. Vượt quá vị này nội môn trưởng lão. Lần này tham dự chủ trì cuộc tranh tài Kim Đao môn thái thượng trưởng lão, Mộc Phong đại bá Mộc Toại Nguyện, cũng là vô cùng tức giận. Mình cháu ruột tức phụ bị đoạt đi. Còn chỉ có thể ở loại trường hợp này trả thù, đơn giản là ta Kim Đao môn nhục. Phải giết Diệp Thí Thiên. Kia sợ đắc tội Bắc Cung Tử Ngọc, vậy muốn giết tên mặt trắng nhỏ này. Bách Tông Càn Khôn thi đấu, trước kia là do Phi Hạc Điện, Kim Đao Môn, Chân Không Tự, Tử Lâm Tông, mỗi người ra hỗn nguyên cảnh cường giả chủ trì giải thi đấu, hơn nữa do bốn phái ra động bốn vị cường giả, thành tựu trọng tài, chủ đạo tất cả lôi đài lớn thắng bại. Hôm nay, nhiều Bắc Cung gia tộc, bọn họ nơi thần phục Bắc Cung gia tộc can thiệp, hỗn nguyên cảnh Trịnh Bá trở thành vị thứ năm chủ trì cường giả. Dù là Trịnh Bá chỉ là Bắc Cung gia tộc người làm, địa vị vậy so các phái hỗn nguyên cảnh trưởng lão cao hơn, hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm chủ thẩm vị. Trong đám người, sư phụ à, người cảm thấy người có thể hạng nhiều ít. Trước 100 có thể không? Bắc Cung Tử Ngọc kéo Diệp Thần vạt áo, hiếu kỳ nói, vẫn là nói, trước 50, có cơ hội không? Diệp Thần tựa như mắt nhìn xuống mấy trăm ngàn tham gia thi đấu võ giả, còn người đông lại một cái, nói, lần này Bách Tông Càn Khôn thi đấu, ta chỉ cần thứ nhất. Thứ nhất, Bắc Cung Tử Ngọc nhíu mày một cái, sư phụ khẳng định nói đùa đâu. Mặc dù nàng cho rằng Diệp Thần rất mạnh, nhưng là cái này thứ nhất, cũng không phải là người bình thường có thể rình rập. Ở nàng nhìn lại, Diệp Thần có thể đi vào trước 10 liền đốt nhang lớn. Dẫu sao sư phụ nội tình quá thấp, lại là tới từ thấp võ vị diện, và người khác chênh lệch thực sự quá lớn. Sư phụ, nơi này chính là hội tụ tới 150.000 võ giả à. Đều là đế tôn cảnh và nhập thần cảnh à. Thiên bảng ở giữa cường giả tới một nửa à. Đều là gà vườn chó đất mà thôi. Diệp Thần vậy không thèm để ý, lấy hắn bây giờ chiến lực, nhập thần cảnh 9 tầng thiên thật đúng là không xem ở trước mắt. Trừ phi đối phương thật cầm hỗn nguyên tiên khí để chiến đấu, vũ khí cũng so mình lớp 10 cấp, đó mới phiền toái. Mình vượt cấp năng lực, mặc dù không quá dựa vào binh khí. Nhưng là, nhập thần cảnh 9 tầng thiên có hỗn nguyên tiên khí mà nói, cũng có thể bộc phát ra một tia không gian quy luật à. Đến lúc đó, trừ phi băng kiếm tiên tôn hỗ trợ, nếu không mình không gặp được có thể cầm được hạ đối phương. Sư phụ, vậy ngày hôm nay xem ngươi biểu hiện. Ngay tại lúc này, mấy cái hơi thở kinh khủng ông già hướng Bắc Cung Tử Ngọc đi tới. Trịnh Bá. Bắc Cung Tử Ngọc kéo Diệp Thần một góc, ánh mắt lại rơi vào những thứ khác trên người mấy người, mỉm cười nói các vị trưởng lão. Vị này là ta sư phụ Diệp Thí Thiên, hắn sẽ đại biểu chúng ta Bắc Cung gia tộc xuất chiến, nhất định sẽ đánh được rất đặc sắc. Nhưng là các vị cũng không muốn âm thầm đùa bỡn thủ đoạn gì, nếu không bổn tiểu thư có thể không tha các ngươi. Đó là tự nhiên, Phi Hạc Điện trưởng lão nhẹ sờ râu, cười nói, nếu là thất tiểu thư sư tôn tất nhiên có chỗ hơn người. Chúng ta vậy sẽ công bằng an bài. Đúng vậy, thất tiểu thư sư tôn, chúng ta tự nhiên không dám xem nhẹ, nhưng là Diệp huynh đệ muốn lấy đệ nhất, sợ cũng không dễ dàng à. Chân Không Tự và Tử Lâm Tông trưởng lão rối rít lên tiếng. Bên cạnh, Kim Đao môn Mộc Toại Nguyện khí được cả người run rẩy. Trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thần, hận không được lập tức xông lên, cho Diệp Thần một cái tát đập chết.
Bên người Mộc Phong lại là giận dữ nói, Diệp Thí Thiên, hôm nay lôi đài cuộc chiến, ta tất tự tay đem ngươi bắn chết. Diệp Thần nhìn lướt qua Mộc Phong, chỉ phun ra một chữ, à. Nhưng là một chữ này, nhưng là Cầm Khinh Thường phát huy tinh tế. Mộc Phong chưa từng bị người lãnh lạc như vậy. Diệp Thí Thiên, ngươi dám can đảm làm nhục ta cửa Kim Đao Môn, hôm nay trên lôi đài một phần sống chết. Diệp Thí Thiên, ngươi dám can đảm ý đổ Bắc Cung Tử Ngọc Tiểu Thư, ngươi cái này hèn hạ thấp võ vị diện tạp chủng, làm nhục ta cửa đại sư huynh, tốt nhất không để cho chúng ta đụng phải ngươi, nếu không chúng ta cầm ngươi đánh tàn phế, lại giao cho đại sư huynh giải quyết. Không thiếu Kim Đao Môn đệ tử gào thét, cặp mắt đỏ ngầu, tức giận vẻ mặt, hãy cùng Diệp Thần thật làm chuyện gì tựa như. Một đám ngu si. Tử Ngọc, lôi đài này đánh như thế nào? Diệp Thần không để ý tới sẽ các nàng, mang Tử Ngọc và Trịnh Bá các nàng, liền đi tới đặc thù phòng riêng bên trong, bên ngoài mấy trăm ngàn võ giả cũng lộ thiên ngồi, chỉ có nhân vật đặc biệt, địa vị đặc thù, mới có thể hưởng thụ đặc thù phòng riêng. Trịnh Bá đang muốn giải thích, lại bị Bắc Cung Tử Ngọc giành trước, 150.000 võ giả, tự nhiên không thể nào từ từ sàng lọc, tổng cộng là phân là 7 bánh xe. Trước 4 bánh bánh xe, đào thải một nửa người. Tua thứ 5, còn lại 4.000 người. Tua thứ 6, đào thải 2.000 người, quyết định tiến vào Kim Phật Mật Tông 2.000 người. Còn như tua thứ 7 là hỗn chiến, do các trưởng lão và Trịnh Bá tự mình chủ trì, muốn tham dự võ giả ra sân, đại hỗn chiến, dựa theo rơi xuống lôi đài hạng tới định hạng. Diệp Thần khẽ gật đầu, vậy muốn không được bao lâu, là có thể quyết ra vậy 2.000 người. Hắn nhìn vô cùng bát ngát bên trong sơn cốc bộ, rõ ràng tại sao chọn ở chỗ này. Cái thung lũng này nội bộ, chứa 100.000 tọa lôi đài cũng không là vấn đề, vòng thứ nhất một ngày có thể kết thúc, 6 chém xuống tới, không có nhiều thời gian nói, 5-3 ngày liền kết thúc. Còn như tua thứ 7, ngược lại là thú vị. Nguyện ý tham gia, tranh thủ gần trước hạng, không muốn có thể không tham gia, dù sao vậy có thể đi vào Kim Phật Mật Tông. Chỉ là đoạt cái hạng cao thấp mà thôi. Như vậy an bài, ngược lại không tệ. Diệp Thần đang ngồi điều tức, sau đó bên trên trong phòng Mộc Phong, đã là khí được cả người phát run, liên tục nặn xấu xa mấy kiện tiên khí. Mộc Phong. Vòng thứ nhất, là Vương Bằng đối với Diệp Thí Thiên. Mới vừa an bài tốt hạng, vốn là cũng không trông cậy vào ngươi vòng thứ nhất có thể cùng Diệp Thí Thiên đối với. Nhưng là Vương Bằng và Diệp Thí Thiên đối mặt. Mộc Toại Nguyện sâu thẳm ánh mắt, nhìn về phía bên trên phi hạc điện môn nhân, mơ hồ cười nói, xem ra, những lão gia hỏa kia cũng muốn thử một lần Diệp Thí Thiên chiến lực. Đại bá, ta muốn đích thân bắn chết Diệp Thí Thiên. Mộc Phong cắn răng, chặt chẽ ngưng mắt nhìn bên trái gian phòng Diệp Thí Thiên. Đây là một kiện tam phẩm thần vương khí. Mộc Toại Nguyện ném cho Mộc Phong một chuôi màu trắng lưỡi đao, nói, đem ngươi chuôi này tiên khí đưa cho Vương Bằng. Để cho hắn đối với Diệp Thần hạ thủ lưu tình, như vậy, ngươi thì có ngược giết Diệp Thần cơ hội. Đa tạ, đại bá. Ta lập tức đi ngay. Mộc Phong ôm hết lửa giận, chạy tới phi hạc điện trong phòng. Không phải hắn. Phải đi cầu ngày xưa đối thủ, thả qua Diệp Thí Thiên một con ngựa. Bởi vì hắn muốn đích thân bắn chết Diệp Thí Thiên, để tiết mối hận đoạt vợ. Cùng lúc đó, Linh Võ Đại Lục, Bắc Vực bên trong. Hỏa Bào ông già như cũ đứng ở cấm địa ra, nhìn xa xa bóng người, chợt ôm quyền tỏ ý nói, gia chủ. Bay tới trong hắc bào người đàn ông, thần sắc không thay đổi, bộ kia thâm thúy tang thương trên gương mặt, tựa như không nhìn ra bất kỳ thần thái vậy, nếu như tiên thần vậy trôi giạt rơi vào cấm địa ra, nhìn cấm địa bên trong tình huống, lại nhìn về phía Hỏa Bào ông già, hỏi, Long Dực, người nói là sự thật. Bẩm gia chủ, tuyệt đối là thật. Ta phụ trách trông chừng cấm địa xảy ra chuyện, dựa theo tộc quy phải hướng gia chủ bẩm báo. Hỏa Bào ông già tên là Long Dực, hiển nhiên không phải Thánh Long gia chủ thân tín, nhưng là như cũ trông nom tộc quy, trước đem sự việc nói cho gia chủ. Thánh Long gia chủ Long Hồng Thiên do dự hồi lâu, con người có một tia vẻ phức tạp. Đột nhiên, hắn hai tay nặn động pháp ấn, trực tiếp đả thông thương khung, thậm chí vỡ ra mây mù, cưỡng ép suy tính Diệp Lạc Nhi tình huống. Hắn cảnh giới xa ở linh vận tiên tôn trên, xứng đáng không thẹn bá chủ. Từ kế thừa vị trí gia chủ vị sau đó, hắn liền lợi dụng trong gia tộc tài nguyên điên cuồng phá cảnh,
giờ phút này đã là phong tước hiệu chân thần cấp cường giả khác, phong thánh cường giả không ra, thánh long gia tộc thái thượng trưởng lão đoàn không rời núi, còn không có ai có thể đè chế ngự được hắn. Rất nhanh, Long Hồng Thiên sắc mặt âm trầm xuống, nói thật đúng là nàng, tiểu xúc sinh này quả nhiên không có chết. Nàng, không nên trở về. Ta địa vị không cho phép người bất kỳ phá hoại. Người bất kỳ. Long Hồng Thiên trong đầu hồi tưởng lại một người mặc tiên khải người đàn ông, tay cầm thần khí đại sát tứ phương, một người tàn sát mấy ngàn hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh tiên thú, rất miễn cưỡng giết được Bắc Vực không người nào có thể hám, mà người nọ chính là ca ca mình Long Thành Thiên. Cũng là Thánh Long gia tộc lên gia chủ đảm nhiệm. Đồng thời, cũng là Diệp Lạc Nhi ruột thịt phụ thân. 15 năm trước, Long Hồng Thiên tự mình động thủ, thừa dịp Long Thành Thiên bắn chết một đầu phong thần cấp bậc yêu thú người bị thương nặng, ở trở về gia tộc dọc đường động thủ, trận chiến ấy, Long Hồng Thiên lấy tạo hóa cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp, tự mình đối với tinh khiếu cảnh sơ kỳ Long Thành Thiên động thủ. Vì để ngừa vạn nhất, bảo đảm hoàn toàn, nhập thần cảnh, thần vương cảnh, hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh, tạo hóa cảnh, tinh khiếu cảnh, niêm phong cửa cảnh, thái hư cảnh. Toàn bộ linh võ đại lục, có thể thành tựu tạo hóa cảnh đều là cao nhất tồn tại. Long Hồng Thiên mang ra ngoài chi thứ nhất mạch 15 vị phong thần cường giả, thậm chí còn có 3 vị phong tước hiệu chân thần lão tổ. Cộng thêm hơn 10 vị tiên tôn, trên 100 vị hợp đạo cảnh cường giả, lấy này chặn đánh Long Thành Thiên một nhóm 15 người. Trận chiến ấy, từ Bắc Vực Biên Cương đã đánh tới Bắc Vực Trung Khu, chăn trở vạn dặm Sơn Hà. Cuối cùng đánh chết Long Thành Thiên dưới quyền 10 vị hợp đạo cảnh, 3 vị phong thần cảnh đi cường giả, Long Thành Thiên tự thân tổn thất nhưng là gấp đôi trở lên. Cuối cùng 3 vị phong tước hiệu chân thần lão tổ ra tay, đem Long Thành Thiên đánh hạ biển vô tận. Biển vô tận, một tòa tràn đầy vô số oán linh và sát khí, ma khí vùng biển, loài người không cách nào chạm đến, phàm là xuống nước cũng sẽ ở rất trong thời gian ngắn bị nước biển ăn mòn. Chỉ có tạo hóa cảnh có thể miễn cưỡng ở trong hải vực dừng lại, tinh khiếu cảnh phong thần cường giả, vậy tới hơn dừng chân mấy giờ mà thôi. Long Thành Thiên bị đánh xuống đi sau đó, Long Hồng Thiên cố thủ một ngày một đêm, xác định Long Thành Thiên không có đi lên nữa. Lúc này mới đi và đuổi giết Long Thành Thiên vợ người hội họp. Long Thành Thiên thê tử, là Bách Tiên Vương cung tam công chúa, Lăng Phiêu Bình, cùng Long Thành Thiên thành thân cũng có một nữ. Cuối cùng, Long Hồng Thiên dẫn toàn bộ người ra tay, chính giữa đánh tan tinh khiếu cảnh Lăng Phiêu Bình, hơn nữa đem đánh vào không gian vết rách bên trong. Nguyên lấy là 3 người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Hồng Thiên cũng không có tiếp tục đi tìm nữ nhi của bọn bọ, dù sao một cái bị truyền tống đến thấp võ thế giới người, có thể dâng lên cái gì đợt sóng. Hắn trở lại Thánh Long gia tộc sau bẩm báo hết thảy, lại bởi vì hiểu rõ vị lão tổ giúp đỡ, liền đảm nhiệm lên chức gia chủ. Nhưng mà không làm 2 ngày. Hắn nhưng phát hiện Long Thành Thiên sinh mạng thần thạch không có bể, cho nên một mực ở biển vô tận vùng lân cận Nam Ma vực đối lập thần Long gia tộc gia chủ, vậy lấy hy vọng, có thể tới tìm được trọng thương Long Thành Thiên, đem bắn chết. Nhưng mà, Long Thành Thiên không có tìm được. Long Thành Thiên nữ nhi nhưng là trở về. Năm đó bởi vì Long Thành Thiên sống chết không biết, cộng thêm trên có mấy vị lão tổ giúp đỡ. Long Hồng Thiên lúc này mới gánh đảm nhiệm chức gia chủ. Nhưng nếu là Long Thành Thiên nữ nhi trở về, năm đó giúp đỡ Long Thành Thiên lão tổ cửa, như cũ sẽ giúp đỡ Long Thành Thiên nữ nhi. Vậy ta chức gia chủ, chẳng phải là muốn bị bãi nhiệm. Nếu trở về, Long Hồng Thiên giữa trán thoáng qua vẻ sát ý, chợt vẫy tay tỏ ý hỏa bào Long Dực trưởng lão rời đi. Gia chủ, ngài nhưng là phải động thủ. Long Dực trưởng lão ngẩng đầu ngắm nhìn Long Hồng Thiên, chân thành nói, ngài mới vừa lên chức, liền muốn đối với gia chủ đời trước nữ nhi động thủ, thái thượng trưởng lão đoàn một khi biết được, vị trí của ngài sợ rằng khó giữ được đi. Rào rào, lau một cái hồng quang vạch qua giữa không trung, ngay tức thì hóa thành một cây đại chùy, đem Long Dực trưởng lão đánh bay ra ngoài. Vị này tạo hóa cảnh trung kỳ trưởng lão, ở Long Hồng Thiên thủ hạ lại có thể không ngăn được một chiêu. Lăn xuống ra trên dưới 100 gạo ra ngoài, thân xác nứt nẻ, thậm chí căn nguyên cũng mơ hồ lại bị đánh tan dấu vết, lộ ra thấy rõ, Long Hồng Thiên thực lực được mạnh bao nhiêu. Không hổ phong tước hiệu chân thần cấp cường giả khác. Phong tước hiệu tiên tôn Long Dực, căn bản không phải một chiêu chi hợp. Ha ha,
Gia chủ, mới vừa phá cảnh lực lượng không yên à. Long Dực không tức giận ngược lại cười, nói, lấy phong tước hiệu chân thần cảnh, nhưng chỉ là phát ra phong thần cảnh đỉnh cấp chiến lực. Ngài, mới vừa bước ra tinh khiếu cảnh 9 tầng thiên cánh cửa này hạp, tiến vào niêm phong cửa cảnh, hiển nhiên cảnh giới và thực lực, còn chưa vững chắc đi. Gia chủ, Thánh Long gia tộc gia chủ, Long Hồng Thiên. Mười mấy năm trước mới vừa lên trước thời điểm, bất quá chỉ là tiên tôn cảnh đỉnh cấp thôi, những năm này dựa vào gia tộc nội tình, cũng mới khó khăn lắm bước qua phong thần cảnh, trở thành phong tước hiệu chân thần niêm phong cửa cảnh cường giả. Nhưng hiển nhiên, cảnh giới không yên, tuyệt không phải thái thượng trưởng lão đoàn đối thủ. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi thật lấy là, ta sẽ không giết ngươi. Long Hồng Thiên nhìn về phía Long Dực, quanh thân dần dần dấy lên vô biên vô tận lửa cháy mạnh, thật giống như Long Diễm, nhiệt độ cao đến triệu độ, tựa như có thể ở khoảnh khắc gian đem hết thảy đốt diệt, quả thực là mạnh mẽ vô cùng. Ta Long Dực, đến từ thứ năm phân cây, không chủ mạch người trong, vậy không ra chủ ngươi chi thứ nhất mạch người. Ta sẽ không thành tâm ra sức chủ mạch, cũng sẽ không thành tâm ra sức chi thứ nhất mạch, lại càng không sẽ thành tâm ra sức gia chủ. Ta thành tâm ra sức được là cả Thánh Long gia tộc. Long Dực tập tễnh bỏ dậy, ánh mắt thâm thúy, từ từ nói, Long Hồng Thiên gia chủ, người động thủ bây giờ, trừ phi ngươi tự mình ra tay. Có thể ngươi một mực bị Thần Long gia tộc gia chủ kiềm chế, lần này trở về cũng lấy vô cùng là khó khăn đi. Ngươi sợ là không có sức đi giết cái cô gái đó. Còn như thủ hạ ngươi, đang cùng huyết ma tộc quần ở trong chém giết, một cái vậy không rút ra được. Nếu như cưỡng ép rút ra, Thái Thượng trưởng lão đoàn tất nhiên biết được, do hơn 10 vị phong thần cường giả, hơn 10 vị phong tước hiệu chân thần tạo thành Thái Thượng trưởng lão đoàn tất nhiên sẽ biết được ngươi đoạn giết cái cô gái đó, chặn đánh lên gia chủ đảm nhiệm Long Thành Thiên Nữ Nhi, đến lúc đó chính là xúc phạm tộc quy, sẽ đem đuổi hạ chức gia chủ. Ngươi đang uy hiếp ta, Long Hồng Thiên tinh tế quan sát Long Dực. Lúc nào, một cái nho nhỏ tiên tôn cũng dám ở ta trước mặt đong đưa môi chống lưỡi. Thôi, quyền lại nghe một chút ngươi nói gì sao cầm, nói không hay, đập chết. Nói hay, quyền lại lượn quanh ngươi một mảng. Ngươi và thủ hạ ngươi ra tay, tất nhiên đưa tới gia tộc hỗn loạn. Để cho những người khác ra tay đi, dưới quyền thế lực, hoặc là một ít cái khác phụ thuộc người. Long Dực trưởng lão thở dài một tiếng nói, hỗn nguyên cảnh trên tốt nhất không nên động. Hỗn nguyên cảnh trở lên người mỗi người đều có nhiệm vụ, phải đối phó phe địch người, động một cái cũng sẽ chọc cho dậy người khác hoài nghi. Không cần ngươi tới dậy bản gia chủ. Long Thành Thiên Nữ Nhi thì như thế nào, bây giờ bất quá là đế tôn cảnh thôi. Hỗn nguyên cảnh ra tay, vậy đủ để bắt được nàng. Long Hồng Thiên lấy ra một tấm lệnh bài, lăng không kêu tới hơn 10 vị hỗn nguyên cảnh cường giả, trong ánh mắt lóe ra đạo đạo sát ý, tiện tay lấy ra một bức họa cuốn. Phía trên họa được chính là Diệp Lạc Nhi hình dáng. Hắn băng lạnh lùng nói, đi đem người này cho ta mang về. Ta cần sống. Còn nữa, ta đoán qua, bây giờ cái này nha đầu kêu Diệp Lạc Nhi. Dù sao ngươi không họ Long, mạch máu ngươi lực, vẫn là còn cho gia tộc tốt. Tuân lệnh, gia chủ, cầm đầu hỗn nguyên cảnh cường giả nhận lấy bức họa, chạy thẳng tới phía trên chỉ thị địa phương chạy như bay. Ý định giết người cường thịnh đến mức tận cùng. Hơn 10 vị hỗn nguyên cảnh cường giả, đồng loạt chạy tới Tây Vực, muốn bắt cầm Diệp Lạc Nhi. Nhưng là cũng không phải là muốn giết Diệp Lạc Nhi. Bên trên Long Dực nhìn có chút buồn bực, hỏi, người không giết nàng, muốn đoạt nàng huyết mạch. Long Thành Thiên và Lăng Phiêu Bình hai loại đứng đầu huyết mạch, thai nghén ra nữ nhi, huyết mạch tự nhiên không kém. Thậm chí có thể là nhất lưu huyết mạch. Nhất lưu huyết mạch. Đây chính là có thể tạo ra phong thánh máu cường giả mạch. Long Hồng Thiên lộ ra lau một cái che lấp nụ cười, nhưng trong lòng nói, năm đó lão tổ giúp đỡ hắn, chống đỡ hết nổi cầm ta. Đơn giản chính là huyết mạch hắn so ta mạnh. Nhưng vậy ước chừng mạnh một tia, liền cho rằng hắn có thể thành tựu thái hư cảnh, trở thành trong truyền thuyết phong thánh cường giả. Dựa vào cái gì? Hắn bây giờ cũng không bị ta đánh sống chết không biết mà. Cho dù hắn sinh mạng thần thạch không có hoàn toàn bể tan tành, nhưng vậy tan vỡ một nửa trở lên, bây giờ không chừng đã hoàn toàn hôn mê ngủ say, không biết luôn là cái nào địa phương nhỏ đi, cùng hắn trăm ngàn năm tỉnh lại, ta cũng lấy thành tựu niêm phong cửa cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp.
cho dù thái hư cảnh, phong thánh cường giả cảnh giới. Vậy trong tầm tay, chỉ muốn thôn tính Diệp Lạc Nhi huyết mạch lực, ta liền có thể có mạnh hơn một chút thánh long huyết mạch và bách tiên vương cung trăm tiên bán thánh huyết mạch, đến lúc đó ai có thể ngăn cản ta. Bách tiên vương cung, bàn về địa vị, còn muốn ở linh tiên đế cung và vạn kiếm đế cung trên, đã từng ra khỏi bán thánh cảnh giới, cũng chính là chỉ nửa bước vào thái hư cảnh cường giả, này cho cường giả huyết mạch, vượt qua nhị lưu huyết mạch, so với so tại nhất lưu huyết mạch, cũng không kém nhiều ít. Như vậy hai cổ huyết mạch sinh ra hậu duệ, rất có thể là nhất lưu huyết mạch. Ta cắn nuốt nàng huyết mạch, đợi đến một ít ngày giờ sau này, ta bước vào thái hư cảnh, phong thánh chiêu cáo thiên hạ. Đến lúc đó toàn bộ linh võ đại lục đều là ta. Ngươi, thôi, Long Dực lắc đầu một cái, tiếp tục trở lại cấm địa bên trong, cũng không nói gì. Hắn nhưng trong lòng nói, hỗn nguyên cảnh, không phải rất mạnh, có lẽ vậy nha đầu có hy vọng thoát đi. Dẫu sao là gia chủ đời trước nữ nhi, huyết mạch lực hoàn toàn bùng nổ, hẳn có thể thoát đi. Cái này nha đầu nếu như bên người không có cao cấp cường giả, tất nhiên chết hiểu à. Có thể linh võ đại lục, ai dám nguyện ý vì cái này nha đầu đắc tội quyền thế ngập trời Long Hồng Thiên đâu. Long Dực trưởng lão ở gia tộc bên trong thuộc về trung lập phái, trước cảnh cáo Long Hồng Thiên nói tiếng nói, thật ra thì liền muốn để cho Long Hồng Thiên phái yếu một chút người đi bắt cầm Diệp Lạc Nhi, để cho Diệp Lạc Nhi có cơ hội thoát đi. Nếu không, Long Hồng Thiên tự mình động thủ, trừ phi thái thượng trưởng lão đoàn, nếu không ai cũng không cản được hắn. Người đàng hoàng ngây ngô ở chỗ này. Long Võ, người nhìn lão này, dám can đảm báo lên thái thượng trưởng lão đoàn, trực tiếp bắn chết. Long Hồng Thiên giao phó một câu, một đạo hỏa quang vọt tới, một đầu vạn trượng lửa cháy mạnh thánh long bay tới, chợt lộ vẻ hóa thành hình người, một người thanh niên bộ dáng nam tử. Chàng thanh niên hướng Long Hồng Thiên ôm quyền, tỏ ý nói, mời gia chủ yên tâm. Hắn là Long Hồng Thiên thủ hạ, tạo hóa cảnh tầng 8 trời. Trông chừng một cái tạo hóa cảnh ngũ tầng Thiên Long Dực trưởng lão, còn không nói ở đây. Long Dực vậy không có vấn đề, đàng hoàng ngây ngô, đã sớm biết mình sẽ bị Long Hồng Thiên phái người trông chừng, mới có mới vừa rồi vậy lời nói. Long Võ, ngươi coi trọng hắn. Bản gia chủ phải đi Ma Nam chi địa, giải quyết những cái kia cái hạng người xấu. Long Hồng Thiên xoay người đang phải rời khỏi, giữa trán tràn đầy nụ cười. Tự nhủ, đến khi giải quyết xong Ma Nam đất những cái kia xúc sinh, giải quyết xong thượng cổ huyết ma hậu duệ, lúc trở lại lần nữa, hẳn Diệp Lạc Nhi bắt được trong tay. Đến lúc đó, bản gia chủ xưng bá đường, liền là chân chánh bắt đầu rồi. Diệp Lạc Nhi à Diệp Lạc Nhi, bản gia chủ có lẽ hẳn cảm ơn ngươi. Diệp Lạc Nhi, chính xác mà nói, hẳn là Long Lạc Nhi đi. Rào 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 rào. Đạo đạo hỏa quang xông phá thương khung. Long Hồng Thiên hóa thành một tôn vạn trượng lửa cháy mạnh đồ sộ long đằng không ra, thật giống như diệt thế ma thần vậy, một đường lấy vô cùng là cường hãn tư thái, chạy tới Ma Nam chi địa, đồng thời gian, những cái kia hỗn nguyên cảnh thủ hạ, cũng ở đây chạy tới Tây Vực. Thánh Long gia tộc, thành tựu Bắc Vực cường đại nhất vô cùng thế lực lớn, dưới quyền tự nhiên có rất nhiều môn phái và gia tộc. Giống như là đám này hỗn nguyên cảnh cường giả, chính là Long Hồng Thiên thủ hạ thân tín gia tộc, mặc dù sức chiến đấu không cao, vẻn vẹn chỉ là hỗn nguyên cảnh, nhưng thắng ở là Long Hồng Thiên tư binh, tùy thời tùy chỗ có thể điều động, bởi vì tu vi thấp, cũng không gây cho người chú ý. Linh võ đại lục phân làm năm vực, đông nam tây bắc bên trong năm vực, thật ra thì cũng không phải là trung vực là cường đại nhất, ngược lại trung vực đối mặt bốn phương vực giới là yếu nhất nhất giới, nếu không phải là có trước một ít gia tộc cổ xưa chống. Đã sớm bị những thứ khác bốn vực đứng đầu thế lực qua phân. Năm vực chính giữa lấy bại vực cường đại nhất. Có Thần Long gia tộc, Thánh Long gia tộc, Vạn Kiếm đế cung, thậm chí còn Bách Tiên Vương cung đợi một chút đứng đầu thế lực lớn chấn giữ, tùy ý có thể gặp đều là thần vương cảnh, không giống Tây vực như vậy, tùy ý chỉ có thể thấy được nhập thần cảnh, toàn thể tầng thứ muốn so với Tây vực cao được hơn. Còn như Nam vực Bắc cung gia tộc và Tây vực Bắc cung gia tộc, phân thuộc một chi. Nhưng là Nam vực Bắc cung gia tộc dưới cờ tông phái, không có Tây vực Bắc cung gia tộc dưới quyền tông phái, ngược lại huyết kiếm môn, huyết linh tộc địa vị giống như là Tây vực Kim Đao môn và Phi Hạc Điện, nhưng là môn phái cường giả, Kim Đao môn cùng môn phái, hiển nhiên không địch lại huyết kiếm môn.
Huyết kiếm môn lão tổ chỉ cần lên cấp tạo hóa cảnh, liền có thể đem tông môn tăng lên là bên trong cùng môn phái, thoát khỏi Nam vực Bắc Cung gia tộc khống chế. Tây vực bên này, Bắc Cung gia tộc dưới, Kim Đao Môn, Phi Hạc Điện, Chân Không Tự, Tử Lâm Tông cùng bốn phái chủ trì Càn Khôn Bách Tông thi đấu. Vòng thứ nhất rút ra số kết quả vậy đi ra, 150.000 người sắp đồng thời leo lên lôi đài tác chiến, có thể nói nguy nga. Lúc này, Kim Đao Môn Mộc Phong đã mang tam phẩm thần vương khí, đi tới Phi Hạc Điện Vương Bằng trước cửa, gõ cửa, nói, Vương Bằng huynh có đây. Tới, Mộc Phong huynh à, thế nào? Còn mang thần vương khí, muốn làm gì? Vương Bằng tức giận, lần trước Mộc Phong tức giận, lửa nhưng mà tung ở trên người hắn, hắn tự nhiên không sắc mặt tốt. Đi vào nói đi, nhiều trưởng lão như vậy cửa đều ở đây à? Mộc Phong vừa vào cửa, liền thấy được trong phòng khách ngồi hơn 10 vị hộ pháp và trưởng lão, lại nhìn về phía Vương Bằng, nói, lần trước chuyện, là ta lỗ mãng nơi là. Còn như lần này, là có chuyện muốn nhờ. Tin tưởng, người cũng biết vòng thứ nhất, người đối thủ là người nào đi. Vương Bằng ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía Mộc Phong, cười nói, ta đối thủ, Diệp Thí Thiên. Người tới ta nơi này, còn mang theo thần vương khí. Hiển nhiên, không phải là vì và ta khiêu chiến. Cũng không phải đến tiễn ta bảo vật, hẳn, là muốn ta giết Diệp Thí Thiên đi. Giết Diệp Thí Thiên, cũng không phải là chuyện đơn giản. Mặc dù đối phương cảnh giới thấp kém, nhưng thực lực không kém, vẫn còn ở thần vương cảnh trung kỳ thiên linh thành chủ trong tay chạy thoát thân, rất miễn cưỡng giết ra một cái lối đi. Cố nhiên như vậy, nhưng ta cũng có thể giết hắn. Chỉ là, hắn là thất tiểu thư sư tôn. Ta đánh chết hắn, há chẳng phải là đắc tội thất tiểu thư. Cũng không phải là giết Diệp Thí Thiên, chính ta tới. Mộc Phong sầu mi tựa như khóa khó khăn mở, đôi mắt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói, hắn dám can đảm và Tử Ngọc như vậy đến gần, ta tất nhiên giết hắn. Nhưng là ta biết ngươi chiến lực. Ngươi lên trận, hẳn không sẽ giết Diệp Thí Thiên, nhưng là sẽ đem hắn bị thương nặng. Cho nên, ta hy vọng ngươi không muốn đem Diệp Thí Thiên bị thương nặng, ta muốn ở trên lôi đài đường đường tránh tránh ngược giết hắn. Hắn cầm quả đấm, xuyên thấu qua cửa sổ quét nhìn bên ngoài mấy trăm ngàn người, nói ta muốn tại tất cả người trước mắt, đem hắn vặn cổ, dùng để rửa nhục. Loài người hai đại thù oán, là không thể hóa giải. Một là thù giết cha, không đội trời chung. Hai là mối hận đoạt vợ, không báo thể không làm người. Mộc Phong, ngươi muốn tự mình động thủ, ngươi xác định. Bên cạnh, một vị Phi Hạc Điện trưởng lão buông xuống tẩu thuốc, nhìn về phía Mộc Phong, mơ hồ cười nói, sợ rằng sẽ lật thuyền trong mương đi, Diệp Thí Thiên có thể trở thành thất tiểu thư sư tôn, lại là Bắc Cung gia tộc hộ pháp. Nhiều ít, có chút thực lực. Ngươi một mình đối với không có bị thương nặng hắn, phỏng đoán không dễ giải quyết. Hắn dừng lại chốc lát, lại nói, dù sao ngươi mang tới lễ vật, không bằng thay đổi ý đồ, thần vương khí như cũ cho Vương Bằng, để cho Vương Bằng cho ngươi bị thương nặng Diệp Thí Thiên, ngươi lại ngược giết hắn, như vậy thứ nhất, cũng tốt. Không, ta muốn đích thân đối với thời kỳ toàn thịnh Diệp Thí Thiên. Ta cũng sẽ đem hắn dẫm ở dưới lòng bàn chân, hung hãn giết chết, cái này hèn mọn hạ cùng tạp chủng, phải chết ở ta trên tay. Mộc Phong thái độ vô cùng kiên quyết, đồng thời đem thần vương khí giao cho Vương Bằng, một bộ nắm chắc phần thắng hình dáng, nói, ngươi chỉ cần đem Diệp Thí Thiên đánh xuống lôi đài cho giỏi, đến lúc đó, ta sẽ để cho hắn lại lên cấp vòng thứ hai, thứ ba bánh, thậm chí tua thứ tư. Không đào thải hắn. Tiếng tốt lành viết cho Bắc Cung người gia tộc mặt mũi, để cho hắn một mực tham gia đi xuống. Ta sẽ ở tua thứ tư cuối cùng và gặp mặt hắn. Trước mặt ba bánh ta sẽ cho người từng bước một làm nhục hắn, để cho tất cả mọi người thấy rõ ràng hắn và ta giữa chênh lệch. Tựa như chân chính trên lôi đài, liền giống như Mộc Phong nói vậy. Diệp Thí Thiên, vòng thứ nhất ngươi thất bại không thể nghi ngờ, nhưng là ta tuyệt sẽ không để cho ngươi tùy tiện lui trận. Ngươi muốn đánh hoàn ba bánh, cho đến tua thứ tư ta đem ngươi ngược giết, dù là Tử Ngọc ra tay ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Được. Ta đáp ứng ngươi, Vương Bằng tiếp thần vương khí, đưa Mộc Phong rời đi. Hắn trở về nhìn về phía các trưởng lão khác, khẽ gật đầu, nói, như vậy thứ nhất cũng tốt, chúng ta vậy không đắc tội thất tiểu thư, đồng thời cũng có thể thử một lần cái này Diệp Thí Thiên chiến lực,
rốt cuộc như thế nào. Vòng thứ nhất đối với Diệp Thí Thiên là hắn an bài. Nhưng là hắn cũng biết, Diệp Thí Thiên cái này cùng thân phận người, sẽ không bị đào thải, mặc dù không phù hợp quy củ. Nhưng vì Bắc Công Tử Ngọc Tiểu Thư, vì Mộc Phong Công Tử, mấy thế lực lớn cũng không biết để cho Diệp Thí Thiên tùy tiện lui trận. Một cái muốn xem Diệp Thí Thiên đại sát tứ phương. Một cái phải từ từ ngược giết Diệp Thí Thiên. Có nắm chắc không? Diệp Thí Thiên ra tay số lần rất ít, nhưng là mỗi một lần đều vô cùng quả quyết tàn nhẫn. Mới vừa rồi hút thuốc túi trưởng lão, nói lần nữa, hắn mất đi lực, không kém, thậm chí còn có thần vương khí thành tựu nội tình. Không cần quan tâm hắn. Mất đi lực, là thứ gì? Vương Bằng che lấp cười nhạt, trong lòng bàn tay hiện ra một chuôi đặc thù tiên khí, chậm rãi toát ra từng đạo hủy diệt lực. Này thần vương khí, ngược lại là phải đa tạ trưởng lão. Ta có dùng hủy diệt thần thạch chế tạo thần vương khí. Toát ra hủy diệt lực, đủ để ngăn cản hắn mất đi lực. Huống chi, hắn mất đi lực lại rất cao thâm. Vương Bằng xem thường, hơi mỉm cười nói, hủy diệt lực là thế gian cường đại nhất đánh giết lực. Dùng một điểm nhỏ hủy diệt thần thạch, dù là chỉ là một đầu ngón tay lớn nhỏ hủy diệt thần thạch, chế tạo ra thần vương khí, vậy đủ để phá vỡ hỗn nguyên cảnh thân xác. Nguyên bản, ta còn muốn dùng hắn thử một lần Diệp Thí Thiên chiến lực. Xem cái này hèn mọn tiểu bạch kiểm, rốt cuộc có bản lãnh gì, liền kim đao môn Mộc Phong cũng dám đắc tội. Lúc này ngược lại là tốt, không cần ta điều động hủy diệt chi đao. Chỉ cần đem Diệp Thí Thiên bị thương nặng. Bị thương nặng một cái đế tôn cảnh 9 tầng thiên người, quá dễ dàng. Vương Bằng tự thân chính là nhập thần cảnh 9 tầng thiên. Dù là chỉ là mới vào nhập thần cảnh 9 tầng thiên, chiến lực vậy không tầm thường cùng cảnh giới người có thể so với, tình hình mà còn có đếm kiện thần vương khí là phụ, thậm chí có thể sánh vai thần vương cảnh nhị tầng thiên cường giả, chu diệt Diệp Thí Thiên dễ như trở bàn tay. Muốn bị thương nặng Diệp Thí Thiên, lại là tùy tùy tiện tiện. Lúc này, trong thung lũng vang lên từng trận chấn thiên kiếm minh tiếng. Là năm vị chủ thẩm thông báo toàn bộ người tham gia thi đấu, muốn bắt đầu vòng thứ nhất so tài. Vòng thứ nhất thi đấu, 150.000 người toàn bộ muốn lên trận, có thiên kiêu đối thủ người bình thường, cũng có hai tên thiên kiêu giữa đụng nhau, nhưng không nghi ngờ chút nào Diệp Thần và Vương Bằng vậy một chàng là làm người khác chú ý nhất. 150.000 võ giả đồng loạt leo lên 75.000 tọa lôi đài. Nhưng cũng không phải là toàn bộ võ giả cũng leo lên lôi đài, còn có 100-200 vị, còn không có leo lên lôi đài, bọn họ phải chờ những người khác so hoàn, mình lại so, bọn họ là thiên kiêu, tự nhiên không thể cùng những thứ này phàm phu tục tử một khối tham gia vòng thứ nhất tỷ thí. Ước chừng có 100 tọa lôi đài là trống không. Hơn 100 vị nhập thần cảnh tầng 8 tầng 9 ngày võ giả không có lên đài, ngoài ra hơn 10 vị chính là nhập thần cảnh trung kỳ, thậm chí nhập thần cảnh sơ kỳ, đế tôn cảnh dân gian võ giả, giờ phút này buồn khổ vô cùng lên đài chờ. Vương Ngôn vậy leo lên một tòa lôi đài, nghiêng nhìn đối thủ là đế tôn cảnh hậu kỳ, tự nhiên không phải hắn đối thủ. Dứt khoát, hắn cũng không có để ý sẽ đối với tay, trực tiếp toát ra một chuôi ngũ phẩm tiên khí đánh giết đối thủ. Rồi sau đó nhìn về phía xem trên chiến đài Diệp Thí Thiên, tự nhủ hắn cũng không có lên đài, cũng là thiên kiêu. Từ hai ngày trước, hắn thoát đi thành thiên linh sau đó, mang các bạn đi tới cổ linh thành ghi danh. Cái này sẽ mới vừa chạy tới vạn núi thung lũng liền được bắt đầu lôi đài thi đấu, nguyên lấy là Diệp Thí Thiên đắc tội thiên linh thành chủ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới đối phương lại có thể còn sống, tin tức một người so với một người kinh người. Đầu tiên là nổ chết mấy trăm người chấp pháp. Lại là chạy trốn một ngày một đêm, chu diệt hơn 50 vị nhập thần cảnh cường giả. Phía sau càng bị Bắc Cung Tử Ngọc Tiểu Thư vừa ý, trực tiếp trở thành Tử Ngọc Tiểu Thư sư tôn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Diệp Thí Thiên thì đã đến địa vị như vậy, thế sự khó khăn liệu à? Muốn ta khổ tụ 7-8 bách tái. Lúc này mới đến nhập thần cảnh tầng 8 trời, còn được một vòng so. Không nghĩ tới, hắn đã là trở thành Bắc Cung Tử Ngọc Tiểu Thư người bên cạnh, nhảy một cái trở thành Bắc Cung gia tộc hộ pháp, quả nhiên, người tài giỏi chính là không giống nhau à, tùy tiện làm chút đại sự kinh thiên động địa bị người coi trọng, chính là trực tiếp một bước lên mây. Vương Ngôn lắc đầu, nhìn lại trước mặt sợ hãi đối thủ của mình, chợt một trưởng vỗ ra, trực tiếp kết thúc thi đấu, tự nhiên xuống đài.
Đồng thời gian, xuống đài có mấy ngàn người. Những người này hơn phân nửa là tán tu, những thứ khác chính là trăm tông đệ tử, chính giữa cũng có chút tài năng xuất chúng, nhưng là rất nhiều người thần cảnh 9 tầng thiên cảnh đệ tử, cũng không có ra sân, cũng chờ bọn họ đánh xong mới lên trận, cái này cũng lộ vẻ được địa vị cao cả. Bình bịch bịch, bình bịch bịch, vô số tiếng nổ truyền ra. Khoảnh khắc gian, hơn ngàn đế tôn cảnh hậu kỳ dân gian võ giả bị đánh bể. Rất nhanh, lại là từng trận tiếng nổ nổi lên, từng vị nhập thần cảnh giai đoạn trước, đế tôn cảnh 9 tầng thiên võ giả bị đánh bay ra lôi đài. 150.000 người. Đánh rất nhanh à, Vương Kỳ khẽ gật đầu, nhìn về phía Diệp Thí Thiên, lại nhìn về phía Vương Bằng, Mộc Phong, Niệm Tâm Hòa Thượng các người, cười nói, lập tức người cũng nên đi ra ngoài, đối với Vương Bằng, cẩn thận một chút. Người không gặp phải là hắn đối thủ. Hắn có một chuôi ngũ phẩm thần vương khí, vì đối phó ngươi, sợ rằng còn có mạnh hơn vũ khí nơi tay. Biết, Diệp Thần không thèm để ý chút nào, nhìn về phía rất nhiều trên lôi đài, chiến đấu gần như kết thúc, những người còn lại đứng sừng sững tại trên lôi đài. Hăm hở! Trăm tông vòng thứ nhất thi đấu, sắp kết thúc. Những thứ khác còn chưa lên đài võ giả, toàn bộ lên đài đi. Mục Toại Nguyện thành tựu trọng tài, tuyên bố một tiếng. Chợt nhìn về phía Diệp Thần, hừ lạnh một tiếng, không để ý nữa sẽ. Hắn ngồi ở trên ghế trọng tài, ánh mắt rơi vào Vương Bằng trên mình, trừ Vương Bằng và Diệp Thần ra, những người khác đều đã ra sân, xem ra, cái này hai cái nhỏ người, là chuẩn bị cuối cùng mới ra tay. Vương Bằng như vậy, còn có thể hiểu. Dẫu sao thu Mộc Phong thần vương khí, sẽ thật tốt đánh. Còn như Diệp Thí Thiên, thấp võ thế giới hèn mọn xúc sinh. Còn lấy là mình là trời kiêu. Còn muốn chứa, còn muốn đợi đến cuối cùng lại đánh. Tốt, bản trọng tài tác thành ngươi, ngươi nếu là mới vừa rồi tham gia thi đấu, mọi người đều ở đây tỉ võ còn không có ai chú ý tới ngươi bi thảm hình dáng. Hiện tại mọi người cũng so xong rồi, chỉ còn lại ngươi và Vương Bằng. Vương Bằng ngay trước mọi người ngược đánh ngươi, xem ngươi tiểu xúc sinh này, như thế nào tự cho. Mộc Phong sẽ đích thân giết ngươi. Nhưng là cũng sẽ không để cho ngươi khỏe qua. Đồng thời gian, Mộc Phong, Niệm Tâm Hòa Thượng, Lâm Hiên, cùng với những thứ khác chừng 10 vị võ giả, đã đài. Bọn họ đều là tinh nhuệ nhất tài năng xuất chúng, vòng thứ nhất đối với cơ hồ đều là dân gian võ giả, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay đem đối thủ đánh chết, sau đó tỏ ý trọng tài liền đi xuống. Mộc Phong đi xuống lôi đài, sâu thẳm ánh mắt nhìn xa Diệp Thần, lại nhìn về phía Vương Bằng. Truyền âm nói, tiếp theo, xem tài năng của ngươi. Yên tâm, thu ngươi đồ, ta biết làm đến tốt nhất, Vương Bằng một bộ nắm chắc phần thắng hình dáng. Đồng thời gian, vô số xem cuộc chiến võ giả, thậm chí còn chiến thắng 75.000 người, cũng đem ánh mắt tụ vào đến Diệp Thần và Vương Bằng trên mình. Không ít người lời nói, liền bọn họ không ra tay. Cái này hai tên, thật có thể chứa à? Cái gì chứa à? Bầy Minh Diệp Thí Thiên tên mặt trắng nhỏ này không dám động tay. Nếu không mới vừa rồi làm sao không được trận, Mộc Phong, Khuông Bạch bọn họ cũng ra sân, cái này thấp võ thế giới Tiểu Bạch Kiểm, cũng không dám ra sân. Trong mắt mọi người, mới vừa rồi nhiều ngày như vậy kêu lên đài tỷ võ, nhưng là Diệp Thần nhưng kéo Vương Bằng không được đài, rõ ràng sợ. Thật không hổ là thấp vũ thế giới người tới. Cố nhiên lời đồn đại theo nhau mà tới. Nhưng là Diệp Thần vẫn tỉnh bơ, hai tay chắp sau lưng, tựa như căn bản không quan tâm. Đồng thời gian, năm lớn ánh mắt của trọng tài đều nhìn về Diệp Thần và Vương Bằng. Trịnh lão chân mày sâu tìm, không biết Diệp Thần giở trò quỷ gì. Phi Hạc Điện, Chân Không Tự và Tử Lâm Tông trưởng lão một mặt xem trò vui dáng vẻ, nhìn Vương Bằng và Diệp Thần, cũng không nói chuyện, sẽ chờ. Mục Toại Nguyện ho khan hai tiếng, ánh mắt uy nghiêm xuống. Giống như ma thần vậy, ngay trước mọi người nhìn về phía Diệp Thần, chỉ tang mạ hòe vậy nói, lần này Càn Khôn Bách Tông thi đấu, tham gia thi đấu 150.000 người, đến nay đã có hơn 30.000 võ giả mất mạng. Dĩ nhiên, những thứ này người dự thi, không thiếu một ít phế vật, danh tiếng thật lớn, lá gan lại nhỏ, thực lực suy nhược, thậm chí không dám leo lên lôi đài. Bây giờ, lại không lên lôi đài, thi đấu liền sẽ cho hắn quan lấy, phế vật tên. Sau đó đuổi ra khỏi thung lũng. Lời này vừa nói ra, vô
vô số ánh mắt tự nhiên rơi vào Diệp Thần trên mình. Bắc Cung Tử Ngọc do dự mấy phần, hay là đối với Diệp Thần nói, sư phụ, người có tốt không? Nếu như không muốn tham gia thi đấu, ta có thể để cho bọn họ hủy bỏ thi đấu, người an tâm nghỉ ngơi, có ta ở đây, không ai dám nói người phế vật. Diệp Thần lắc đầu một cái, một giây kế tiếp, bước ra một bước, nếu như thiên thần vậy, sừng sững rơi vào mới tinh trên lôi đài. Đồng thời, lấy ra diệt hồn ma thần thương, nhắm vào Vương Bằng, quát lên, ta thời gian có hạn, đi ra đánh một trận, người chỉ có 10 chiêu cơ hội. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ hung hăng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong 10 chiêu diệt Vương Bằng, Diệp Thí Thiên điên rồi à? Lấy là mình là nhập thần cảnh 9 tầng thiên. Không biết mình mới đế tôn cảnh 9 tầng thiên, kém Vương Bằng một cái cảnh giới lớn à? Còn dám như vậy liều lĩnh, thật lấy là Bắc Cung Tử Ngọc tiểu thư làm chỗ dựa của hắn núi, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Gần như tất cả võ giả đều là ý tưởng như vậy, Diệp Thí Thiên, điên rồi, không, là người ngu ngốc. Đế tôn cảnh 9 tầng thiên muốn khiêu chiến nhập thần cảnh 9 tầng thiên. Dù là Diệp Thí Thiên trước có ở thần vương cảnh trung kỳ trong tay cường giả chạy trốn chiến tích, khá vậy không đại biểu chính là Vương Bằng đối thủ à. Vương Bằng nhập thần cảnh 9 tầng thiên, mặc dù không như Mộc Phong và Niệm Tâm Hòa Thượng, nhưng cũng là chiến lực sánh bằng nhập thần cảnh tầng 2 cường giả à. Ngươi, ở tự tìm cái chết. Nếu không phải sự kiện kia, ngày hôm nay ta sẽ bắn chết ngươi. Thôi, ta sẽ ở trong vòng 3 chiêu đem ngươi lăn lộn đi xuống. Vương Bằng hai cánh tay chấn động một cái, xiêm áo tràn ra lộ ra cổ đồng sắc da thịt, hùng tráng bắp thịt quanh quần đạo đạo linh khí, cuồng bạo vô cùng, thật giống như hung thú vậy. Hắn nhảy một cái đi tới trên lôi đài, cũng đem binh khí của mình đã lấy ra. Một chuôi màu băng lam vết nứt trường thương, tam phẩm thần vương khí. Lấy trong cơ thể hắn linh khí, chỉ có thể điều động tam phẩm thần vương khí, không giống Diệp Thần khí huyết lực dồi dào, cộng thêm lên 3 đạo lực. Đủ để vận dụng cấp 6 thần vương khí giết thần kiếm. Thần vương khí, không giống với tiên khí, là cần nhất định lực lượng đi điều động, nếu không có thể không được, ngược lại sẽ bị thần vương khí khí linh cắn trả bị thương. Giết, đoạn diệt thương, Vương Bằng cao quát một tiếng, sừng sững một nhát thương đâm ra, vô số cương gió từ thân kiếm hai bên vạch qua, một khắc sau đầu thương nổ bắn ra ra một đạo lạnh như băng sáng bóng. Giống như màn sáng tạo ra, bao phủ toàn bộ lôi đài. Vèo vèo vèo, vèo vèo. Trên lôi đài hạ trừng toàn bộ tràn đầy qua lại bay múa cương gió thương cương, mỗi nhất kích đều có trong nháy mắt giết đế tôn cảnh sát phạt lực. Lấy này đi đối phó Diệp Thần, Vương Bằng cũng là xuống tay độc ác. Một thương, diệt thế. Vương Bằng huy động băng nứt ra trường thương, sừng sững một thương đánh xuống, vạch qua băng sắc dấu vết. Linh khí khổng lồ hội tụ, kích thích giữa không trung cương phong hóa làm băng điểm lại hóa thành từng chuôi trường thương. Nháy mắt tức thì, trăm ngàn chuôi trường thương rơi xuống, chính giữa có một cái băng sắc du long, quanh quẩn tại trường thương bên trong, xuất thân từ Vương Bằng thần vương khí. Chính là khí linh hiển hóa. Hiển nhiên, Vương Bằng là muốn một chiêu đánh tan Diệp Thần. Đối mặt như vậy khiêu khích, thậm chí quên mất Mộc Phong ước định. Phải đem Diệp Thần bị thương nặng, cuối cùng lưu Diệp Thần một cái mạng cho Mộc Phong thu thập. Phá thiên tam tuyệt thương. Thứ nhất thương. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, khẽ nâng lên diệt hồn ma thần thương, thân kiếm lóe ra một phiến phiến mất đi lực, bụi đất màu vàng sáng bóng chiếu sáng trên màn sáng hạ, chợt toát ra một cổ thủy triều lên xuống, một cổ mất đi thủy triều lên xuống cuộn sạch lên, cùng trăm ngàn băng thương va chạm. Phá thiên tam tuyệt thương mặc dù là Lâm Thanh Huyền dạy hắn, là hắn ở Côn Lôn hư võ. Nhưng là luân hồi mộ địa đại năng cho vũ khí của hắn lại làm sao có thể giới hạn tại Côn Lôn hư. Theo thực lực tăng lên, Diệp Thần đối với phá thiên tam tuyệt thương lại có cảm ngộ mới. Đánh đâu thắng đó. Oanh. Từng đạo tiếng nổ truyền ra. Băng thương bỗng nhiên bể tan tành, cho dù là băng sắc du long cũng tấc tấc nứt nẻ, ở Diệp Thần quả đấm đánh xuống, chợt vỡ ra. Hóa thành vô số băng sắc kết tinh thể bay tản ra đi. Ngươi không được. Ta nói, trong 10 chiêu diệt ngươi. Bây giờ, là chiêu thứ 2. Diệp Thần lên đường lên, bắt lại băng vết nứt trường thương, từng quyền đánh vào Vương Bằng trên mình, do như tinh thần rơi xuống vậy,
mỗi một quyền cũng chấn động ra chấn thiên động địa tiếng vang, thậm chí đấu võ chợ đen cũng nứt nẻ mở. Khốn kiếp! Cái này không thể nào! Vương Bằng kịp phản ứng, cưỡng ép đánh giết Diệp Thần, cùng Diệp Thần liều giết thân xác. Hắn không tin, so đấu Diệp Thần, mình còn có thể hạ xuống hạ phong, giờ phút này thần vương khí không cách nào vận dụng, vậy chỉ dùng thân xác. Bình bịch bịch, từng đạo tiếng va chạm truyền ra. Bên ngoài mọi người xem không thấy màn sáng ở giữa tình huống, nhưng là có thể cảm nhận được tác chiến kịch liệt. Lâm Hiền ánh mắt khác hẳn, nhìn về phía Mộc Phong, trong lòng dâng lên gợn sóng, suy tư nói, Diệp Thí Thiên, không đơn giản à. Lại có thể cùng Vương Bằng đánh cho thành như vậy, ta mặc dù không thật khi thấy tác chiến quá trình, nhưng là cái này dư âm cũng đủ để đánh giết nhập thần cảnh tiền kỳ võ giả. Chẳng lẽ, Mộc Phong biết tự mình tới không đạt tới đối với Diệp Thí Thiên? Cho nên, mời Vương Bằng, để cho Vương Bằng đối với Diệp Thí Thiên hạ tử thủ. Vẫn biết, mình không có tuyệt đối chắc chắn, thắng được Diệp Thí Thiên. Vượt quá Lâm Hiền ánh mắt khác hẳn, thậm chí niệm tâm hòa thượng, Chu Bách, cấm mục đợi một chút thiên chi kiêu tử, cũng tò mò. Diệp Thí Thiên, không phải tới từ thấp vũ thế giới sao? Lại thế nào như vậy lợi hại? Lôi đài bị màn sáng bao phủ, chung quanh các khán giả cảm giác giống vậy đạt được dư âm chấn động, mỗi cái sắc mặt sát trắng, không thể tưởng tượng nổi nhìn màn sáng, trong lòng tất cả suy tư nói, Diệp Thí Thiên. Rất mạnh, mới vừa không chiến, mà là muốn cùng cơ hội. Muốn chờ chúng ta cùng nhau xem hắn lên lôi đài tác chiến, muốn nêu cao tên tuổi thiên hạ. Chúng ta trước đây đối với hắn giễu cợt, sợ rằng tránh hợp ý hắn à. Màn sáng bên trong, Vương Bằng bị đánh bay ra ngoài, băng vết nứt trường thương vậy cắm ở trên lôi đài, rắn chắc như rồng vậy thân thể dần dần có chút suy yếu, hiển nhiên bị thương không nhẹ, đồng thời lại bị Diệp Thần mất đi lực tiêu hao mấy ngàn năm thọ nguyên. Hắn là nhập thần 9 tầng thiên không giả, nhưng là hắn kinh nghiệm tác chiến, làm sao có thể so Diệp Thần phong phú. Cộng thêm thượng vũ khí chênh lệch không bao nhiêu, chiến pháp nhưng là xa thấp hơn Diệp Thần. Không dùng tới đại đạo, không dùng tới huyết mạch, làm sao có thể ngăn cản được Diệp Thần. Giờ phút này, Diệp Thần đánh giết tới, quyền quyền đến thịt, đánh được Vương Bằng khắp nơi tung tóe, máu tươi đầm đìa, thậm chí Vương Bằng cánh tay trái đều bị đánh gãy. Phịch! Vương Bằng lăn xuống ở bên bờ, vô cùng tức giận nói, người cái này hèn mọn xúc sinh, lại có thể dùng mất đi lực. Nguyên bản, lão tử chỉ là muốn đem ngươi phế bỏ. Không nghĩ tới, ngươi dám can đảm xuống tay tàn nhẫn à, ngươi cái này hèn mọn thấp vũ thế giới tạp chủng, ngươi dám như vậy. Được, ngươi không lưu tay, lão tử giết chết ngươi. Một khắc sau, Vương Bằng lấy ra vậy cái do hủy diệt thần thạch chế thành vũ khí, mới vừa một lấy ra, trong không khí liền tràn ngập một cổ khí tức hoảng sợ. Hô hô hô! Không khí nhiệt độ đồ sộ hàng, hủy diệt khí tản mát ra màu máu đỏ sáng bóng. Giờ phút này, giống như là một cái ma đầu xuất thế vậy, vô cùng kinh khủng. Diệp Thí Thiên! Lão tử ngày hôm nay muốn người rõ ràng vì sao là linh võ đại lục. Người có gì ngôn gì, cứ việc nói, bởi vì ai cũng không cứu được ngươi, cho dù là thất tiểu thư, cũng không được. Vương Bằng tùy ý vung đao, một cổ hủy diệt lực tràn ngập ra. Trực tiếp cắt ra màn sáng, để cho hai người bại lộ tất cả mọi người dưới mắt. Hắn chỉ Diệp Thần, sâu thẳm mà điên cuồng ánh mắt, hết sức tà mị. Giờ phút này, hắn tức giận đến mức tận cùng nhưng là trấn tĩnh lại, trong cơ thể sát ý tràn ra, cuối cùng cho 30 giây. Giao phó chăn chối. Sang năm hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Ngày giỗ, là ngày giỗ của ngươi. Diệp Thần nhìn hờ hững, thu hồi diệt hồn ma thần thương. Lấy ra giết thần kiếm. Vương Bằng, ngươi phải làm gì à? Ta để cho ngươi phế bỏ hắn, không để cho ngươi giết hắn à? Mộc Phong ở bên cạnh gấp gáp, phẫn nộ quát, Vương Bằng, giết Diệp Thí Thiên được ta tới, ngươi không thể cướp. Vương Bằng, dừng tay à? Mộc Phong giờ phút này hơn nửa điên, bắt cột giận dữ hét, Diệp Thí Thiên là ta, hắn chỉ có thể ta tới giết, ngươi làm gì? Vương Bằng, hắn chỉ có thể ta tới giết. Vương Bằng! Vương Bằng! Một thanh âm của gió quanh quẩn thung lũng trên dưới, tất cả mọi người đều làm nhìn chăm chú, các võ giả thần sắc khác nhau. Mộc Phong, thật sự là điên! Vì giết Diệp Thí Thiên,
vì tự tay ngược giết Diệp Thí Thiên, giờ phút này lại có thể như vậy điên cuồng. Ngươi dừng tay, Mộc Phong thấy Vương Bằng vẫn còn ở xúc thế, lúc này chuẩn bị vừa nhảy ra, lại bị các trưởng lão khác ngăn cản. Hắn chỉ có thể làm nhìn về phía Vương Bằng, khí được cả người run rẩy, Diệp Thí Thiên, hẳn ta tới giết à. Mối hận đoạt vợ, làm sao có thể không báo. Vương Bằng, ta tặng ngươi một chuôi thần vương khí, chính là muốn cho ngươi đừng bị thương nặng Diệp Thí Thiên. Để cho ta tự mình ngược giết Diệp Thí Thiên, ngươi nhưng làm trái lời hứa. Ngươi, khốn kiếp, làm sao? Các vị cũng cảm thấy ta Diệp Thí Thiên rất tốt giết à. Diệp thần hai tay cầm kiếm, đồng thời ở xúc lực, vô số khí huyết lực và mất đi lực tụ vào giết thần kiếm bên trong, chuẩn bị cùng Vương Bằng nhất kích quyết sống chết. Hắn ánh mắt quét qua xem trên chiến đài mắt lạnh đối đãi đây hết thảy chư đa thiên tài, cùng với càng nhiều trưởng lão, không ở cười nói cũng lấy là ta là thịt cá. Muốn giết ta, còn ghi bàn thắng người tới. Mộc Phong, ngươi muốn giết ta, tùy thời có thể tới. Nhưng ta nhất định sẽ diệt ngươi, còn như trước mắt Vương Bằng, gà vườn chó đất thôi. Ngông cuồng, bá đạo, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, thậm chí là hủy diệt quy luật tạo thành tuyệt thế công kích, nhưng đều như vậy liều lĩnh. Trăm tông mấy trăm ngàn võ giả, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thần gan dám như vậy. Xem cuộc chiến trong phòng, Bắc Cung Tử Ngọc mơ hồ có chút lo âu, Vương Bằng có hủy diệt thần thạch chế tạo binh khí, sư phụ, chỉ sợ không phải đối thủ đi. Vương Kỳ, các ngươi chuẩn bị xong. Một khi sư phụ không địch lại, các ngươi lập tức xuất thủ cứu sư phụ rời đi. Hủy diệt thần thạch, ẩn chứa hoàn chỉnh hủy diệt quy luật. Mặc dù hủy diệt lực cùng mất đi lực kém không nhiều, nhưng một cái là do quy luật lực lượng tạo thành, một cái là đơn thuần đặc thù lực lượng thôi. Giữa hai người uy lực, chênh lệch 10 lần. Trừ phi sư phó mất đi lực, vậy cởi đổi là mất đi quy luật lực, nếu không không gặp phải là đối thủ à. Hôm nay, Vương Bằng trong tay hủy diệt binh khí, chỉ ít sánh bằng hỗn nguyên tiên khí. Dùng hỗn nguyên tiên khí tới đánh sư phụ, không phải bày ngoài sáng khi dễ người mà. Rào 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 rào, rào rào, từng cổ một ánh sáng vạch qua giữa không trung. Vương Bằng và Diệp Thần, hai người đồng thời ra tay. Vương Bằng huy động hủy diệt khí đụng vào Diệp Thần giết thần kiếm lên, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, sinh ra một đạo kinh thiên tiếng nổ. Rất nhanh, một đạo thân ảnh bão bay ra, lăn xuống ở trên lôi đài, là Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần, trên người đồ dạo phố đã vỡ vụn mấy phần, khóe miệng tràn ra một tia đỏ bừng máu tươi, bất ngờ gặp phải bị thương nặng. Người ở bên ngoài xem ra vô cùng chật vật. Dẫu sao Vương Bằng một kích này có hủy diệt quy luật. Thậm chí thời gian ngắn mạnh hơn tịch diệt chi đạo. Diệp Thần làm sao có thể không bị thương. Phép tắc lực lượng nhưng mà cực mạnh chi người mới có thể nắm trong tay. Bây giờ Diệp Thần căn bản không cách nào chống lại. Một kích này, Diệp Thần xu thế suy sụp, đây là tất nhiên. Diệp Thí Thiên, vẫn là không được. Diệp Thí Thiên binh khí không được, không thể không bại. Diệp Thí Thiên quá ngông cuồng, lần này phỏng đoán được chết. Không ít người lời nói, càng có vài người như Vương Ngôn như vậy, thân phận địa vị và Diệp Thần ngang hàng người, cũng đang thở dài. Thật vất vả, ngay trong bọn họ ra một cái Diệp Thí Thiên, dám khiêu khích tông phái đệ tử. Nhưng là không nghĩ tới, kết quả như vậy chi thảm. Không tệ. Đánh được không tệ, Mộc Toại Nguyện nhẹ sờ râu, khẽ gật đầu, liền nói, truyền lệnh xuống, Diệp Thần không chết, quá mức để cho hắn lên cấp vòng thứ hai, trực tiếp để cho Mộc Phong đi và hắn đánh, nếu là chết mà nói, liền trực tiếp nhặt xác cho chó ăn. Diệp Thí Thiên, dám can đảm làm nhục ta Kim Đao Môn. Chết, cũng không để cho ngươi có cái kết quả tốt. Vương Kỳ, đi nhanh, Bắc Cung Tử Ngọc vô cùng bận tâm, vội vàng thẳng dậm chân. Giữa lúc Vương Kỳ phải ra tay lúc, Diệp Thần nhưng là chậm rãi đứng lên, quanh thân quanh quẩn một cổ u minh lửa cháy mạnh, ngắm nhìn Vương Bằng, giống như cửu u ma thần ngắm nhìn con mồi vậy, người lấy là, như vậy thì có thể bị thương nặng ta à. Các ngươi đều nói thấp võ thế giới người hèn mọn như con kiến hôi. Hôm nay ta liền nói cho các ngươi. Ta thấp phú thế giới người, các ngươi không chọc nổi. Hủy diệt quy luật, luân hồi mộ địa bên trong, băng kiếm tiên tôn giữa trán kẹp lộ ra một vẻ sát ý, lạnh lùng nói,
Cao Diệp Thần một cái cảnh giới lớn, còn dám vận dụng cái này đẳng binh khí, thật là lấn hiếp người quá đáng. Tiểu tử, ta dành cho ngươi một số lực lượng, đi hủy diệt hắn ẩn chứa hủy diệt phép tắc binh khí. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần hơi thở ổn định leo lên, hoàn toàn bước vào nửa bước nhập thần cảnh. Giờ phút này, hắn khí huyết đã có thể so với thần vương cảnh một tầng thiên cường giả, còn đang kéo dài gia tăng chính giữa, so với so mới vừa rồi mạnh mẽ gấp mấy lần có thừa. Làm sao sẽ? Hơi thở bạo tăng, lại là lần trước một chiêu kia. Đối chiến thiên linh thành chủ, hắn dùng chính là một chiêu này. Vương Bằng tỉnh hồn lại, khá là hoảng sợ nhìn trước mắt Diệp Thần, nhưng trong lòng không có sức, không thể không lần nữa xúc lực. Đang phải ra tay Vương Kỳ cũng dừng lại, một mặt kinh ngạc nói, tiểu thư, Diệp Thí Thiên dùng lá bài tẩy, bộc phát ra chí ít thần vương cảnh ba tầng thiên chiến lực. Mặc dù không có lúc ấy đối chiến thiên linh thành chủ như vậy trình độ, nhưng tuyệt đối không kém. Diệp Thí Thiên, rốt cuộc lai lịch ra sao? Thấp phú thế giới lực, làm sao có thể cũng như này lá bài tẩy? Đế tôn cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp, bộc phát ra có thể so với thần vương cảnh khí huyết lực. Là tức máu lực à, không phải linh khí à, hai người bây giờ chênh lệch gấp mấy lần uy năng, nếu như Diệp Thí Thiên bước vào nhập thần cảnh, trong cơ thể khí huyết lực đổi thành là linh khí, há chẳng phải là chiến lực phải tăng cường càng hơn. Xong hết rồi. Diệp Thần chờ Vương Bằng xúc thế tốt lắm, tay phải cầm giết thần kiếm, chậm rãi đi tới, nhưng cho Vương Bằng một cổ cực lớn áp lực, tựa như chính là một vị viễn cổ thiên tôn đi tới vậy, không động thủ, chỉ riêng hơi thở liền trấn trụ Vương Bằng. Hủy diệt một đao. Diệp Thí Thiên, ngươi hẳn phải chết. Vương Bằng thấp thỏm kêu một câu, đằng bay đến giữa không trung, tay phải cầm liền nói hủy diệt khí, sừng sững một đao trẻ hạ, một vòng hủy diệt đao cương rơi xuống, nếu như huyết nguyệt rơi xuống thương khung đất đai vậy, khổng lồ hủy diệt lực, không thể ngăn trở sát khí lan tràn ra, mọi người đều chấn động. Đây cũng là, ngươi chiến lực. Quá yếu. Diệp Thần nhẹ nói một câu, vô cùng miệt thị. Chợt một khắc sau, hắn huy động giết thần tướng, hướng về phía Vương Bằng một kiếm đâm ra, bốn phương kiếm khí hội tụ, xông phá trùng trùng ngăn trở, tan biến từng đạo hủy diệt lực, vô cùng vô tận kiếm khí nếu như thủy triều lên xuống cuộn sạch huyết nguyệt đao cương, theo một đạo nổ tung truyền ra, huyết nguyệt đao cương bể tan thành, kiếm khí lại lần nữa hóa thành một phiến bạc bạo, chìm ngập Vương Bằng. Thương thương thương, bình bịch bịch, từng đạo tiếng va chạm, tiếng nổ truyền ra. Chợt một phiến huyết dịch phiêu sái xuống, Vương Bằng thân xác vỡ ra, thần hồn ở nháy mắt tức thì tan biến. Mấy trăm ngàn võ giả kinh hãi nhìn một màn này, trong chốc lát cũng không biết làm sao. Diệp Thí Thiên, to gan! Ngươi dám giết đồ nhi ta! Phi Hạc Điện nội môn trưởng lão thốt nhiên giận dữ, chợt vỗ một cái mặt bàn. Phi Hạc Điện nội môn trưởng lão Trần Thiên, tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Bằng lại có thể sẽ chết ở Diệp Thí Thiên trên tay. Không thể nào. Diệp Thí Thiên cái này hèn mọn thấp võ thế giới tạp chủng, làm sao có thể đánh tan Vương Bằng, chớ đừng nói chi là đánh chết Vương Bằng. Vốn là, hắn không phải bị Vương Bằng đánh chết à? Làm sao ngược lại đem Vương Bằng đánh chết? Cái này đáng chết thấp vũ thế giới tạp chủng. Diệp Thí Thiên, ngươi ở tự tìm cái chết. Trần Thiên bay lên trời, quanh thân quanh quẩn suốt đạo đạo không gian quy luật lực, bất ngờ. Hắn cũng là một vị hỗn nguyên cảnh cường giả. Hắn hai tay không ngừng kết ấn, hội tụ không gian quy luật lực, cần phải tuyệt sát Diệp Thần. Trần Thiên, ngươi có ý gì? Lão Phu vẫn còn ở nơi này, há cho ngươi cản rỡ. Trịnh Bá vậy phóng lên cao, không ngừng hội tụ không gian quy luật lực, hiển nhiên uy thế so với so Trần Thiên mạnh hơn hoành một ít, vẫy tay gian kêu tới một chuôi không gian chi nhận, cưỡng ép đánh tan Trần Thiên tụ lại không gian quy luật lực. Hắn căm tức nhìn nói, Diệp Thí Thiên chính là ta Bắc Cung gia tộc hộ pháp. Lại là thất tiểu thư sư phụ, người can đảm dám đối với hắn động thủ, chính là khiêu khích chúng ta Bắc Cung gia tộc. Huống chi lôi đài tỷ võ, vừa phân thắng bại, cũng chia sống chết. Vương Bằng chết trận, chính là hẳn. Trịnh Khuông, ngươi, Trần Thiên căm tức nhìn Trịnh Bá, cuối cùng dừng tay như cũ ngồi ở chủ trên ghế trọng tài, căm tức nhìn Diệp Thần, nói tiểu tạp chủng. Lần này coi là ngươi vận khí tốt, lần sau, đừng để cho lão phu đơn độc đụng phải ngươi, nếu không tuyệt sát ngươi. Trần Thiên cuối cùng không có ra tay,
bên cạnh Chân Không Tự và Tử Lâm Tông trưởng lão cũng không có giúp ý nghĩa. Độc thân ra tay, sợ rằng đè không dưới bãi. Dù sao phía sau còn có Mộc Phong, sẽ để cho Mộc Phong mình đi giải quyết Diệp Thí Thiên. Nếu như Mộc Phong vậy không giải quyết được, vậy thì liên thủ Mộc Toại Nguyệt, giết chết Diệp Thí Thiên. Ta sư phụ chính diện đánh chết Vương Bằng. Trọng tài, người có thể tuyên bố. Bắc Cung Tử Ngọc vậy lộ ra lạnh lùng một mặt, quanh thân mấy vị thần vương cảnh cường giả đồng thời bùng nổ hơi thở, Phi Hạc Điện nếu như dám động thủ, bọn họ vậy sẽ không cố kỵ chút nào động thủ cứu viện Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên, đây là ta sư tôn, cũng là ta Bắc Cung gia tộc hộ pháp, há có thể cho người ngoài làm nhục. Trận chiến này, Diệp Thí Thiên thắng. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống, mấy trăm ngàn võ giả mới phản ứng được, Vương Bằng chết. Vị này thiên bảng cường giả, lại chiến chết ở Diệp Thí Thiên trên tay. Trong đám người Vương Ngôn chưa đủ lắc đầu, quá độc ác. Vương Bằng à, rất miễn cưỡng bị hắn đánh chết. Diệp Thí Thiên thực lực tăng lên được cũng quá nhanh. Hai ngày trước suýt nữa ép điên rồi thành thiên linh thành chủ, bây giờ lại đánh chết Vương Bằng. Có cơ hội có thể kết giao, có lẽ ở hắn bên người có thể nhanh chóng phá cảnh, tăng cường thực lực đâu. Rất nhiều tông phái đệ tử, thậm chí dân gian võ giả, cũng có ý nghĩ này, dĩ nhiên Diệp Thần được còn sống từ Kim Phật Mật Tông bên trong đi ra, hơn nữa có đầy đủ tự vệ thực lực, bọn họ mới sẽ kết giao Diệp Thần, nếu không không bỏ đá xuống giếng, cũng là rất tốt. Diệp Thí Thiên, người rất tốt, thấp phú thế giới tới, lại có thể cũng có như vậy thực lực. Bất quá người đứng càng cao, ném vượt thảm. Bổn công tử sẽ đích thân ngược giết ngươi. Mộc Phong ánh mắt thâm thúy, có ý vị khác nhìn một cái Mộc Toại Nguyệt, chợt trở lại trong phòng bế quan, hắn muốn tế luyện mới lấy được thần vương khí, thậm chí còn hỗn nguyên tiên khí. Vì đánh chết Diệp Thần, Kim Đao môn nội môn trưởng lão Mộc Toại Nguyệt, thậm chí cho Mộc Phong hỗn nguyên tiên khí. Hủy diệt khí mặc dù thai nghén hủy diệt quy luật, nhưng là bản thân vật liệu chỉ là thần vương khí tầng thứ, chỉ có thể là bước đầu có hỗn nguyên tiên khí chiến lực, nhưng cũng không phải là thật hỗn nguyên tiên khí, không thể giống nhau mà nói. Nhưng là, Mộc Phong lấy được cấp một hỗn nguyên tiên khí. Bên trong ẩn chứa không gian quy luật, không tin giết không chết Diệp Thần. Trên lôi đài, Diệp Thần nhặt lên bể tan tành hủy diệt khí, thu nạp chính giữa hủy diệt quy luật, tăng cường mình tịch diệt chi đạo. Cảm giác tùy thời đều có thể phá cảnh, chỉ là không có đạt được ngưỡng mộ trong lòng hỗn nguyên tiên khí, cho nên một mực áp chế từ cảnh giới của mình. Hắn xuống lôi đài, trở lại trong phòng, cười nói, các vị, ta nói thứ nhất, nhất định thứ nhất sẽ là ta. Xem ra, ngươi có nắm chắc. Mới vừa rồi hẳn tin tưởng ngươi. Vương Kỳ lộ ra nụ cười tới. Mới vừa rồi Diệp Thần nói mình muốn đoạt thứ nhất, ai sẽ tin tưởng? Phỏng đoán cũng chỉ có Bắc Cung Tử Ngọc hơi tin tưởng một chút. Nhưng là bây giờ, thiên bảng thứ 9 Vương Bằng, bị Diệp Thần một kiếm đâm bạo thân xác, có thể so với hỗn nguyên tiên khí hủy diệt khí đều bị đánh nát. Diệp Thần chiến lực, phỏng đoán sánh bằng thiên bảng thứ 7 Lâm Hiên. Thiên bảng, một mực do tất cả đại tông môn đệ tử đích truyền chiếm cứ. Chính giữa, Phi Hạc Điện Vương Bằng thiên bảng thứ 9, Chân Không Tự Niệm Tâm Hòa Thượng thiên bảng thứ 5. Tử Lâm Tông Lâm Hiên thiên bảng thứ 7, Kim Đao Môn Mộc Phong thiên bảng thứ 4. Còn như thiên bảng trước 3 tên, lần này đều ở đây cử đi học Kim Phật Mật Tông, không có tham gia lôi đài tỷ võ. Phỏng đoán Diệp Thần tiến vào Kim Phật Mật Tông sau có thể trực tiếp đối với bọn họ. Bách Tông Càn Khôn thi đấu như cũ tiếp tục, ngày thứ 2 vòng thứ 2 lôi đài thi đấu, Diệp Thần đối mặt một cái phổ thông tông môn nhập thần cảnh trung kỳ đệ tử, còn không có động thủ, đối phương trực tiếp đầu hàng. Trong tương lai, thứ 3 bánh, thua thứ 4, cũng không có đụng phải thiên bảng cường giả. Càng không có đụng phải Niệm Tâm Hòa Thượng, Lâm Hiên, Khuông Bạch các người, Diệp Thần muốn có lẽ là mấy đại nội môn trưởng lão có thể phân phối đối với thi đấu số người. Cho đến thua thứ 6, quyết định 2.000 tên người ngạch lúc, Diệp Thần đối mặt Mộc Phong. Rút thăm xong, thua thứ 6 lôi đài thi đấu, lấy này thứ tự sắp xếp, dựa theo trong tay các người rút được hạng. Hai tiếng sau đó, lên tương ứng lôi đài. Chân Không Tự không làm chủ cầm tuyên bố. Diệp Thần cúi đầu ngưng mắt nhìn trong tay cây xiên bằng trúc, trên viết Diệp Thí Thiên và Mộc Phong, lôi đài số 1. Xa cách 5 ngày, cũng không có đối với Mộc Phong.
Đoạn này thời gian, Mộc Phong là phá cảnh liền sao? Phá cảnh liền không cách nào tiến vào Kim Phật Mật Tông đất, hiển nhiên là lấy được bảo vật gì, cần thời gian đi luyện hóa, nắm giữ. Hắn nhìn trong lòng đã có dự tính Mộc Phong, thần giác buộc vòng quanh một nụ cười, nói, trừ phi ngươi đạt được hợp đạo thần khí. Nếu không, lần này ngươi vẫn là sẽ chết. Chờ ta từ Kim Phật Mật Tông đi ra, lại vặn diệt ngươi Kim Đao Môn. Xa xa Mộc Phong tựa hồ cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, hồi lấy ánh mắt sắc bén. Chợt một khắc sau, Mộc Phong bước ra một bước, đợt khí cuộn sạch, lại bay đến trên bầu trời, ánh mắt quét qua dự thi 4.000 võ giả, tuyên bố các vị, ta cùng Diệp Thí Thiên có không đội trời chung mối hận. Hai tiếng, ta không chờ được lâu như vậy, chư vị lại qua một bên sau này. Ta Mộc Phong muốn trước thời hạn khiêu chiến Diệp Thí Thiên. Hắn gọi ra một chuôi tiên kiếm, ném bắn ra, đi sâu vào Diệp Thần trước người trên mặt đất, Diệp Thí Thiên. Người cái này thấp võ thế giới hèn mọn đồ, đi ra đánh một trận. Bổn công tử ngày hôm nay muốn diệt giết ngươi. Ngươi không cần xem Trịnh lão. Cũng không cần xem Tử Ngọc, ngày hôm nay cho dù bọn họ ngăn cản, vậy không thay đổi được ngươi kết cục. Hỗn nguyên tiên khí ta đã nắm giữ, giết ngươi Diệp Thí Thiên, giống như lấy đồ trong túi. Sư phụ, cẩn thận một chút. Mộc Phong hiển nhiên có lá bài tẩy. Bắc công tử Ngọc lặng lẽ đi tới. Đưa cho Diệp Thần một cái chớp sáng, truyền âm nói, Mộc Phong tính cách và thái độ đại biến, không nghi ngờ chút nào, là đạt được hỗn nguyên tiên khí, hoặc là tương ứng bảo vật, có đối phó sư phó chắc ăn. Sư phụ, đây là cha ta cho ta chín mệnh thiên yêu hư ảnh. Thời khắc mấu chốt, có thể bộc phát ra hỗn nguyên cảnh đỉnh cấp nhất kích giết địch. Ngươi cầm lên, hắn nếu như vận dụng hỗn nguyên tiên khí, ngươi liền vận dụng vật này, yên tâm. Ở Bắc Cung Tử Ngọc xem ra, Diệp Thần, đến từ Côn Lôn hư cái này con kiến hôi chi địa. Hẳn không có quá nhiều bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, mới vừa rồi vận dụng lá bài tẩy, lộ vẻ như vậy trước kia chính là đối chiến thiên linh thành chủ sử dụng lá bài tẩy. Lần trước, sư phụ vận dụng sau đó liền không thể không thoát đi. Hiển nhiên, sư phụ lớn nhất lá bài tẩy chính là cái này, đối mặt thần vương cảnh trung kỳ tạm được, nhưng hỗn nguyên tiên khí. Nhưng mà bộc phát ra sánh bằng thần vương cảnh hậu kỳ một kích toàn lực binh khí, sư phụ đối với tất nhiên nguy hiểm. Cha cho nàng không thiếu bảo vật, chín mệnh thiên yêu hư ảnh, cũng có thể bảo đảm sư phụ không lo. Ta còn chưa tới dùng học trò bảo vật bước. Diệp Thần cự tuyệt chớp sáng, ung dung cười nói, thu hồi đi, ngươi bảo vệ tánh mạng vật, là bảo vệ chính ngươi, không là bảo vệ ta. Nếu như ta còn cần ngươi bảo vật, ta cũng không phối làm sư phụ ngươi. Nhưng mà, sư phụ, tin tưởng ta sẽ đánh chết Mộc Phong. Diệp Thần tiêu nhiên đi ra ngoài, mắt nhìn Mộc Phong, không sợ hãi chút nào. Hỗn nguyên tiên khí thì như thế nào? Ta có trăm vị đại năng thành tựu lá bài tẩy, ngươi cho dù tay cầm hợp đạo thần khí, ta cũng không sợ hãi đánh một trận. Hôm nay, ta sẽ bắn chết ngươi cái này uy hiếp. Diệp Thí Thiên, ngươi tới, tốt. Mộc Phong chậm rãi rơi vào lôi đài số 1 lên, nụ cười dần dần điên cuồng. Hắn muốn ở giết Diệp Thần trước, vô tận làm nhục. Ngay trước mấy trăm ngàn võ giả mặt. Truyền thuyết, đế tôn cảnh 9 tầng thiên nghịch thiên đánh chết nhập thần cảnh 9 tầng thiên vương bằng. Truyền thuyết, đế tôn cảnh 9 tầng thiên từ thần vương cảnh trung kỳ trong tay cường giả thoát đi. Ngày hôm nay Diệp Thần truyền thuyết liền chung kết ở trên tay hắn. Tới đi. Để cho ta xem, người được cái gì dạng hỗn nguyên tiên khí. Diệp Thần hai tay tách thả ra sáng bóng, đồng thời lấy ra diệt hồn ma thần thương và giết thần kiếm, sau lưng trôi lơ lửng ra mất đi đại đạo, vô biên vô tận mất đi lực quanh quẩn ở hắn quanh thân, dần dần chuyển hóa thành từng đạo Phật văn, nhìn như từ bi, lại có tàn sát thương sinh ma ý. Từ xưa, Phật môn cũng lấy từ bi là trong lòng, phổ độ thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Nhưng là Diệp Thần nhưng là dùng Phật môn đạo uẩn, lĩnh ngộ ra tàn sát thương sinh công pháp tịch diệt Phật quốc. Giết! Hỗn nguyên nhất kích! Mộc Phong sử dụng một chuôi lưu quang chi nện. Lưu quang chi nện treo trên bầu trời tại thương khung bên trong, không ngừng xoay tròn, toát ra vô biên vô tận không gian chi nhận, giống như mưa mảnh vậy rơi xuống, không ngừng công kích Diệp Thần. Bình bịch bịch! Bịch bịch! Một cái nhớ tịch diệt Phật quốc đánh ra. Đồng thời gian thương cương phá trời, kiếm khí ngất trời, bốn phương sấm sét lóe lên.
Một chàng đế tôn cảnh 9 tầng thiên và nhập thần cảnh 9 tầng thiên chiến đấu, lại có thể đánh ra có thể so với hai vị thần vương cảnh đánh giết chiến đấu dư âm, làm được tất cả võ giả làm cảm khái khiếp sợ, thậm chí không ngừng cách xa, sợ bị ảnh hưởng đến mà bị thương. Đang lúc này, một tòa cửa lưu chuyển màu xanh nhạt sáng bóng, từ từ mở ra. Hai đạo gầy yếu thân thể mềm mại hơi hiển lộ. Chính là từ Côn Lôn Hư đi lên Diệp Lạc Nhi và Kỳ Lâm. Hai người chậm rãi đi ra, làm rời đi cửa, liền cảm giác được chung quanh linh khí nồng nặc. Hai người thân hình chấn động một cái, kinh ngạc nhìn chăm chú bốn phía. Dựa theo Lý Gia Gia chủ theo như lời. Nơi này cách Diệp Đại Ca chỗ ở Càn Khôn Chi Địa, còn có mười mấy 200.000 cây số khoảng cách. Lấy tốc độ của chúng ta, phỏng đoán rất nhanh là có thể đến. Diệp Lạc Nhi có chút lo lắng, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, chẳng biết tại sao chính là trong chỗ U Minh cảm giác có người theo dõi mình, có loại bị làm con mồi cảm giác, nhưng cũng không nói lên được là chuyện gì xảy ra. Lạc Nhi tỉ tỉ. Nơi này tông phái rất nhiều đi. Dựa theo Côn Lôn Hư truyền lưu tin tức, đây là linh võ đại lục, hẳn mỗi một người ra đời đều là đế tôn cảnh đi. Kỳ Lâm tò mò nhìn bốn phía, thậm chí thò đầu nhìn ngoài cửa lớn yên tĩnh đồng cỏ, suy tư nói, ta vẫn là đạo nguyên cảnh 9 tầng thiên, ở Côn Lôn Hư được gọi chi là tuyệt thế thiên tài, nhưng ở chỗ này, há chẳng phải là liền trẻ sơ sinh cũng không bằng à. Lạc Nhi tỉ tỉ. Chúng ta bây giờ là đi trước tìm Diệp Đại Ca à? Kỳ Lâm hỏi, không biết tỷ tỷ ta bây giờ thế nào? Diệp Lạc Nhi giữa trán thoáng qua một đạo sáng bóng, suy tư nói, ta đưa ngươi đi tìm Diệp Đại Ca, ta thì cần phải đi một chỗ khác. Nàng cảm giác được mơ hồ có một vài chỗ đang hấp dẫn mình, tựa hồ là huyết mạch trong cơ thể lực dậy cảm ứng. Cảm giác mình nếu là đến chỗ đó, tu vi nhất định sẽ lớn tăng. Chỉ cần tu vi lớn tăng. Lại về đến gia tộc, nhất định có thể là Diệp Đại Ca mang đi một nhóm thực lực mạnh mẽ người giúp. Được rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Kỳ Lâm bĩu môi, dắt Diệp Lạc Nhi tay chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, vào thời khắc này, dị biến nổi lên. Ngay lập tức gian, mấy chục đạo kinh khủng hơi thở bao phủ lại bọn họ. 15 vị cường giả bay lên không hạ xuống, cầm đầu một vị hỗn nguyên cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp cường giả. Bất ngờ là Bắc Vực lệnh hồ gia tộc gia chủ, cũng là nghe theo Long Hồng Thiên mệnh lệnh chạy tới. Lệnh hồ gia chủ sâu thẳm ánh mắt, dò xét Kỳ Lâm và Diệp Lạc Nhi, nói, hai vị, không cần gấp như vậy đi. Cường giả. Lạc Nhi tỉ tỉ, thật là lợi hại cường giả, có thể ngự không? Không quá ta cảm giác không đúng lắm. Kỳ Lâm khẽ nhíu mày, nàng có loại dự cảm bất tường. Theo lý mà nói. Linh võ đại lục cùng các nàng không có bất kỳ liên lạc nào, sẽ không có người tìm các nàng phiền toái mới đúng. Vậy trước mắt lại là người nào? Các vị có ý gì? Tỷ muội chúng ta mới vừa tới nơi này, cũng không có đắc tội các vị. Diệp Lạc Nhi đem Kỳ Lâm bảo vệ ở sau lưng, dò xét những người này, nói sau nói, nếu như các vị là muốn cướp bóc nói, có thể tìm lộn người. Lệnh hồ gia chủ không hề để ý các nàng. Từ nhân thủ bên người bên trong nhận lấy Long Hồng Thiên cho bức họa, mở ra vừa thấy, vừa vặn và Diệp Lạc Nhi vô cùng tương tự, thần vận không hai, liền vẫy tay ngưng tụ một đạo không gian chi nhận, phá vỡ Diệp Lạc Nhi cánh tay, thấy một tia máu tươi thấp, bên trong ẩn chứa hào hùng lực lượng, liền mừng rỡ nói, là nàng, tìm được nàng. Long gia chủ hạ lệnh người muốn tìm, chúng ta tìm được. Lần này đem nữ nhân này bắt trở về. Có lẽ Long gia chủ sẽ ban thưởng hợp đạo thần khí. Gia chủ, đích xác là nàng. Bên cạnh, một vị hỗn nguyên cảnh tầng 6 thiên cường giả tiến lên, tỉ mỉ được quan sát Long Hồng Thiên cho bức họa, nhiều lần xác nhận sau đó, trong mắt lộ ra một cổ điên cuồng vẻ, cười to nói, thật đúng là nàng. Cơ hồ giống nhau như đúc. Các vị, Long Hồng Thiên gia chủ tự mình mệnh lệnh chúng ta bắt người phụ nữ này. Một khi bắt trở về, rất có thể Long gia chủ sẽ ban thưởng chúng ta hợp đạo thần khí. Lệnh hồ gia chủ vậy sắp giữ thế nào không được, bắt đầu vận dụng quy luật lực, dò xét chung quanh tình huống, đôi mắt cũng vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Lạc Nhi. Bọn họ cũng mặc kệ Diệp Lạc Nhi là thân phận gì. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Lạc Nhi chính là đi lại hợp đạo thần khí, thiên đại bảo tàng. Nguyên lấy là lần này tới bắt cầm Diệp Lạc Nhi, sẽ gặp không thiếu cường giả. Dẫu sao là Long Hồng Thiên gia chủ phái tới bắt người,
rất lớn có thể là cái nhân vật khó giải quyết, nhưng không nghĩ tới là một đế tôn cảnh sơ kỳ người phụ nữ. Sớm biết như vậy, bản gia chủ tự mình tới liền tốt, không cần mang nhiều trưởng lão như vậy. Lệnh Hồ gia tộc, là phụ thuộc Long Hồng Thiên một trong những gia tộc, bên trong gia tộc cường giả cũng coi như là Long Hồng Thiên thân binh. Rất lâu Long Hồng Thiên đối với thần Long gia tộc khai chiến, đều là hợp đạo cảnh cường giả mới cùng tham gia, hỗn nguyên cảnh bọn họ chỉ có thể làm trợn mắt, chỉ có thể làm nhìn những thứ khác hợp đạo cảnh cường giả, chiến thắng sau đạt được bảo vật, đột phá cảnh giới. Nhưng là lần này, cơ hội sẽ đến. Lệnh Hồ gia chủ tự mình dẫn trong gia tộc 15 vị hỗn nguyên cảnh cao thủ, chính giữa hỗn nguyên cảnh 3 tầng thiên 3 vị, hỗn nguyên cảnh tầng 6 thiên 10 vị. Hỗn nguyên cảnh tầng 7 tầng 8 ngày 2 vị, cộng thêm lên chính hắn vị này hỗn nguyên cảnh 9 tầng thiên, hoàn toàn đem không gian quy luật thông hiểu đạo lý đỉnh cấp cao thủ. Nguyên cho là đi bắt cầm một cái thần vương cảnh, hoặc là hỗn nguyên cảnh người phụ nữ. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới. Là bắt đế tôn cảnh. Thiên đại chuyện may mắn à. Giao 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 giao. Giao 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 giao. Lệnh Hồ gia chủ ra tay. Lòng bàn tay không ngừng thả ra từng đạo không gian chi nhận, cắt chung quanh không gian, đồng thời bên cạnh một vị hỗn nguyên cảnh 7 tầng thiên thái thượng trưởng lão, lợi dụng mật pháp dò xét tại không gian truyền tống trận trong đại điện tình huống. Xác định đến tiếp sau này không có người tới sau đó, hai người đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Các vị, có ý gì? Muốn bắt ta? Diệp Lạc Nhi giữa trán thoáng qua một đạo lạnh lùng sáng bóng, âm thầm than thở một tiếng. Đều là hỗn nguyên cảnh, như thế nào đối địch à? Nàng cúi đầu nhìn về phía Kỳ Lâm, mới là đạo nguyên cảnh 9 tầng thiên, bất giác truyền âm nói, đợi hồi ta ngăn trở bọn họ, người hết sức rời đi, đi tìm Diệp đại ca. Chỉ có Diệp đại ca có thể giúp chúng ta. Cái này, Lạc Nhi tỷ tỷ, chúng ta chiến đấu với nhau. Kỳ Lâm quơ quả đấm, có thể còn không biết hỗn nguyên cảnh cường giả chỗ cường đại, mới có thể đối mặt loại này có thể cắt kim loại không gian. Thậm chí đem người ngay lập tức gian cắt kim loại thành hư vô cường giả, nói ra chiến đấu với nhau lời nói. Ở nàng trong mắt, người mạnh nhất chính là Diệp Thần. Thứ nhì chính là Hàn Vân, sau đó chính là Diệp Lạc Nhi. Lạc Nhi tỷ tỷ đã từng ngăn trở Ngụy Vô Thành một kích toàn lực, hẳn có thể từ những người này trong tay chạy khỏi. Mau! Chạy! Diệp Lạc Nhi chợt ra tay, trong tay sử dụng một chuôi băng phách trường kiếm. Mang ra khỏi một đường thật dài lưu quang lướt đi, giật mình không trung tầng mây, biến ảo là vô số kiếm khí, đồng thời công kích 15 vị hỗn nguyên cảnh cường giả. Nàng quay đầu hô, Kỳ Lâm, chạy mau, đi tìm Diệp đại ca. Ta không ngăn được bọn họ bao lâu. Mau! Những ngày qua, Diệp Lạc Nhi theo trí nhớ dần dần hồi phục, thực lực vậy tăng mạnh không ít, mặc dù cảnh giới vẫn là đế tôn cảnh một tầng thiên. Nhưng chiến lực chỉ ít sánh bằng nhập thần cảnh sơ kỳ, đổi ở Côn Lôn hư chính là nhất lưu cao thủ, nhưng ở Linh Võ Đại Lục, quá yếu. Nàng rất rõ ràng, đám người này mục tiêu là nàng. Chỉ có thể hết sức cố gắng để cho Kỳ Lâm chạy khỏi. Hừ, còn dám phản kháng. Thứ không biết chết sống, cũng không xem ngươi là cảnh giới gì. Lệnh Hồ gia chủ khinh miệt cười một tiếng, vẫy tay gian ngưng tụ vô số lực lượng, im bặt ra. Ngay lập tức gian đem băng phách trường kiếm động lại, càng đem vô số lưu quang kiếm khí giam cầm trên không trung. Không, chưa tính là đơn độc giam cầm băng phách trường kiếm. Mà là cầm giữ cái này một mảnh không gian. Hỗn nguyên cảnh, lĩnh ngộ không gian quy luật, thì có giam cầm không gian, giam cầm kẻ địch khả năng. Hợp đạo cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, sinh ra thời gian kém, phối hợp lại thời không quy luật là được phơi bày ngày đó linh vận tiên tôn hạ xuống. Thời gian sử dụng không pháp thì giam cầm tất cả mọi người, càng tại không gian cuối cùng Diệp Thần chém giết nửa ngày, có thể hai người đi ra, Côn Lôn hư thời gian chỉ trải qua một giây đồng hồ. Thời không quy luật cực đoan mạnh mẽ. Đơn độc không gian quy luật, trừ phi cùng tầng thứ cường giả, nếu không chính là ai cũng khó mà đánh vỡ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 67.